Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. chương 316, xin lỗi, cầm nhầm bản thảo mất rồi. Càng tới cần cổ điện đồng xanh kia, tự nhiên Tống Thư Hàng cảm giác thân thể ngày càng lạnh lẽo, rét lạnh thấu xương. Cổ hàn ý này cũng không phải khí lạnh tự nhiên tạo thành, mà là linh lực có thuộc tính hàn băng. Khí huyết trong khiếu huyệt trên người Tống Thư Hàng tự động bốc lên, chống lại cổ hàn ý này, thế mới khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cửu đăng cô nương bước lên trước một bước, đẩy cánh cửa chính của cổ điện đồng xanh ra. Ngay sau đó, một mảnh khói lạnh mà mắt thường có thể thấy được phả vào mặt, giống như mở cửa hầm lạnh ra vậy. Tống thư hàng dùng mình một cái, chủ động khống chế khí huyết chi lực trong cơ thể dâng lên, chống lại hàn ý kia, lạnh quá. Lẽ nào vị đại tiền bối bên trong cung điện đồng xanh tu luyện công pháp có thuộc tính hàn băng hay sao? Lại có thể biến cung điện đồng xanh này thành một cái tủ lạnh như thế nơi này vốn là như thế đấy hôm nay xem như ấm hơn nhiều rồi mấy lần trước ta tới đây thiếu chút nữa đã bị đông cứng rồi cửu đăng cô nương chân dẫm kim liên bay tới trước mặt tống thư hàng đồng thời cô giơ tay vỗ nhẹ một cái đám khói lạnh phả tới trước mặt bị cô đánh bay ra hai bên đi thôi chúng ta vào đi có cô đi trước ngăn cản hàn ý tống thư hàng ở phía sau lập tức cảm thấy thân thể ấm áp hơn rất nhiều bên trong cung điện đồng xanh khắp nơi đều là khói lạnh tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Bởi vì bên trong màn khí lạnh này ẩn chứa linh lực cường đại, nên dù Tống Thư Hàng đã mở được nhãn khiếu thì cũng chỉ có thể nhìn xa được chừng ba thước ở trong này mà thôi. Nên hắn đành đi theo sát cửu đăng cô nương, lỡ như lạc mất, hắn sẽ bị hàn ý bên trong cung điện đồng xanh này đông thành đá mất. Đến rồi, cửu đăng cô nương đang dẫn đường ở phía trước đột nhiên nói. Cô dừng lại trước mặt một cái bàn nhỏ ắt xì tương đương hắt xì tương đương tống thư hàng hắt hơi mấy cái ôm hai tay run rẩy há miệng ra cửu đăng cô nương cười nói tống thư hàng ngoan ngoãn há miệng ra sau đó hắn cảm giác như có một viên đan dược chui vào trong miệng khi viên đan dược này mới vào miệng thì lập tức tan ra sau đó toàn thân hắn lập tức trở nên ấm áp khiến hắn thoải mái buột miệng rên nhẹ một tiếng audio điện tử võ tấn bền Tống Thư Hàng hỏi dò, đây là đan dược gì thế? Ngự hàn hoàn, không thể xem là DNA dược, nhưng lại có hiệu quả khá tốt dùng khi thám hiểm một ít bí cảnh hoặc động thiên lạnh lẽo. Cửu đăng cô nương nói. Tống Thư Hàng không khỏi nhìn cô với vẻ u oán. cửu đăng cô nương, nếu như cô đã sớm có đan dược tốt như thế thì nên đưa ta dùng sớm hơn mới đúng chứ, khi nãy ta lạnh run như cầy sấy luôn. Ha ha ha, run như cầy sấy, dùng tốt lắm, Ta rất thích, Cửu Đăng cô nương giơ ngón tay lên. Hơn nữa, nếu như ta cho ngươi dùng sớm hơn thì ngươi sẽ phải hối hận đấy. Cửu Đăng cô nương chỉ vào mảnh khí lạnh ở bên cạnh, nói tuy rằng chúng khiến ngươi lạnh run như cầy sấy, nhưng cũng là một loại rèn luyện đối với thân thể của ngươi, linh lực ẩn chứa bên trong cũng có thể tăng cường thể chất của ngươi rất nhiều. Chàng trai à, chịu được khổ trong khổ mới là người trên người. Hát Xì tương đương hát Xì tương đương tống thư hàng không thể trả lời được vì hắn phải hát hơi thêm hai cái. Rõ ràng dùng viên ngự hàn hoàn kia xong, thân thể đã ấm áp hơn rồi, nhưng trước mặt lại có một cỗ hàn ý đặc biệt lạnh lẽo đang ập tới. Tống thư hàng bất giác nhìn về phía chỗ phát ra hàn khí chỉ thấy không biết từ bao giờ. Trên chiếc bàn nhỏ ở cách bọn họ ba trước kia, lại xuất hiện một đạo thân ảnh mặc áo trắng. Chiếc áo bảo màu trắng rộng thùng thình bao phủ toàn thân, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ kim loại vô cùng tinh xảo ngoại trừ hai cánh tay lộ ra bên ngoài áo bảo ra thì toàn thân hắn chẳng lộ ra chút thịt ra nào. Tống Thư Hàng không khỏi nhìn bàn tay để lộ ra ngoài của thân ảnh mặc áo bảo trắng kia vài cái, đấy là một màn tay trắng nõn như ngọc, còn bên tay còn lại thì lại đỏ lòm. Thật ngại quá, tiểu hiếu, địa bàn của ta hơi lạnh một chút, xin thứ lỗi, thân ảnh áo trắng kia phát ra giọng nam trầm. Xem ra đây chính là đại tiền bối mà cửu đăng đã nói. Lúc này, một con thỏ lông dài chui ra từ bên dưới áo bảo trắng của hắn. thân ảnh mặc áo trắng kia ngồi xổm xuống, ôm chặt con thỏ lông dài trắng muốt đó. bàn tay trắng nõn nà như ngọc kia vuốt ve bộ lông của nó. xin chào tiền bối, tống thư hàng nói, lại to mò nhìn cái mặt nạ kim loại ở trên mặt của đại tiền bối. hắn cứ cảm giác trên chiếc mặt nạ này có một cỗ ma lực nào đó, khiến cho hắn rất muốn bước lên kéo phăng cái mặt nạ đó xuống để nhìn thấy bộ dạng thật sự của đại tiền bối. Cửu Đăng đứng bên cạnh Vỗ Tống thư hàng một cái nhẹ, chàng trai à, đừng nói nhìn chằm chằm vào mặt nạ của Tiền Bối như thế. Tiền Bối đã từng tiếp xúc với áo nghĩa của Trường Sinh. Với thực lực của ngươi bây giờ, dù hắn đã đeo mặt nạ che lại rồi, nhưng nhìn vào mặt của hắn quá lâu vẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng với đạo tâm của ngươi. Đã từng tiếp xúc với áo nghĩa của Trường Sinh, lúc nãy hắn từng nghe Cửu Đăng cô nương nói qua, đỉnh phong của tu sĩ chính là cảnh giới Trường Sinh. Trên Trường Sinh tiến thêm một bước nữa thì chính là gánh lấy thiên mệnh, biến thành thiên đạo mới. Thiên đạo là duy nhất, trừ phi thiên đạo quốc tự nhiên biến mất không còn nữa. Nói cách khác, cảnh giới trường sinh này chính là đỉnh phong của tu sĩ bình thường. Vị đại tiền bối trước mặt, dù chỉ là từng tiếp xúc với áo nghĩa của trường sinh, vẫn chưa đạt tới cảnh giới trường sinh. Nhưng đã từng tiếp xúc với áo nghĩa của trường sinh cũng đủ nói rõ sự đáng sợ của hắn rồi. Tống Thư Hàng vội chuyển tầm mắt của mình sang nơi khác, không nhìn chằm chằm vào mặt của vị đại tiền bối kia nữa. Xin lỗi Thư Hàng tiểu hữu, không thể dùng gương mặt thật để gặp ngươi được, giọng của đại tiền bối vẫn nặng nề như trước, nhưng đã cố gắng dịu giọng xuống, xích tiêu tử đạo hữu vẫn mạnh khỏe chứ. Đại tiền bối, ngươi biết xích tiêu tử đạo trưởng sao? Tống Thư Hàng kinh ngạc nhìn về phía vị đại tiền bối kia. Xích tiêu tử đạo hữu cũng có thể xem như bạn lao năm của ta, Ta thấy người kế thừa hỏa diễm đao đặc biệt của hắn, hắn còn đi lại ở trong trần thế à?" Đại tiền bối cất lời hỏi. "Chắc là vẫn còn." Tống thư hàng đáp, "Ít nhất thì theo trí nhớ của thông nương và tán tu Lý Thiên Tố thì 300 năm trước, xích Tiêu Tử đạo trưởng đã chồng thông nương, hơn nữa lại thu nhận Lý Thiên Tố làm đệ tử ở một triều đại nào đó trong cổ đại." Đại tiền bối khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm nhiều nữa, hắn chỉ cần biết vị lão hữu của mình vẫn còn đi lại ở thế gian là đã an tâm rồi. Xích tiêu tử đã chọn con đường khác với hắn, đại đạo ba nghìn, không ai dám nói con đường mình chọn là đúng nhất, con đường mà đối phương đi lại sai cả. Chấm. Đại tiền bối ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, đặt con thỏ lông dài kia lên đầu gối, rồi mới nói với tống thư hàng, thư hàng tiểu hữu, lúc người bước vào nơi đây, chắc là có thể đoán ra chúng ta đang trùng kiến thiên đình đúng không? Tống thư hàng nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy, người có muốn biết tại sao bọn ta lại phải mạo hiểm, lén lút cẩn thận gầy dựng lại thiên đình ở ngay dưới mí mắt của thiên đạo mới hay không? Đại tiền bối ướm lời hỏi. Tống Thư Hàng lập tức lắc đầu cật lực quá tò mò sẽ hại chết mèo đấy. Hắn tuyệt đối không muốn tò mò đâu, hắn chỉ cần ngoan ngoãn phong ấn trí nhớ, sau đó cắp mông đi ra khỏi thiên giới đảo này ngay lập tức, quay lại hưởng thụ cuộc sống bình thường lâu lâu động kinh cùng với bạch tiền bối, đậu đậu và tiểu hòa thượng thôi. Nhưng trong lúc hắn đang lắc đầu cật lực thì lại có một đôi bàn tay trắng nõn chụp lấy đầu hắn, đè đầu hắn gật hai cái ấy chính là cửu đăng cô nương đừng mà ta không muốn nghe đâu có một số việc biết càng nhiều thì lại càng nguy hiểm đó tống thư hàng vùng vẫy hai cái nhưng thực lực của hắn và cửu đăng cô nương cách biệt rất lớn không thể thoát khỏi bàn tay của cô được là gật đầu đúng không vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe lý do vì sao bọn ta lại phải trùng kiến thiên đình nhé đại tiền bối hớn hở nói ê ê đại tiền bối mắt ngươi bị mù rồi hả ta bị người ta đè đầu ép phải gật mà. Tống Thư Hàng mắng to trong lòng sở dĩ hắn không mắng thẳng ra khỏi mồm là vì hắn biết, dù hắn có mắng ra thật thì đại tiền bối cũng sẽ bị chứng điếc ngắn hạn, không nghe thấy mấy lời hắn mắng. Đối phương rõ ràng đang muốn tiến hành chương trình phổ cập kiến thức khoa học, bí mật của việc trùng kiến thiên đình với hắn mà. Hơn nữa còn là muốn phổ cập bắt buộc luôn. Dù sao thì phần ký ức này tạm thời cũng sẽ bị phong ấn lại thôi, người nghe đại tiền bối nói một lát cũng được mà hắn ở thiên giới đảo một năm chẳng có mấy cơ hội được giảng giải đâu, nếu không lèm bèm với người khác một lát thì hắn sẽ nín tới mức phát điên lên mất. Lúc này, cửu đăng cô nương truyền âm nhập mật, cười hì hì nói, nghe hắn nói xong thì hắn sẽ cho người chỗ tốt gì đó. Nếu như người có thể tạm thời bỏ tiết tháo qua một bên thì lát nữa hùa theo hắn nói thêm mấy câu đi, sẽ được nhiều chỗ tốt lắm. Nói xong, cửu đăng cô nương buông bàn tay đang ôm lấy đầu của tống thư hàng ra, ngồi xếp bằng trên kim liên, lơ lửng bên phải Tống Thư Hàng. Chỗ tốt á, Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng, thứ có thể được cửu đăng cô nương gọi là chỗ tốt chắc là không kém đi đâu được nhỉ. Nếu như có thể nhận được chỗ tốt nào khá khẩm một chút thì thứ như tiết tháo gì đấy cứ ném lại cho đất mẹ cho rồi. Dù sao ngủ một giấc dậy thì thứ này nó lại tràn đầy thôi ấy mà. Khủ khủ, lúc này, đại tiền bối trên đài ho hai tiếng. Bộ dạng này của hắn khiến Tống Thư Hàng không khỏi nhớ tới mấy vị lãnh đạo trong trường, mỗi lần lên bục chuẩn bị phát biểu đều ho hai tiếng như thế, sau đó là thầy chỉ nói ngắn gọn hai câu thôi. Ta chỉ nói ngắn gọn vài câu thôi, cổ nhiên, đại tiền bối quay sang nói với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng Đầu tiên ta muốn hỏi tiểu hữu người một vấn đề người có biết tại sao tất cả công pháp tu chân, mặc kệ là loại công pháp, đều chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới kiếp tiên cửu phẩm, nhưng không thể tu luyện tới cảnh giới trường sinh hay không. Đại tiền bối vuốt ve bộ lông của chú thỏ, chậm chậm cất lời. Tống Thư Hàng im lặng. Một lát sau, hắn mới nhắc nhở, đại tiền bối à, vấn đề này ngươi hỏi nhầm người rồi. Ta chỉ là một tiểu tu sĩ nhất phẩm nho nhỏ mà thôi, ngay cả công pháp cấp bậc nhị phẩm ta còn chưa từng tiếp xúc tối. Cho nên ta căn bản không biết công pháp cửu phẩm là gì đâu. Đại tiền bối nghe thế xong thì lập tức xứng người. Sau đó hắn giơ tay điểm vài cái trong hư không, giống như đang lật một quyển sách vô hình nào đó thì phải khụ khụ ngại quá lật nhầm kịch bản mất rồi cái bản thảo này là để dành hỏi mấy tu sĩ lục phẩm đổ lên đại tiền bối ho khan nói sau đó hắn lại làm động tác dở sách ở trên quyển sách vô hình kia tiếp tống thư hàng trợn to hai mắt ra nhìn đọc nhầm bản thảo đại tiền bối người ra vẻ bí hiểm như thế hóa ra là đang đọc bản thảo đấy hả vì nói mấy câu thôi mà có cần phải làm quá như thế không khụ khụ nhưng ngươi không có phán đoán hoặc cái nhìn nào về vấn đề ban nãy à? Đại tiền bối cố giữ mặt mũi nên hỏi tiếp. Cái nhìn hay suy đoán gì sao? Tống thư hàng sờ sờ cầm, người trên thiên giới đảo đều thích cho người ta đoán mỏ hết à? chương 317, túi thu nhỏ nhất thốn chỉ xa. Ví dụ như cái gì mà thần kiếm bát thức danh chấn thiên hạ ấy, ở bên ngoài được xưng là tám thức, nhưng thật ra kiếm phổ tổ truyền chỉ có 7 thức mà thôi, thức cuối cùng cần nhờ kẻ tu luyện tự mình quy nạp, lĩnh ngộ ra thức thứ 8 thuộc về bản thân mình từ 7 thức trước. Tống Thư Hàng đoán thử. Tuy rằng hắn chưa từng tiếp xúc với công pháp cửu phẩm, nhưng hắn đã từng xem rất nhiều tiểu thuyết và phim kiếm hiệp, tiên hiệp mà. Tống Thư Hàng cảm giác đầu óc mình sáng láng nhanh nhạy lắm. Đại tiền bối im lặng một lát rồi nói, xin lỗi nhé, cứ coi như ta chưa từng hỏi vấn đề này đi. Sau đó, ngón tay của đại tiền bối lại lật qua lật lại trong hư không, Tiếng động nặng nề lại vang lên giống như nếu đã bị Tống Thư Hàng phát hiện hắn đọc nhầm bản thảo thì hắn cũng cứ lật bản thảo huyệt vẹt ra luôn cho rồi. Tống Thư Hàng, đại tiền bối ngươi thẳng thắn quá rồi đó, ta vất vả lắm mới đoán thử một lần, ngươi huyệt vẹt như thế khiến lòng ta đau đớn quá. khổ thật ra sau kiếp tiên cửu phẩm không còn công pháp nào nữa, đó là vì kiếp tiên cửu phẩm đã là cực hạn của tu sĩ rồi. Nếu như Thiên Đạo vô chủ thì sau kiếp tiên, chính là quần hùng vùng dậy cùng tranh đoạn thiên mệnh. Chỉ tới khi một vị kiếp tiên mang thiên mệnh chi thế quét ngang quần hùng, đứng trên vạn người, vô địch đương thế. Hắn chân áp vạn cổ, nắm giữ thiên mệnh, đúc thành bất hủ chi thân, chấp trưởng thiên đạo mới. Nói cách khác, sau kiếp tiên chính là thiên đạo. Vậy thì lại có vấn đề, nếu như thiên đạo ở thế gian này đã có chủ, nắm giữ thiên mệnh duy nhất, vậy những người khác cũng chỉ có thể dừng chân lại ở cảnh giới kiếp tiên mà thôi. Tuy kiếp thiên rất mạnh, nhưng đã là cực hạn của tu sĩ, thọ nguyên mấy ngàn vạn năm. Nhưng kiếp tiên không phải vĩnh hằng bất hủ, kiếp tiên vẫn sẽ chết. Đại tiền bối nói rất rõ rạc, nếu như không phải có thêm cái mặt nạ kia che lại phần nào, Tống Thư Hàng hoài nghi chắc đại tiền bối sẽ nói hăng tới mức nước bọt phun chết hắn luôn mất. Đờ bi ơi, ngươi chỉ đọc cái bản thảo thôi mà. Chắc có khi đại tiền bối đã đọc cái bản thảo này nhiều lần lắm rồi. Thế mà vẫn giữ nguyên được trạng thái kích động như này, đúng là đáng quý thật đấy. Tuy rằng trong lòng nghĩ thế, nhưng trên mặt Tống Thư Hàng vẫn lộ ra vẻ kích động. Vỗ tay bông bốp tiết thảo ấy à, lúc cần thì cứ ném đi cũng chả sao. Vẫn là câu nói kia, thứ như tiết thảo này, ngủ một giấc dậy là lại vẹn nguyên như cũ thôi. Nói tới ngủ một giấc, Tống Thư Hàng dùng khóe mắt liếc cửu đăng cô nương ở bên cạnh. Chỉ thấy mặt mày của cửu đăng cô nương rất đối nghiêm túc, hai đóa kim liên nâng cô lơ lửng, vô cùng thần thánh và xinh đẹp nhưng Tống Thư Hàng có thể thấy được hai mắt cô không có tiêu cự, khóe miệng loáng thoáng còn có chất lỏng trong suốt dỉ ra. Đây chính là thần kỹ của đám lười học ngủ mở mắt thần công, cô đang ngủ say sưa ngon lành. Trước tiên cô ấy dùng sức nhấn đầu mình xuống ép mình gật đầu. Không phải là vì chơi sỏ mình, để mình vỗ tay thu hút sự chú ý của đại tiền bối, sau đó cô ấy lại ngồi im ngủ gật đấy chứ. Trong lòng Tống Thư Hàng đột nhiên ngộ ra. Chấm chấm, có tống thư hàng vỗ tay cổ vũ cật lực, khiến cho đại tiền bối lại càng kích động hơn nữa. Cho nên, các kiếp tiên thượng cổ bắt đầu dốc sức tìm kiếm đủ mọi cách, tìm cách khiến cho cảnh giới của mình vẫn có thể tiến thêm một bước tới gần trường sinh bất tử trong điều kiện thiên đạo đã có chủ. Không cầu bất hủ, chỉ cầu trường sinh. Các kiếp tiên thượng cổ đã nghiên cứu ra rất nhiều cách, rất nhiều kiếp tiên cường đại có được thiên mệnh chi tư đã khai phá ra được đạo của riêng mình những kiếp tiên có được thiên mệnh chi tư này đều là các thiên tài trong tình huống thiên đạo vô chủ đều có khả năng tranh đoạt thiên mệnh chấp trưởng thiên đạo cũng như vị đạo hữu xích tiêu tử kia của ta vậy hắn là một trong những thiên tài có được thiên mệnh chi tư thật sự mà ta từng gặp trong đời từ lúc huyền thánh bát phẩm hắn đã bắt đầu thực tiễn trường sinh chi đạo của hắn nhưng tiếc rằng những trường sinh chi đạo do những kiếp tiên có thiên mệnh chi tư này khai phát ra phần lớn chỉ thích hợp cho riêng bản thân của họ mà thôi Nói tới đây, đại tiền bối rốt cuộc cũng khép quyển bản thảo vô hình kia lại, bắt đầu diễn thuyết ngoài lề. Còn ta, tư chất ngu ngốc, sống uổng phí biết bao nhiêu năm, nhưng mãi mà vẫn không thể nào tạo ra được trường sinh chi đạo của mình. Cuối cùng, ta mới chuyển tầm nhìn về phía thiên đình. Nói tới đây, chắc người cũng đoán được rồi, thiên đình viễn cổ chính là trường sinh chi đạo của thiên đế. Toàn bộ nền móng chủ yếu của thiên đình chính là do thiên đế dùng thực tại ảo, dung hợp cùng vô số thiên tài địa bảo mà tạo thành. Sau đó, lại có rất nhiều cường giả tôn giả thất phẩm đầu phục vào dưới chướng thiên đế, dùng thực tại ảo của bọn họ để bổ sung thêm, hoàn thiện thiên đình viễn cổ, cùng tạo nên thiên đình. Thực tại ảo chính là vật hư ảo, nhưng lại tồn tại thật. Sau khi tạo nên nền móng của thiên đình xong, vượt ra ngoài vạn giới, tạo thành thế giới riêng, không bị thiên đạo ảnh hưởng. Sau khi không bị thiên đạo ảnh hưởng thì thiên đế lại hoàn thiện trường sinh chi đạo của mình. Không chỉ riêng hắn, mà những tu sĩ cường đại đi theo hắn đều có cơ hội tiếp xúc với áo nghĩa của Trường Sinh và tư cách tấn thăng lên cảnh giới Trường Sinh. Nói thật, Thiên Đế không hổ là đệ nhất thiên tài dưới thiên đạo từ xưa tới nay, Trường Sinh chi đạo của hắn không giới hạn riêng mình hắn, mà như biển chứa trăm sông. Hắn và Thiên Đình là một thể, thành viên gia nhập vào Thiên Đình càng đông, càng mạnh thì Thiên Đình lại càng mạnh hơn, Thiên Đình càng mạnh thì Thiên Đế cũng sẽ càng mạnh. Nói tới đây, đại tiền bối khẽ vuốt ve con thỏ trong tay, thở dài một hơi nặng nề. Cơ hội tiếp xúc với áo nghĩa trường sinh, Tống Thư Hàng không khỏi nhìn đại tiền bối kỹ hơn. Đại tiền bối nhìn lại Tống Thư Hàng, bật cười, đúng là một tên tiểu tử cẩn thận, đúng vậy. Ta đã từng là một thành viên của thiên đình, cho nên may mắn được tiếp xúc với áo nghĩa của trường sinh khi ở cảnh giới tôn giả thất phẩm. Lúc thiên đình bị hủy diệt, xảy ra trong một đêm lúc ấy có rất nhiều thành viên của thiên đình đang phân tán ở bên ngoài, không ở bên trong thiên đình nên mới tránh được một kiếp, ta chính là một trong số đó. Nhưng trong số chúng ta không có bất kỳ người nào biết rõ rốt cuộc tại sao thiên đình lại gặp chuyện. Tống thư hàng thoáng hiểu ra, nên gật đầu. Bản thân đã từng là một thành viên của thiên đình, lại trở thành một phần của thiên đình, chẳng trách đại tiền bối lại nghĩ tới con đường khó khăn như xây dựng lại thiên đình. Lúc này, Cửu Đăng cô nương ngồi một bên rốt cuộc cũng giơ tay lau nước miếng, rốt cuộc cũng nói xong rồi hả? ngủ có ngon không? Đại tiền bối lên tiếng hỏi, nhưng giọng của hắn cư nhiên lại biến thành giọng của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng bất giác sờ sờ lên cổ của mình, trong nháy mắt khi nãy, nếu không phải hắn xác định mình không hề mở miệng thì ngay cả hắn cũng đang hoài nghi là do mình lên tiếng. Ừ, ngủ ngon lắm, cửu đăng cô nương vẫn còn ở trong trạng thái mớ ngủ, nghe thấy giọng của Tống Thư Hàng vang lên thì vô thức đáp. Nhưng vừa mới đáp xong thì cô đột nhiên tỉnh táo lại ngay cô vội quay người lại nhìn thấy tống thư hàng đang sờ cổ họng với vẻ mặt quái lạ cửu đăng cô nương lập tức xị mặt xuống buồn bực quay đầu lại nhìn đại tiền bối với vẻ cực kỳ đáng thương ha ha muộn rồi đại tiền bối cười nhẹ sau đó chỉ thấy hắn cong ngón tay lại bắn ra một cỗ lực lượng vô hình đánh lên người của cửu đăng cô nương a a a a tương đương a à, cửu đăng cô nương hết thảm một tiếng đã bị bắn bay ra ngoài tương đương tốc độ kia nhanh tới cực hạn sau khi hét ra bốn tiếng A, cô đã bị bắn ra khỏi cổ điện đồng xanh, biến mất tăm. Tuyệt đối không được ngủ gục trong lúc ta giảng bài, tiểu nha đầu chẳng bao giờ nhớ được điểm này. Con bé cái gì cũng tốt, chỉ là mau quên mà thôi, đại tiền bối lẩm bẩm. Tống thư hàng nuốt nước bọt cái ực. Được rồi, tiểu tử này, nói cũng nói xong rồi. Giờ là lúc đưa người ra khỏi đào, đại tiền bối đứng lên, móc móc trên người con thỏ lông dài. Sau đó, hắn móc ra một mảnh vải có vẽ phù văn, đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhận lấy mảnh vải có phù văn, hỏi, đây là pháp thuật phòng ấn trí nhớ sao? Khi hắn nhận lấy mảnh vải này thì trước mắt hắn đột nhiên sáng lên. Phù văn trên tấm vải biến thành vô số phù văn nhỏ, nhảy vào trong đầu của hắn. Những phù văn này hợp lại với nhau, đúng là một pháp thuật phòng ấn ký ức. Nhưng pháp thuật kia đang ở trong trạng thái chờ kích hoạt, chỉ còn chờ tống thư hàng chủ động kích hoạt nó để phong ấn trí nhớ lại mà thôi. Phù văn này có thể khiến ngươi có một cơ cơ hội được tự mình phong ấn. Bên trong pháp thuật phong ấn có ẩn chứa một cơ hội giải phong ấn. Chờ sau khi ngươi kích hoạt được nó thì nó sẽ phong ấn toàn bộ ký ức về thiên giới đảo của ngươi lại. Đại tiền bố giới thiệu còn cơ hội giải khai phong ấn này thì phải xem ngươi có duyên tiếp xúc được hay không. Cuối cùng, xem như trả công cho việc ngươi chịu ngồi nghe ta nói lâu như thế đưa cái phần da nhất thốn chỉ xà kia cho ta. Ta sẽ tự mình chế tác một cái túi thu nhỏ cho ngươi, đại tiền bối mỉm cười nói. Tống Thư Hàng nghe thấy thế thì hai mắt lập tức sáng rỡ lên. Nghe vị đại tiền bối nãy lại nhảy cả buổi trời, rốt cuộc cũng có thu hoạch rồi. Tuy rằng hắn có một bộ da của nhất thốn chỉ xà, nhưng muốn tìm người làm thành một cái túi thu nhỏ cũng chẳng dễ dàng gì, nhất định phải trả một cái giá thật lớn nói không chừng một đoạn thời gian rất dài sắp tới hắn cũng không thể có được một cái túi thu nhỏ của riêng mình được. Đại tiền bối đưa ra yêu cầu giúp đỡ thế này đúng là hợp ý của hắn. Vậy nên Tống Thư Hàng vội móc mảnh ra rắn mà cửu đăng cô nương cho hắn ra, đưa cho đại tiền bối. Đại tiền bối lấy ra của nhất thốn chỉ xà ra, vỗ tay một cái. Con thỏ lông dài màu tắng trên người hắn há miệng, phun ra mấy loại tài liệu, dung nhập vào trong hai tay của đại tiền bối một đám phù văn pháp thuật lóe lên trong lòng bàn tay của đại tiền bối. Một lát sau, đại tiền bối vươn tay ra, trong tay hắn xuất hiện một túi tiền hình thỏ vô cùng đáng yêu. Đã lâu rồi không luyện mấy loại pháp khí cấp thấp thế này, nên không quen tay lắm, đại tiền bối đắc ý đưa cái túi tiền hình con thỏ này cho tống thư hàng, cầm trận pháp bên lỗ tai trái của nó, quán nhập khí huyết chi lực vào, lại áp sát túi vào thứ người muốn thu nhỏ, là có thể thu nhỏ thứ người muốn, sau đó bỏ nó vào trong túi, Tống thư hàng dơ hai tay run rẩy nhận lấy cái túi tiền này. Tiền bối, tại sao lại làm hình con thỏ thế? Tống thư hàng dè dặt hỏi lại, nếu như có thể thì hắn muốn đổi thành cái túi ra cá sấu, loại mà đàn ông hay dùng cũng được. Nhưng lại là một túi tiền hình con thỏ đáng yêu thế này, khiến hắn có hơi khó chấp nhận nổi. Bởi vì ta rất thích thỏ, đại tiền bối trầm giọng nói. Chấm. Biển Đông, trên người con cá voi lớn. Chương 318, đạo hữu xin dừng bước. Cổ nhiên, chỉ cần ta mà thật lòng muốn tìm thì nhất định sẽ tìm được hòn đảo thần bí kia ngay. Bạch tôn giả ngập tràn lòng tin. Hắn dựa theo trận pháp trên quái trưởng, đi tới một vị trí đặc biệt trên biển đông. Sau đó, bạch tôn giả kéo thần niệm ra, vói vào trong hư không, rốt cuộc cũng ẩn ẩn chạm tới tọa độ của vạn lý phi độn thuật trên tay của Tống Thư Hàng. Bạch tôn giả đã bắt được vị trí của Tống Thư Hàng rồi. Bất quá, lúc này trạng thái của Tống Thư Hàng hơi lạ. Cứ cảm giác như không phải ở trong thế giới này, mà là ở trong hư huyễn vậy. Loại cảm giác này, lẽ nào là thực tại ảo hà? Bạch Tôn giả lầm bầm. Nói cách khác, trên hòn đảo thần bí kia ít nhất cũng có một vị cường giả cấp bậc Tôn giả đổ lên tọa chấn. Thông qua tọa độ của vạn lý phi độn thuật, Bạch Tôn giả có thể cảm ứng được sơ sơ là Tống Thư Hàng rất bình tĩnh, hình như cũng không bị thương tổn gì. Như vậy, phải làm sao mới có thể tới bên cạnh Tống Thư Hàng đây?" Bạch Tôn Giả suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới cảnh Phi Kiếm Dùng một lần đuổi theo tọa độ vạn lý phi độn thuật trên người Tống Thư Hàng, sau đó biến mất. Lúc đó Đậu Đậu và Tiểu Hòa Thượng bị ngăn lại ở bên ngoài hòn đảo thần bí, nhưng Phi Kiếm Dùng một lần lại không bị cản mà bay thẳng vào trong hòn đảo. Có lẽ dùng Phi Kiếm Dùng một lần thì có thể mở ra một con đường đi tới bên cạnh Tống Thư Hàng. Mà với thực lực của Bạch Tôn Giả thì có thể bắt lấy cơ hội trong nháy mắt đuổi theo phi kiếm dùng một lần, đi tới bên cạnh tống thư hàng. Có lẽ nên thử xem sao nhỉ? Bất quá, lúc này hắn đang ở giữa biển rộng mênh mông, biết tìm đâu ra nhánh cây để làm tài liệu chế ra phi kiếm dùng một lần bây giờ. Hay là thử dùng thứ nào khác thay cho nhánh cây để tạo thành phi kiếm dùng một lần nhỉ? Bạch Tôn giả dõi mắt nhìn quanh, lúc hắn đang nghĩ xem nên tìm thứ gì để thay vào, thì đột nhiên Bạch tiền bối nhìn thấy ở mặt biến đằng xa có một đạo thân ảnh mặc tây trang màu trắng, hai tay chắp sau lưng. Chân đạp một nhánh cây trông khá mới, đang đạp sóng lướt gió trên mặt biển vô cùng tiêu sái. Chấm. Ta tên Hồ Thập, đây là danh hiệu của ta. Ta thuộc về một tổ chức thần bí chuyên môn xử lý các chuyện phiền toái cho người ta. Mấy chuyện như giết người, bắt cóc, lừa gạt này bọn ta rất rảnh rẽ, bất quá ta rất ít khi tham gia mấy hoạt động giết người thế này. Bởi vì ở trong tổ chức, ta phụ trách một số việc khá đặc biệt. Ví như giúp người ta hoàn thành tâm nguyện, giúp cô ta sinh con, lừa tinh mấy em gái nhỏ để mấy ẻm sinh con cho ta, mới là bài tủ của ta. Hôm nay, Lang Nhất đã sắp xếp cho ta một nhiệm vụ là đi lừa một tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia tên Sở Sở, là thiên tài của một gia tộc họ Sở, trên người mang theo một quyển kiếm quyết. Nhiệm vụ của ta là phải diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, cứu tiểu cô nương kia thoát khỏi tay kình bát và xa cửu sau đó dùng mấy thủ đoạn mà ta dành nhất, lừa lấy quyển kiếm quyết trong tay của tiểu cô nương này. Nhiệm vụ diễn ra trên mặt biển đông. Vậy nên ta chuẩn bị lên đài theo cách đẹp trai nhất, ngầu lòi nhất. Ta mặc bộ tây trang màu trắng mà ta thích nhất, chân đạp trên một nhánh cây, lướt gió đạp sóng trên mặt biển. Đáng tiếc ta vẫn chưa thể ngự kiếm phi hành, nếu không thì nhất định sẽ còn đẹp trai hơn nhiều. Nhưng vượt biển bằng một cành cây thế này cũng là một cách lên đài cực kỳ ngầu rồi ta tên Hồ Thập, có muốn sinh một đứa con đẹp trai đáng yêu à? Xin hãy liên hệ với ta, ta xin phát biểu thay cho gen đẹp trai của mình. Ủa, phía trước là cái gì thế nhỉ, một con cá voi lớn à? Có một người cực kỳ xinh đẹp đứng ở trên, cùng với một tiểu hòa thượng và một con kinh ba. Người đẹp kia đang nhìn ta đấy sao? Ánh mắt của cô tựa như người đi lạc giữa sa mạc trông thấy con suối mát lành. Quả nhiên, người đẹp trai như ta, dù đi tới đâu cũng sẽ khiến người ta ghé mắt nhìn như thế đạo hữu xin dừng bước quả nhiên người trông đẹp đẹp kia lên tiếng gọi ta quả nhiên là cô muốn giữ chân ta lại đúng không nhưng đáng tiếc hôm nay ta không thể ở lại được ta vươn tay vuốt vuốt mái tóc để lộ ra góc nghiêng đẹp trai thần thánh chào tạm biệt người đẹp hôm nay ta đang mang nhiệm vụ trong người nếu không ta nhất định sẽ khiến em sinh cho ta một đứa con nhưng ta có thể để lại cảnh tượng đẹp trai nhất cho em, em hãy nhớ ta thật kỹ nhé. Ủa, đợi chút đã, sao mình không cục cựa được gì hết thế này? Thân thể của ta đang lướt về phía người đẹp kia. Chấm, vận may của bạch tôn giả đúng là thiên hạ vô song. Cái nhánh cây kia tới đúng lúc quá đi mất, hơn nữa còn là nhánh liễu mà ta thích nhất nữa chứ. Vậy nên, bạch tôn giả giơ tay cách không chảo một cái bóng người mặc tây trang màu trắng với nhánh cây dưới chân hắn bị túm bay tới. Hồ thập mở to hai mắt ra chết toi, gặp chúng cao nhân rồi. Quynh, hồ thập chật vật rơi xuống trước mặt bạch tôn giả, lăn một vòng trên lưng của con cá voi lớn, sau đó giữ nguyên tư thế nửa quỳ, nhìn chằm chằm bạch tôn giả. Hắn vội đưa tay tới chỗ thắt lưng của mình đó là một thanh nguyễn kiếm được ngụy trang thành thắt lưng. Xin chào đạo hiếu, người tên gì? Bạch tôn giả mỉm cười, hỏi. Hồ thập nuốt nước bọt cái ực, hắn căn bản còn không định trả lời câu hỏi của đối phương nữa. Nhưng đối phương mới cười một cái xong thì hắn lập tức bị mê hoặc tâm thần, hồ thập. Họ hồ tên thập à, còn người có họ này cơ á, bạch tôn giả sờ cầm hỏi. Hồ thập, hắn được tổ chức chọn tu luyện từ nhỏ, hồ thập này đúng là tên của hắn. Nhưng hắn cũng không phải họ hồ tên thập mà. Được rồi, đạo hữu này, thực ra là ta có chuyện này muốn nói với ngươi. Bạch tôn giả cách không chào một cái, nhánh cây kia đã rơi vào trong tay hắn, ta muốn mượn nhánh cây này của ngươi dùng một lát. Trong lòng hồ thập như có vạn con đà mã phóng nhanh kéo hắn tới đây chỉ vì muốn mượn nhánh cây này thôi sao. Nhưng tình hình là người ta mạnh hơn mình, người đẹp trước mặt giơ tay cách không chảo một cái thôi đã túm hắn bay tới đây. Ở trước mặt của đối phương, hắn yếu ớt tựa như một đứa trẻ. Chỉ là một nhánh cây mà thôi, nếu như đối phương muốn, lẽ nào mình dám từ chối chắc hắn cũng không ngu mốc tới mức vì một nhánh cây bình thường mà chọc giận một vị tu sĩ đáng sợ đâu vậy nên hồ thập lập tức cười khan rồi nói nếu như tiền bối muốn dùng thì cứ lấy dùng thoải mái đi đây chỉ là một nhánh cây bình thường thôi mà tâm trạng của bạch tôn giả lập tức tốt hẳn lên đúng là một đạo hữu sảng khoái phần nhân tình này của ngươi ta sẽ nhớ kỹ nhưng nếu như không có nhánh cây thì ngươi sẽ không còn công cụ để di chuyển nữa ta đổi thứ khác cho ngươi được không tiền bối khách khí quá rồi. Ngoài miệng thì hồ thập nói thế, nhưng trong lòng lại khấp khởi kích động hẳn len. Lẽ nào vì tiền bối này định cho hắn món bảo vật nào đó để thay cho đi bộ à? Trong lúc hắn đang nghĩ thế thì chợt thấy bạch tôn giả giơ tay lên chỉ về phía mặt biển chảo một cái. Sau đó, một con cá lớn dài hơn 2 mét, có cái miệng dài như một cây trường mâu bị bắt trồi lên mặt nước. Sau khi con cá lớn bị túm trồi lên khỏi mặt nước thì dẫy ruộng lên hồi, hình như con cá này tên là cá kiếm thì phải ô kìa bắt con cá kiếm này làm gì tiếp theo hồ thập nhìn thấy vị tiền bối xinh đẹp này giơ tay vỗ nhẹ lên người con cá kiếm kia một cái con cá lớn giống như bị choáng sau đó xuất hiện một cảnh đáng kinh ngạc chỉ thấy vị tiền bối này dùng tay làm bút khắc họa lên trên người con cá lón nọ linh lực tuôn trào một trận pháp xuất hiện trên người của con cá kiếm hư không bày trận thực lực phải cao cỡ nào mới làm được đây? Hồ thập bị dọa suýt tè ra quần. Được lắm, xong rồi đây. Bạch tôn giả phủi tay, giải thích trận pháp gia tốc, trận pháp khống chế tâm linh, trận pháp hỗn thủy, trận pháp tụ linh bốn hợp làm một, hiệu quả có thể duy trì liên tục suốt một tháng. Lát nữa, hồ thập ngươi cứ đứng lên người của con cá kiếm này, có thể thông qua cảm ứng tâm linh để khống chế nó. Cộng thêm trận pháp hỗn thủy này, ngươi không cần lo mình bị nước bắn ướt người, cũng không cần lo con cá kiếm này bị chết khô. Trận pháp tụ linh có thể giữ sức sống cho con cá kiếm này, khiến nó không thấy mệt mỏi. Nói tới đây, Bạch Tôn giả lộ ra nụ cười đắc ý, cái trận pháp gia tốc cuối cùng chính là tác phẩm đắc ý nhất của ta. Nhanh hơn gấp 10 lần, còn ngầu hơn cái nhánh cây kia của ngươi nhiều. Sao hả, thích công cụ mới này không? Trận pháp gia tốc là sở trường của Bạch Tôn giả, đáng tiếc tư chất của con cá kiếm này kém quá, nếu không được hắn cho thêm nhiều trận pháp như thế có khi đã thành tinh được luôn rồi hồ thập cười gượng gật đầu một cái vậy thì đạo hữu này ta còn vài việc nữa phải làm chúng ta tạm biệt tại đây đi bạch tôn giả nói với hồ thập nói xong không đợi hồ thập kịp hó hé gì hắn đã cách không đẩy một cái con cá kiếm và hồ thập lại bị vứt vào trong biển thêm lần nữa con cá kiếm tỉnh lại lắc lắc vẫy vẫy trong nước trông có vẻ hân hoan lắm hồ thập đứng trên mình nó thông qua trận pháp tâm linh khống chế có thể khống chế hướng bơi của con cá kiếm này cứ như thế hồ thập cưỡi cá kiếm tiếp tục cưỡi sóng đạp gió băng ngàn hồ thập vẫn cư ngầu như trước chỉ là đạo cụ dưới chân đổi từ nhánh cây thành cá kiếm không tiêu sái nổi nữa giống như một bạch mã hoàng tử dù có đẹp trai cách mấy mà đổi ngựa trắng của hắn thành husky thì dù hoàng tử đẹp trai tới mấy trông cũng chẳng tiêu sái nổi nhưng có một điều hồ thập phải khen ngợi Ấy chính là tốc độ, cực kỳ nhanh. Nhanh gấp 10 lần kia mà tốc độ của cá kiếm bây giờ có thể đạt tới 100 km luôn ấy chứ. Có trận pháp tụ linh trợ giúp, cá kiếm sẽ không biết mệt mỏi, nó có thể giữ nguyên tốc độ này bơi trong nước không ngừng. Quan trọng hơn nữa chính là cái tốc độ nhanh hơn gấp 10 này không có phanh. Không có phanh, không giảm tốc độ lại được. Vèo một cái, con cá kiếm đã lao đi thật xa. Không thể dừng lại được. A, à, 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 tiếng kêu la hân hoan của hồ thập vang vọng một đường trên mặt biển Đông. Tiền Bối ơi, tương đương ngươi quên lắp cái thắng cho ta rồi. Chấm chấm. Sau khi tiến bước hồ thập đạo hữu xong, Bạch Tôn giả giơ tay gọt gọt mấy cái trên nhánh cây, nhanh chóng cho ra đời một thanh phi kiếm dùng một lần bản 004. Tiếp theo, thực tại ảo, Bạch Tôn giả giơ tay ra, một cái ảo cảnh sa mạc khổng lồ xuất hiện. Đậu đậu và tiểu hòa thượng tròn mắt nhìn mình bị đưa vào trong sa mạc. Đồng thời, thứ bị cuốn vào còn có con cá voi lớn vô tội dưới chân bạch tôn giả. Con cá voi đột nhiên bị cuốn vào trong sa mạc nên hoảng sợ, dẫy dụa theo bản năng. À, ngại quá, lỡ cuốn ngươi vào nơi này. Đừng lo, chúng ta sẽ quay lại ngay thôi. Bạch tôn giả lên tiếng trấn an con cá voi này, hắn giơ tay vỗ một cái lên người con cá voi, phóng ra phiêu phù thuật phiêu phù thuật này có thể nâng cơ thể của con cá voi lư lửng, khiến nó không bị trọng lượng cơ thể nặng nề của chính mình ép chết. Sau đó, hắn rót linh lực vào trong phi kiếm dùng một lần phiên bản 004 ở trong tay. chương 319, đây là loại người đáng sợ nào thế này? Đi nào! Bạch tôn giả vừa ấn kiếm quyết khiến cho phi kiếm dùng một lần số 004 bắn vọt đi, muốn xem phi kiếm có thể mở ra con đường đi đến bên cạnh tống thư hằng hay không, nếu mà có thể thì hắn sẽ bám càng theo ngay khoảnh khắc ngay khi phi kiếm lao vút đi để lại một luồng kiếm khí tung hoành khiến cho con cá voi bị dọa sợ vậy là nó liền kêu lên một tiếng sau đó thì nó búng người lộn một vòng thân thể khổng lồ lật ngược lên đậu đậu và cả tiểu hòa thượng đều bị treo ngược dưới người của con cá lớn chuyện này diễn ra có hơi bất ngờ khiến bạch tôn giả giật giật khóe miệng thân hình khẽ động vọt xuống bên dưới cá voi để bắt lấy hai đứa sau đó lại xảy ra thêm một chuyện trùng hợp khác nữa. Con cá voi khổng lồ này nhảy lên, vừa vặn dán người vào phi kiếm xài một lần số 004, tập trung vào vị trí của Tống Thư Hàng, rồi vèo một cái, nhanh biến mất không thấy tăm hơi. Một đường bay tới, còn có thể nghe thấy một tiếng cá voi kêu thảm thiết, mu. Mu. Nếu có thể nhân cách hóa cảnh trượng trước mắt thì cá voi hẳn sẽ là thế này, dù giọng em như mỉm cười, nhưng nước mắt đang tuôn rơi. Ở đầu dây điện thoại bên kia anh có thấu hay chăng? Bạch tiền bối mở to hai mắt, vô thức giơ tay vẫy vẫy chào cá voi. Ơ nhầm, ta vẫy tay làm quái gì, phải đuổi theo mới đúng chứ, bạch tiền bối lẩm bẩm nói. Sau đó hắn ôm lấy đậu đậu và tiểu hòa thượng, bám theo phi kiếm dùng một lần. Lúc này, tại cổ điện đồng xanh bên trong thiên giới đảo. Bởi vì ta thích thỏ chứ sao, tiếng trả lời với vẻ đương nhiên của vị đại tiền bối kia vẫn còn quanh quẩn bên tai tống thư hàng. Cầm lấy cái túi con thỏ, tống thư hằng xoắn suýt một lúc lâu cuối cùng hắn bấm bụng hỏi do tiền bối có thể đổi hình dạng khác được không hắn vừa dứt mồm con thỏ trên đùi đại tiền bối chừng mắt lên đôi mắt hồng hồng nhìn tống thư hằng với vẻ bất mãn a à, ngươi không thích hình con thỏ à đại tiền bối thì ngẩn người một chút nhưng cũng không từ chối được rồi đổi hình khác cũng được thôi ngươi muốn đổi thành hình gì nào nhưng mà ngoại trừ hình con thỏ ta làm mấy con khác không đẹp đẽ gì đâu nhé. Làm con khác không đẹp. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Tiền bối, ngài biết con cá xấu trông như thế nào không? Hờ, tiểu bối, người nghĩ rằng ta không biết con cá xấu trông như nào hả? Mặc dù ta mài mông trên thiên giới đảo cả ngàn năm nay, nhưng ngàn năm trước ta cũng đã từng du lịch khắp các ngóc ngách trên thế giới này rồi đấy. Đại tiền bối bật cười một tiếng, sau đó đưa tay lên không khí vẽ vẽ rất nhanh, đã vẽ ra một con cá hình xấu. Tống Thư Hằng nhìn con cá xấu trước mắt này, nếu như không phải đã biết hắn muốn vẽ một con cá xấu, thì chắc chắn Tống Thư Hằng không thể liên tưởng nó với con cá xấu nào được. Cá xấu à cá xấu, người lớn lên thành cái dạng này, cha người có biết không? Thế là, Tống Thư Hằng dứt khoát bỏ cái túi nhỏ hình con thỏ vào người, cười sởi lời nói. Tiền bối, tự dưng ta thấy con thỏ nhìn đáng yêu vô cùng, bé thỏ nhìn trắng trắng, lỗ tai dựng thẳng, lột ra nướng là thích nhất. Nói được một nữa, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác có sát khí, bắt nguồn từ con thỏ mắt đỏ ở trên đầu gối của đại tiền bối. Đậu xanh, khi nãy hát nhầm rồi. Hừm, người thích là tốt rồi, vậy tiếp theo, ta sẽ đưa người rời khỏi đây. Đại tiền bối gật đầu. Vậy thì làm phiền tiền bối rồi. Tống Thư Hàng nói, giơ tay bấm một cái pháp quyết hai đây đúng là pháp ấn của cái phù văn dùng để tự phong ấn ký ức của bản thân. Vừa bấm pháp ấn xong, phần phù văn ở trong đầu của Titi bắt đầu vận chuyển. Lấy khí huyết chi lực trong cơ thể hắn làm nguồn năng lượng, bắt đầu phong ấn toàn bộ ký ức của hắn kể từ khi hắn chuẩn bị bước lên đảo, cùng với những gì liên quan tới Hòn đảo thần bí lại. Đoạn ký ức liên quan đến thiên giới đảo tuyệt đối không thể để lộ ra bên ngoài. Nếu bị thiên đạo mới ở thế giới bên ngoài phát hiện ra dị chẳng, truy ra nguồn gốc tìm tới thiên giới đảo thì sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho nơi này vì thế phải quên sạch đi tất cả những gì ở trên thiên giới đảo. Mặc dù thời gian ở đây không lâu, nhưng Tống Thư Hàng vẫn gặp được rất nhiều chuyện thú vị. Nhờ cái phúc này mà khẩu khiếu của mình cũng sắp được mở ra. Khẩu khiếu mở ra chính là tới cảnh giới vượt long môn. Bất chi bất giác, mình đã tiếp xúc đến cảnh giới cuối cùng của tu sĩ nhất phẩm, cảnh giới dược long môn. Ngoài ra còn có long cốt khô đằng, túi nhất thốn chỉ xa, đúng là thu hoạch rất nhiều dĩ nhiên còn có cửu đăng nhưng mà mình sẽ quên đi tất cả những chuyện này hành trình của chuyến đi tới thiên giới đảo này mình sẽ chẳng còn nhớ gì cả còn nữa chỉ tiếc là thời gian có hạn quá vốn còn muốn bắt con tinh tinh lớn kia về cho bạch tiền bối nữa chắc hẳn bạch tiền bối sẽ rất có hứng thú với loại tinh tinh có khả năng học tập cao cỡ này nhưng không có thời gian rồi ký ức của tống thư hàng dần dần bị phong ấn lại hắn cũng bắt đầu quên dần vài chuyện ký ức bắt đầu bị phong ấn lại từ lúc mới leo lên máy bay. Phía trên không của cổ điện đồng xanh, cửu đang dẫm lên hai hóa kim liên, một chuỗi Phật Châu yên lặng chuyển động giữa ngón tay cô. Cô đứng ở bên ngoài cổ điện, ánh mắt xuyên thấu từng lớp sương mù, thấy được Tống Thư Hàng đã kích hoạt pháp ấn, phong ấn ký ức. Cửu đăng cô nương cười nhẹ một tiếng, gót sen khẽ điểm, từng bước rời khỏi thiên giới, trở về thiên giới đảo bên dưới. Xuyên đã xong, việc đã hết cô phải trùng kích cảnh giới chân quân lục phẩm. Thiên giới đảo, ở bên kia biển chết màu đen. Lợn sấm sét khổng lồ chờ mình, con người khép hờ, ánh mắt của nó giống như xuyên thấu qua mặt đất, nhìn xuống ngôi mộ kia. Ở bên trong mộ, tiểu bạch long trong quan tài thủy tinh vẫn không có phản ứng gì. Tại lỗ khảm trên quan tài thủy tinh, bát máu mà tống thư hàng nhỏ ra vẫn lẳng lặng nằm ở đấy, mặc dù chẳng có phản ứng gì với quan tài thủy tinh, nhưng cũng không xuất hiện phản ứng bài xích không thành công nhưng cũng chẳng thất bại đây là nguyên văn những gì khí linh long cốt nói lúc đó thế này là sao đây hả không phản ứng cũng chẳng phản đối tốt xấu gì thì cũng nên cho chút phản ứng xem sao chứ lợn sấm sét thở dài vết thương trên người trông vẫn ghê rợn như cũ không có vẻ gì là sẽ khép lại ngày tháng thế này khi nào mới kết thúc đây thiên lôi chư nhắm mắt lại tiếp tục ngủ say trong khu rừng trên thiên giới đảo cảnh tượng vô cùng đẫm máu, cành cây trong rừng đều nhuộm lên một màu đỏ thấm tanh tươi. Những hành khách cùng với ông giáo sư kia đều chết trong miệng của con quái thú hình run, chỉ là trước khi những người này chết đều bị đưa ra khỏi thiên giới đảo, cũng nhận được một pháp thuật chữa trị cao cấp, đồng thời khuyến mãi mua một tặng một, thêm một pháp thuật xóa trí nhớ cao cấp nữa. Con quái thú to lớn chép miệng, trong lòng cũng lấy làm lạ. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Mình đã nuốt vào tám con mồi, nhưng ngoại trừ nếm được chút vị máu, còn chẳng thấy cảm giác no bụng đâu là sao? Khẩu vị của mình biến thành lớn như thế từ khi nào vậy? Quá trình phong ấn ký ức của Tống Thư Hàng diễn ra rất thuận lợi. Nhưng đột nhiên, tọa độ vạn lý phi độn thuật trên tay hắn sáng lên. Ồ, đại tiền bối nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng, lấy tu vi của hắn đương nhiên có thể cảm ứng được, có người đang khóa chặt vị trí của Tống Thư Hàng. Đồng thời, Hắn nhìn tọa độ đang phát sáng trên cổ tay của Tống thư hàng. Đây là tọa độ của vạn lý phi độn thuật à? Nhưng mà, bị ngăn cách bởi thiên giới đảo, lại còn bao phủ bên trong thực tại ảo của ta rồi, đối phương khóa tọa độ của tên tiểu tử này kiểu gì chứ? Đại Tiền Bối cũng phải trợn mắt há mồm. Phải biết là thiên giới đảo vốn là được xây dựng từ mảnh vỡ thiên đình. Bình thường đều ở trạng bí mật tuyệt đối, đến ngay cả tồn tại bất hủ đang nắm giữ thiên mệnh như thiên đạo mới cũng không thể phát hiện được vị trí của thiên giới đảo được. Nhưng bây giờ, có người chỉ dựa vào một tọa độ của vạn lý phi độn thuật đơn giản đã có thể trực tiếp khóa được vị trí của Tống Thư Hàng đang ở trong thiên giới đảo. Đúng là đáng sợ thật. Đây quả thật đáng sợ giống như hai chiếc bộ đàm chỉ có thể bắt sóng trong phạm vi 100 mét, nay lại có thể liên hệ vượt hành tinh vậy. Mặc dù ta cũng rất muốn gặp được vị đạo hữu thần kỳ này, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Ta vẫn chưa thể cho ngươi lên thiên giới đảo được." Đại Tiền Bối mỉm cười. "Nếu mục tiêu của đối phương là Tống Thư Hàng, vậy ta cứ trả hắn lại là được." Vừa hay, ký ức của Tống Thư Hàng cũng đã phong ấn xong xuôi cả rồi. Đại Tiền Bối phất tay một cái. Trên thân Tống Thư Hàng xuất hiện ánh sáng trông như ngọn lửa, ngay sau đó, một cổng không gian chỉ có Đại Tiền Bối nhìn thấy xuất hiện bên cạnh Tống Thư Hàng. Loại pháp thuật này chính là pháp thuật không gian, là năng lực đặc trưng của Kiếp Tiên Cửu phẩm cổng không gian bao phủ tống thư hàng thân thể hắn dần hóa thành những hạt ánh sáng từ từ biến mất tạm biệt tiểu tử hy vọng lần sau gặp lại người đã là cường giả một phương đại tiền bối âm thầm chúc phúc ngay khi đại tiền bối vừa dứt lời trong nháy mắt có một thanh kiếm gỗ xuyên qua vách ngăn không gian đột nhiên xuất hiện bên người tống thư hàng theo cùng với thanh mộc kiếm này còn khuyến mãi thêm một con cá voi cá voi phát ra một tiếng gầm bi thương ngu ngu giống như bị dọa sợ mất mật. Không gian năng lực, hai mắt đại tiền bối trừng to lên. Hắn không nhìn lầm, cây kiếm gỗ này cùng với con cá voi đột nhiên xuyên không đến, chính là khả năng đặc trưng của kiếp tiên cửu phẩm mà. Không, không đúng, đây không phải là pháp thuật không gian, kiểu xuyên không này rất khác với cánh cổng không gian, nhìn qua thì có vẻ giống với năng lực thiên phú hơn thì phải. Hơn nữa, có vẻ chủ nhân của thiên phú này còn chưa vận dụng tốt được năng lực của mình cho dù là đại tiền bối cũng phải đần mặt một lúc lâu rốt cuộc là loại người đáng sợ cỡ nào mà có được thiên phú năng lực không gian thế này đây con cá voi khổng lồ vừa hiện ra liền va và nhẹ vào tống thư hàng ngay sau đó cá voi cây kiếm thân gỗ cùng lúc bốc lên ánh lửa giống như tống thư hàng cũng biến thành hạt ánh sáng biến mất thêm lần nữa mu tương đương con cá voi đáng thương trước khi biến mất còn để lại tiếng kêu thảm thiết nó đã thật sự bị dọa sợ mất rồi. Trên biển Đông, Bạch Tôn giả nghi hoặc giải trừ năng lực thực tại ảo của mình. Mới vừa rồi, sau khi hắn khóa chặt vị trí của Tống Thư Hàng để bắn ra phi kiếm dùng một lần, thứ này liền bay đi, đột nhiên giống như kích hoạt thứ gì đó, mang theo cá voi cùng biến mất. Phi kiếm biến mất ở giữa không chung như thế này, thì không thể nào tạo ra con đường giữa hắn và Tống Thư Hàng trên hòn đảo thần bí được. Thất bại rồi à? thiên giới đảo đúng là có bản lĩnh thật đấy. Bạch tôn giả lầm bẩm nói. chương 320, tên đẹp mã sắp chìm xuống đáy biển. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu bạch tôn giả là, có lẽ phải tìm cách khác, xem xem có thể cưỡng chế lên hòn đảo thần bí ấy hay không. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên, bạch tôn giả khẽ kêu một tiếng, ơ. Ờ. Vốn dĩ tọa độ của tống thư hàng luôn được hắn khóa kỹ đột nhiên biến mất không thấy đâu, Chừng 3 giây sau thì khí tức của Tống Thư Hàng lại xuất hiện, mà lần này, khí tức tọa độ của hắn xuất hiện ở một chỗ trên biển Đông. Thư Hàng tiểu hữu ra khỏi hòn đảo thần bí kia rồi à? Bạch Tôn giả lập tức hiểu ra. Lưu Tinh Kiếm lập tức rời vỏ. Bi Di mang theo đậu đậu và tiểu hòa thượng, đạp lên phi kiếm, bay tới tọa độ của vạn lý phi độn thuật trên người Tống Thư Hàng. Trên biển Đông rộng mênh mông. Lúc này, thiếu nữ váy đen tên là sở sở kia đang dồn toàn lực lướt đi trên mặt biển. Sau lưng cô ta, có hai bóng người đang bám sát không rời, còn cố ý ép góc, dồn cô về một hướng nào đó. Chỗ hẹn trước là ở đây đúng không? Hồ thập còn chưa tới à? Một trong hai bóng người, gã đàn ông có răng nhọn trầm giọng nói. Quái thật, vẫn chưa thấy bóng hồ thập đâu, để ta hỏi lang nhất xem. Một gã khác với khổ người cao to, nhưng tốc độ bơi lại siêu nhanh trả lời. Sau đó hắn bắt liên lạc với Lang Nhất thông qua một máy bộ đàm. Sự tồn tại của Hồ Thập trong tổ chức của bọn hắn cũng khá là đặc thù, chỉ có Lang Nhất có thể trực tiếp liên lạc, còn những thành viên khác thì không, nên muốn gọi hắn thì chỉ có thể thông qua Lang Nhất để liên lạc với Hồ Thập. Kinh Bát vừa liên lạc được với Lang Nhất thì hỏi thẳng vào vấn đề chính luôn. "Lang Nhất, Hồ Thập còn chưa tới hiện trường à?" "Cái gì? Hồ Thập còn chưa tới á?" "Mẹ kiếp!" ta đã bảo hắn đến sớm chờ sẵn rồi cơm mà. người chờ lấy để ta gọi hắn xem. nói xong thì lang nhất cúp máy ngay, rồi lại gọi cho hồ thập. rất nhanh, hồ thập đã bắt máy. nhưng trong ống nghe còn truyền ra một loạt âm thanh kỳ quái, lập cập, lập cập. lang nhất nhíu mày, hồ thập, người đang đâu đấy. lập cập, lập cập, tương đương ta, không biết tốc độ của ta hiện tại đang nhanh quá, căn bản không thấy rõ quang cảnh xung quanh nữa, nhưng mà ta thấy lạnh quá giọng hồ thập đang run lẩy bẩy lạnh á cái tên mắc dịch này ngươi chạy tới tận đâu thế hả về ngay cho ta kinh bát với xa cửu vất vả lắm mới dồn con nhóc nhà họ sở vào tuyệt cảnh đến lúc ngươi xuất hiện rồi đấy lang nhất trầm giọng nói lập cập lập cập cạp cạp lang nhất chỉ sợ trong thời gian ngắn ta không về được đâu trong tiếng hồ thập còn kèm theo tiếng khóc nức nở Hồ Thập lúc này đang cưới cá kiếm lướt sóng với vận tốc cực nhanh, đã nhanh mức hắn không thể hãm nổi nữa. Tốc độ ban đầu của cá kiếm dưới quán tính là vào khoảng 64 km/h, lại cộng thêm trận pháp gia tốc 10 lần, tốc độ đã đạt tới khoảng 640 km/h. Đã đạt tới nửa tốc độ âm thanh, thật sự là rất phiêu không lối về. Còn đáng sợ hơn là tốc độ phiêu như vậy lại không thể nào hãm lại được, bởi vì chẳng có phanh. Như thế vẫn chưa phải đáng sợ nhất. Dù sao thì tu vi của Hồ Thập cũng đã là chân sư nhị phẩm, cho dù phanh không được thì cũng có thể nhảy khỏi người cá kiếm xuống biển, nhưng trận pháp Hỗn Thủy làm cho hắn không bị nước văng lên người kiêm tưới nước cho cá kiếm không chết khô đang sinh ra một luồng lực hấp dẫn ghim chặt hắn trên người con cá. Không biết có phải do tốc độ của cá kiếm quá nhanh dẫn đến trận pháp biến dị hay không nữa. Nói chung là Hồ Thập không thể cục cựa nổi. Hắn có muốn nhảy xuống cũng không được. Trận pháp tâm linh khống chế kia là thứ duy nhất hắn có thể dùng để điều khiển con cá kiếm, thì lại chỉ có thể đổi hướng, không có chức năng ngoi lên hay lặn xuống. Cá kiếm thì được, tụ linh trận bơm sinh lực, không biết thế nào là mỏi mệt, sức chịu đựng của nó đã không còn hạn mức cao nhất nữa. Cuối cùng, còn một vấn đề lớn hơn, đó là hồ thập đã hoàn toàn lạc đường rồi. Hắn chỉ có thể điều khiến cá kiếm xoay trái hay rẽ phải, nhưng bởi vì cá kiếm bơi nhanh quá, bơi nhanh hơn cả nhận thức của hắn. Chắc chính hồ thập cũng chẳng biết được mình đã cưỡi sóng lướt gió đến phương trời nào luôn ấy chứ. Hắn chỉ biết là chỗ khỉ gió này rất lạnh, lạnh đến mức chân sư nhị phẩm như hắn cũng phải sun vòi. Nên biết là với thể chất của tu sĩ cấp bậc này, chỉ có nam cực hay bắc cực mới có thể làm cho hắn cảm thấy lạnh được. Hiện tại hắn chỉ có hai cách, thứ nhất là chờ trận pháp trên người cá kiếm biến mất, nhưng phải tầm một tháng nữa mới xong. Thứ hai là hy vọng số hên, có người giúp hắn giải quyết con cá dưới chân. À, chờ đã đậu má ta tự xử cũng được cơ mà hồ thập buồn bực nói nếu đã không xuống được khỏi cá kiếm thì trực tiếp giết nó đi là được rồi lang nhất bây giờ ta không thể nào về được có chút việc ngoài ý muốn chốc nữa ta sẽ báo cáo lại cho ngươi sau hồ thập nói xong liền cúp máy hắn nói là làm vùng nguyễn kiếm bên hông lên truyền chân khí vào nguyễn kiếm lập tức thẳng tắp lên có chân khí bên trong lưu động lúc này nó đã là một lợi khí chém sắt như bùn. Hồ thập cầm kiếm, nhắm đầu con cá, đâm xuống một kiếm thật mạnh. Cho dù trên thân có hẳn bốn trận pháp, nhưng về bản chất con này vẫn chỉ là cá, cường độ thân thể chẳng tăng lên được bao nhiêu. Hồ thập đục một cái, đầu nó đã thủng ra, máu tươi phun trào. Con cá kiếm đầu tiên trong lịch sử có thể bơi với vận tốc hơn một nghìn mã lực đã tèo. Cá kiếm bị xử lý xong thì tốc độ nguyên thủy của nó liềm giảm dần về không cho dù trận pháp gia tốc mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể biến không thành có được hồ thập nhẹ nhàng thở ra một hơi lấy di động ra muốn gọi cho lang nhất nhưng lúc này thi thể cá kiếm bắt đầu chìm xuống mà cái lực hút từ trận pháp hỗn thủy chết tiệt kia thì vẫn còn thế là vừa mới thở được một hơi hồ thập đã theo cá kiếm xuống đáy biển ở đầu bên kia lang nhất cầm máy bộ đàm của mình mẹ kiếp hồ thập trong lúc cần kiếp thế này mà ngươi lại tiệt ngòi là sao đậu xanh rau má lần này xong việc nhất định tìm cơ hội chói hắn vào một tảng đá rồi ném quét xuống biển luôn lăn lộn trong tổ chức bao nhiêu năm nay hắn đã ngứa mắt con hàng đẹp mã này rất lâu rồi không phải là bộ dạng đẹp trai một chút thôi à dựa vào cái gì mà mấy người bọn hắn thân là tiền bối cao to khỏe mạnh thực lực cường đại phải đi diễn vai đều cáng làm việc bẩn thỉu còn thằng đẹp mã này lại được đi chấp hành mấy nhiệm vụ kiểu như để thiếu phụ sinh đẹp đẻ con cho hắn, để cô bé sinh đẹp đẻ con cho hắn, để chị gái sinh đẹp đẻ con cho hắn chứ. Cái thế giới chỉ coi trọng vẻ ngoài này thật khiến người ta tuyệt vọng. Ngay khi oán niệm trong lòng lang nhất dâng lên ngập trời thì máy bộ đàm của hồ thập lại truyền tin tới. Lang nhất lại nhíu mày, nhưng mà vẫn ấn nghe xem sao. Không xong, lang nhất, ộc ộc, ộc ộc, tương đương âm thanh kinh hoàng của hồ thập truyền đến ta chìm xuống đáy biển rồi tương đương ọc ọc, ọc ọc, ọc liên lạc, sau, ọc, ọc, tương đương. Lang nhất, mẹ kiếp, chìm chết luôn đi nhé. Cúp điện thoại xong, lang nhất lại liên hệ với kình bát, trầm giọng nói, lão bát, hồ thập có chuyện ngoài ý muốn, thay đổi nhiệm vụ. Người với xa cửu đuổi theo, bắt lấy con bé nhà họ sở, tuyệt đối đừng cho nó chạy. Lúc cần thiết thì có thể giết chết nó. chương 321, nhìn kìa, cá voi bay trên trời biết rồi kinh bát cười rất đỗi thành thật cúp máy sau đó kinh bát lại nói với xa cửu lão cửu lên thôi lan nhất mới vừa nói xong tuyệt đối không thể để cho con nhóc này chạy thoát cứ hạ tử thủ xử đẹp nó hạ tử thủ à xa cửu nghe xong thì gật đầu ta biết rồi cái này chính là nghệ thuật truyền lời đây mỗi một câu nói gốc cứ đi qua miệng của một người truyền tin thì lại thay đổi một chút khi câu nói này truyền qua ba lượt thì rất có thể sẽ biến thành một nghĩa hoàn toàn khác với câu gốc. Vậy nên, Sa Cửu nhận được mệnh lệnh, hạ tử thủ, bắt đầu ra tay. Thân hình hắn vừa động thì nhanh chóng tiến tới chỗ cô gái mặc áo đen kia. Kỹ năng bơi lội của cô gái váy đen tên sở sở này rất tốt, nhưng so với những kẻ thường xuyên hoạt động trong nước như Sa Cửu và Kinh Bát ở đằng sau thì chút kỹ năng bơi lội này của ta lại không là cái gì hết. Lúc trước, Sa cửu và kình bát sắp tâm muốn đẩy cô vào tuyệt cảnh thôi nên cũng chẳng dùng hết sức nay nhận được mệnh lệnh xử đẹp của lan nhất xong thì xa cửu mới chính thức bộc lộ hết bản lĩnh bơi lội của mình ra chỉ trong thời gian nháy mắt thôi khoảng cách giữa xa cửu và cô gái váy đen đã được rút ngắn chỉ còn lại năm thước trong đôi mắt hiếp dịp của Sa cửu lóe lên hàn quang hai tay của hắn quạt liên hồi trong nước trong lúc quạt tay chân khí hòa vào trong nước biến thành một đám cá mập với hàm răng sắc bén đám cá mập này nhờ nước mà sinh ra, trong cơ thể được rót đầy chân khí, trông vô cùng sống động, lắc đuôi lao về phía cô gái áo đen. Tất sát, bách xa trưởng. Vừa ra tay thì đã dùng kỹ năng tất sát muốn lấy mạng người rồi. Sa cửu là một vị cường giả có tu vi nhị phẩm, hơn nữa lại là chân sư lâu năm, chân khí rất hùng hậu. Cô gái áo đen đang liều mạng bơi ở đằng trước cảm ứng được sát ý truyền tới từ sau lưng, cùng với sóng chân khí vô cùng cường hoành, cô bất đắc dĩ dừng lại nếu còn bơi tiếp nữa thì cô cũng chỉ có thể dùng lưng hứng chọn một chiêu này của đối phương. Chân khí của một chiêu này rất đáng sợ, nếu đánh chúng thì dù cô không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Tuy rằng cô được xưng là đệ tử thiên tài, nhưng tu vi của cô khó khăn lắm mới vừa bước vào cảnh giới chân sư nhị phẩm gần đây thôi. Vẫn chưa cường đại tới mức có thể dùng thân trực tiếp đỡ lấy một kích toàn lực của một chân sư khác. Sở sở dừng lại, tay phải kéo một cái ở chiếc vớ trên đùi, rút một thanh đoạn kiếm nhỏ bị cột trên đùi ra. Tiếp theo, cô dùng sức chém xuống mặt nước trước mặt. Trong lúc chém xuống mặt nước, sở sở dùng thanh âm nhỏ tới mức chỉ mỗi mình cô có thể nghe thấy, lẩm bẩm đời này của ta, chỉ rèn một kiếm. Vừa dứt lời, đoạn kiếm trong tay của cô phát ra tiếng kiếm minh ong ong. Sau đó, cô đột nhiên xoay người, đoạn kiếm trong tay đâm về phía sau. Ở sau lưng cô là 13 con cá mập vô cùng sống động với hàm răng bén nhọn chúng cũng đang rẽ nước lao về phía cô. Xoẹt, đoàn kiếm trong tay của sở sở lóe lên liên tục, trong nháy mắt, đã chém ra 26 đạo kiếm quang ở trong tay sở sở, đâm về phía bảy cá mập kia. Chia đều mỗi con cá mập nước kia bị chúng hai kiếm, bị kiếm khí đánh nát, lại biến thành nước biển một lần nữa, hòa vào trong biển. Còn sở sở thì nương vào lực đẩy của một kiếm này. Tăng tốc thêm lần nữa, nhảy vào trong biển, liều mạng chạy về phía xa. Cô biết rõ, Hai tên tiểu tử đuổi theo cô đều là chuyên gia ở trong nước, tốc độ bơi lội trong nước e là còn nhanh hơn cô. Phải nhanh chóng nghĩ ra cách thoát thân mới được, bằng không cứ kéo dài như thế thì sẽ bất lợi với cô. Trong lúc Sở Sở đang xoay người vội vàng lùi lại, thì cô đột nhiên cảm giác mình va phải một bức tường thịt thật dày. Ha ha ha, tiếp theo, một tiếng cười gần vang lên bên tai của Sở Sở hai cánh tay thô to thoát cái đã ôm lấy người của sở sở, trên cánh tay rắn chắc truyền tới sức mạnh vô cùng đáng sợ. Sở sở chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như sắp bị siết nát. Đối với mấy con ả thân thể mềm mại như ngươi, thì ta thích nhất là ôm lấy các ngươi thật chặt, sau đó. Siết các ngươi nát như, biến thành một bãi thịt nhầy trong lồng ngực của ta, lại thêm một chàng cười gần vang lên. Đúng là cái tên to con tên kình bát kia không biết từ khi nào hắn đã bơi tới chờ sẵn trên hướng mà sở sở sẽ chạy. Khiến sở sở tự đâm đầu vào lưới. a a a sở sở cảm giác đôi tay của kẻ kia càng lúc càng siết chặt, khiến cho xương cốt toàn thân của cô sắp sửa gãy nát, cái tên đáng chết này, người đi chết đi. Cô xoay ngược cổ tay, đoàn kiếm trong tay đâm về phía kình bát. Vô ích thôi, đoàn kiếm của ngươi không đâm thủng được phòng ngự trên người ta đâu. Kinh bát lộ ra một nụ cười vô cùng thật thà. Xoẹt, khi đoàn kiếm của sở sở đâm lên người hắn, thì giống như đâm lên một đòa cao su co giãn vô cùng. Thân kia ém cắm lút cán, nhưng trên người kình bát lại không nhỏ ra được một giọt máu nào. Tầng co giãn dày cộm này chính là phòng ngự mà kình bát vẫn lấy làm đắc ý. Đoàn kiếm thậm chí không thể đâm thủng lớp da của kình bát ư? Ta đã nói rồi mà, vô ích cả thôi. Kình bát cười rú lên quái dị, lại tăng thêm lực lượng trên cánh tay. Sắc sắc sờ sờ cảm giác xương cốt trên người mình đã vỡ mất rồi. Không chỉ như thế, còn có hai đạo chân khí cực kỳ dã man theo cánh tay của kình bát, trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể của cô, phá hoại thân thể cô từ bên trong. Ta thích nhất là cảm giác khi nhìn phụ nữ nhân loại nhỏ nhắn xinh xắn như ngươi chết trong ngực của ta, đúng là cảnh tượng đẹp đẽ mà đau thương. Cho nên, ta phải giết ngươi, dù cho lang nhất muốn cố gắng bắt sống, nhưng ta vẫn muốn giết ngươi. Kinh bát hạ giọng thật nhỏ, nhe răng cười nói. Nhưng sở sở không thể nghe rõ những lời này nữa rồi. Sắp chết rồi sao? Cô cảm giác tầm mắt ngày càng mở hơn, toàn thân càng lúc càng nhẹ, giống như linh hoàn sắp bay ra khỏi cơ thể mất rồi. Hơn nữa, có lẽ là sắp chết mất rồi, nên trước mắt cô lại bắt đầu xuất hiện ảo giác. Cô nhìn thấy có một con cá voi khổng lồ đang bay trên bầu trời tương đương. Chấm chấm. a a a tương đương trên bầu trời, Tống thư hàng há họng kêu thảm một tràng. Trong đầu hắn bây giờ đang miết đặc. Tống thư hàng nhớ loáng thoáng là mình đang ở sân bay với Lâm Thổ Ba, Cao Mỗ Mỗ và anh em gia cát trung dương với gia cát nguyệt. Sau đó còn bất ngờ gặp được đệ tử Joseph trên danh nghĩa của mình, bị con gái của hắn dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm rất lâu. Sau đó, hình như mình đã lên máy bay rồi thì phải. Nhưng đoạn ký ức về sau lại hơi mơ hồ, lẽ nào mình đã ngủ mơ à? Dù sao cũng không biết là đã ngủ bao lâu nữa, khi hắn mở mắt ra lần nữa thì đột nhiên hắn phát hiện mình đang ở trên không trung, hơn nữa còn đang nhanh chóng lao xuống phía dưới. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ gặp phải tai nạn máy bay rồi? Thế bấy may đâu, rồi còn những hành khách khác nữa. Rất nhiều suy nghĩ xẹt qua trong đầu hắn. Những suy nghĩ này đan xen lại với nhau, biến thành tiếng giống thảm thiết trong miệng của Tống Thư Hàng nhưng tiếng kêu thảm thiết của hắn không kéo dài bao lâu thì đã bị một thanh âm khác cắt đứt. Ngu tương đương mà u tương đương một tiếng kêu nặng nề và mạnh mẽ vang lên ngay trên đỉnh đầu của Tống Thư Hàng. Đó là một con, cá voi khổng lồ. Cũng giống như Tống Thư Hàng, nó cũng bị dọa sợ ngây người. Thân là một con cá voi, nó đã phải trải qua những kinh nghiệm diệu kỳ mà tất cả những con cá voi khác chưa từng được trải qua vi như hành trình đến sa mạc, ví như đi ké phi kiếm, cùng với bây giờ, chơi trò nhảy máy bay rơi xuống mà không có lấy một sợi dây nào. Đây là một con cá voi khổng lồ, nếu như cá voi mà cũng có khả năng trao đổi như con người thì dựa vào đoạn kinh nghiệm hoành tráng, ầm ầm dậy sóng này thì chắc nó sẽ cua được nhiều em cá voi lắm chứ. Con cá voi thì kêu thảm thiết, còn tống thư hàng thì được mặt ra. Mẹ nó, ta rơi xuống từ trên không thì còn có thể đổ thừa là vì gặp tai nạn máy bay, nhưng cái con này cũng rơi xuống chung với ta là sao đây? chẳng lẽ trên chiếc máy bay mà ta ngồi có chứa một con cá voi khổng lồ à? Đừng có nói dẫn chứ, đó là hành không chứ có phải hàng hải chở á voi đâu. Tống Thư Hàng cứ cảm thấy hình như trí nhớ của mình bị gì đó, hình như hắn đã quên đi một số thứ thì phải. Hắn nhíu mày cố nhớ lại. Đúng lúc này, đột nhiên có một đoạn ký ức xuất hiện trong đầu hắn. Ba ơi ba, ba có vui không? Một bé gái trông cực kỳ đáng yêu chạy tới trước mặt hắn, ngẩng đầu lên cười tươi như hoa nhìn hắn, nếu như không vui thì tiểu miêu cười với ba một cái, cười xong thì ba vui lên có được không? Đây đúng là nụ cười của thiên thần mà, chữa lành tâm hồn, chỉ cần nhìn một cái thôi sẽ khiến người ta quên đi hết tất cả phiền não. Tống Nghiêu, con gái của hắn, một lời giải thích đột nhiên xuất hiện trong đầu của Tống Thư Hàng. Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, dẫn cái gì thế hả, con gái của ta á, ta sinh với ai, ta còn chưa tới tuổi kết hôn của pháp luật quy định nữa mà. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì lại có một hình ảnh khác xuất hiện trong đầu của hắn. Hắn nhìn thấy mình đột nhiên đứng bên cạnh một cô gái có gương mặt mơ hồ, nhìn con trai tống nhân kết hôn, cô gái mặc áo cưới vác bụng bầu đi tới chắc là con trai của hắn. Sau đó, hắn lại cầm tay Tống Miêu Phiên bản trưởng thành, đưa con bé xuất giá. Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, mấy đoạn ký ức này là cái quỷ gì đây? Là giấc mơ mình mơ thấy lúc ở trên máy bay đây sao? Không, không đúng. Hình như đây đều là những chuyện mà tự bản thân mình đã trải qua kia mà. Lẽ nào mình bị mất trí nhớ kể từ lúc đăng ký tới giờ hay sao? Mất trí nhớ? Biển Đông, Hòn đảo thần bí. Tống thư Hàng lập tức nghĩ tới Hòn đảo thần bí, chẳng lẽ do bản thân mình bất cần tiến vào Hòn đảo thần bí hay sao? Nhưng rõ ràng mình đã quyết định, dù cho có nhìn thấy Hòn đảo thần bí đó thì cũng không vào mà, tại sao tự nhiên lại chui lên đó làm gì chứ? Giờ thì hay rồi, mất ký ức rồi đây. Chấm chấm. mù tương đương mù tương đương mù tương đương lúc này, tiếng bỏ giống lại vang lên, đúng lúc này, con cá voi lớn bên người kêu lên dồn dập bất chợt kéo ý thức của Tống Thư Hàng về. Má ơi, thiếu chút nữa quên mất, bây giờ mình đang rơi xuống từ trên trời. Bây giờ mình phải làm gì đây? a à, a à, à à, cứu mạnh đi, Tống Thư Hàng hét thật lớn bây giờ hắn còn làm được gì nữa đây? Ngoại trừ hét thảm ra thì hắn cũng không biết mình có thể làm được gì nữa. Ngay lúc hắn đang ra sức hét lên thì trong đầu hắn đột nhiên lại xuất hiện một hình ảnh. Một cô gái với mặt mày mơ hồ đã dạy hắn học một quyển công pháp võ học. Hình như đó là một bộ công pháp rất lợi hại thì phải. Tống thư hàng vô thức dùng tới loại pháp môn công pháp này. Hống, hống, tiếng sư tử hống nặng nề quanh quẩn khắp biển Đông, tiếng như sấm rền, hồi âm vang vẳng. Công pháp sư hống công là một loại khá đặc thù, lúc gầm lên giống như sấm rền quanh quẩn trong không trung, có thể khiến kẻ thù tim đập dồn dập và kinh hồn táng đảm, có uy lực chấn nhiếp nhân tâm không thể tin nổi. Sau khi Tống Thư Hàng kêu to hai tiếng thì phát hiện hình như cổ họng của mình đỡ thông thuận hơn rất nhiều, giống như được uống thuốc nhuận hầu vậy, vô cùng nhẹ nhàng sảng khoái. Vậy nên hắn nhịn không được lại kêu thêm hai tiếng, hống hống. Đợi đã, có phải mình bị tê liệt cảm giác nguy cơ hay không thế? bây giờ mình đang rơi xuống từ trên không đó, tuy rằng bên dưới là mặt biển. Trong lúc nghĩ như thế, Tống Thư Hàng cảm giác khí huyết trong khẩu khiếu thứ năm của mình dâng tràn. chương 322, cánh tay kỳ lân của ta đang dần nóng lên đây. Tống Thư Hàng cũng khá may mắn, khi mở khẩu khiếu thì cũng thức tỉnh được một cái thiên phú khẩu khiếu. Mỗi khi mở 4 khẩu khiếu như nhãn, tị, nhĩ, khẩu thì mỗi tu sĩ có thể nhận được một thiên phú, ai may mắn thì có thể lấy được hai thiên phú khiếu huyệt. Nếu như năng lực của thiên phú đạt được không tệ thì có thể dùng được cả đời. Cũng giống như nhãn khiếu, thiên phú của khẩu khiếu cũng được chia ra thành rất nhiều loại. Có thiệt chán liên hoa, có thần thương thiệt kiếm, sóng âm có tính công kích, thậm chí là phun thần quang từ miệng ra để giết địch. Khẩu khiếu thiên phú mà Tống Thư Hàng lấy được thì lại thuộc loại khá đặc biệt, nó thuộc hàng khẩu khiếu thiên phú liên quan tới sóng âm huyện âm. Thông qua thôi động thanh âm, khiến cho kẻ nghe thấy sinh ra áo giác nhất định. Hống, khi Tống Thư Hàng gầm lên một tiếng sau cùng của sư hống công thì lại tự động mang theo chút thiên phú huyện âm. Tiếng sư tử hống rền vang như tiếng sấm, bên trong mang theo năng lực thôi miên. Ở bên dưới, ba người là cô gái váy đen tên sở sở, kinh bát và sa cửu đều bị sư hống công và huyện âm ảnh hưởng. Bởi vì cô gái tên sở sở kia đang ở vào trạng thái sắp hôn mê, khi bị huyễn âm ảnh hưởng thì cô giống như thấy được cảnh tượng con đường dẫn xuống suối vàng đang hiện ra trước mắt, lẽ nào mình sắp chết rồi sao? Còn mấy người kinh bát, xa cửu thì cảm thấy đầu óc váng vất dữ dội, trước mắt toàn những hình ảnh lộn xộn mơ hồ. Bởi vì thiên phú khẩu khiếu của Tống Thư Hàng chỉ vừa mới mở, hắn vẫn không cách nào điều khiển thiên phú huyễn ấm thật tốt, nên khi gặp phải kẻ có ý chí kiên định thì hiệu quả không lớn lắm. Bất quá, huyện âm phối hợp với sư hống công mà có thể khiến cho tu sĩ nhị phẩm khác cũng phải bị ảnh hưởng, thì chứng tỏ tính thực dụng của khẩu khiếu thiên phú này rất cao. Trong lúc giao chiến sống chết với nhau, nếu như Tống Thư Hàng dùng huyện âm phối hợp với sư hống công, đột nhiên giống lên một tiếng, nói không chừng sẽ có tác dụng quyết định kết cục sau cùng nữa. Chấm chấm. Một lát sau, tiếng sư tử hống tắt lịm, ảnh hưởng của huyện âm cũng biến mất. Hai mắt của sở sở mơ màng nhìn về phía bầu trời, không phải ảo giác thật sự có cá voi đang bay ở trên trời à? Hai người kình bát và sa cửu thì ra sức lắc đầu người nguậy, chân khí trong cơ thể bốc lên, phá vỡ sự ảnh hưởng của huyện âm mang tới cho bọn họ, sau đó họ cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Sau đó, cả hai người bọn họ chỉ cảm thấy ra đầu thoát cái tê dần lên. Bọn họ vừa ngẩng lên thì lập tức nhìn thấy có một con cá voi khổng lồ đang giáng xuống từ trên trời. Hai người bọn họ đều là tu sĩ cấp bậc chân sư nhị phẩm, nhãn lực hơn người, chỉ liếc mắt nhìn một cái đã thấy thanh kiếm gỗ ở bên dưới con cá voi. Một kiếm nhìn có vẻ đơn giản thô sơ, nhưng lại có kiếm khí tung hoành. Kiếm y sắc bén vô song. Ngự kiếm phi hành. Chẳng lẽ đây là một con đại kình yêu, hơn nữa nó còn là đại kình yêu đã nắm giữ pháp môn ngự kiếm phi hành hay sao? Lúc này, hai người bọn họ không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội vàng bơi qua chỗ khác mặc kệ con cá voi đang rơi xuống kia có lai lịch thế nào, nhưng xem ra đối phương sắp rơi xuống biển rồi hai người bọn họ đang ở dưới tầm rơi của nó, bây giờ không lo chạy, lẽ nào còn chờ bị đối phương rớt xuống đè cho dẹp lép à. Nhờ phúc của con cá voi lớn nọ, hai cánh tay kình bát đang ghi chặt sở sở lúc này buông lỏng ra rất nhiều, sở sở thoát khỏi nguy cơ bị ôm tới chết, giờ mới có thể thở một hơi. Chấm. Một thoáng sau, con cá voi nhờ vào hiệu quả của phi kiếm dùng một lần bản 004, nên rơi vào trong biển trước cả tống thư hàng. Mu. Mù 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 tương đương con cá voi hoảng sợ kêu to. Âm, um, âm, um, bọt nước văng tứ tung, sóng nước lan ra xung quanh. Nếu không phải nhờ có phi kiếm dùng một lần cùng với phiêu phù thuật mà lúc này bạch tôn giả đã thêm lên người hắn thì lúc rơi xuống biển, có thể con cá voi đã gãy nát cả xương rồi. Sau đó, bóng dáng của Tống Thư Hàng cũng rơi xuống mặt nước. Thanh Phong ra tốc, lúc sắp rơi xuống nước, Tống Thư Hàng nhanh chóng kích hoạt chiếc hộ phù Thanh Phong gia tốc của mình một đoàn gió nhẹ màu xanh xuất hiện trên người hắn bao bọc lấy cơ thể hắn có thanh phong gia tốc nâng cơ thể lên tốc độ rơi xuống của tống thư hàng cũng được hãm lại cuối cùng rơi nhẹ nhàng vào trong biển hộ phù thanh phong gia tốc này đã bị tống thư hàng dùng ba lần khi ở trên thiên giới đảo năng lượng tiêu hao sạch sẽ sở gì bây giờ có thể dùng tiếp là vì đã qua một ngày kể từ lần tống thư hàng dùng thanh phong gia tốc trước đó bây giờ đã là thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2019. Đáp xuống bình an rồi, hôm nay mình lại may mắn sống sót. Lúc này, Tống Thư Hàng ngoi lên khỏi mặt nước, lau nước biển trên mặt đi, hốc mắt hồng hồng ươn ướt. Còn sống thật là tốt. Con cá voi rơi xuống nước cùng với Tống Thư Hàng bây giờ đang quấy đuôi bơi thẳng về phía biển sâu không chút do dự. Nó cảm giác bây giờ mình phải lặn xuống đáy biển làm một con cá voi yên tĩnh thì hơn. Thêm nữa, bản năng cho nó biết rằng sau này nó nên ít trồi lên mặt nước cho yên thân. Sau khi con cá voi lớn kia bơi đi, một thanh kiếm gỗ nổi lềnh phình trên mặt nước, trôi tới bên cạnh tống thư hàng. Thư hàng tiện tay nhặt lấy thanh kiếm gỗ kia, ơ, ờ, phi kiếm dùng một lần bản 004 à. Hắn rất quen thuộc với loại kiếm gỗ kiểu này. Là bạch tiền bối. Chẳng lẽ con cá voi khi nãy là bạch tiền bối đưa tới bên cạnh hắn sao? Hắn sờ lên cổ tay của mình, nơi đó có tọa độ của vạn lý phi độn thuật. Nói cách khác, chắc là bạch tiền bối sắp đi tới chỗ hắn rồi đúng không? Sau khi suy nghĩ một lát, Tống Thư Hàng bèn dắt cây phi kiếm dùng một lần bản 004 này ở bên hông. Chấm chấm, cơn sóng nước dữ dội do con cá voi lớn kia rơi xuống biển tạo thành rốt cuộc cũng dứt hẳn. Sau khi mặt biển khôi phục lại như cũ, Tống Thư Hàng nhìn thấy cách chỗ hắn không xa có ba bóng người một gã đàn ông mặt mày hầm hầm có hàm răng y như cá mập. Một gã cao to mặt mày cười ngáo ngơ. Còn có một cô gái mặc váy đen bị gã cao to kia ôm cứng ngắc, đang ra sức giấy ruộng. Đúng là một tổ hợp kỳ lạ. Xem ra, là hai gã đàn ông bắt nạt một cô gái yếu đuối nhỉ. Nhưng ngay sau đó, Tống Thư Hàng cảm ứng được chân khí ba động ẩn ẩn trên người của ba người đó. Lúc này Tống Thư Hàng đã mở được khẩu khiếu, đang vào hàng nhất phẩm đỉnh phong, Sắp tới cảnh giới dược long môn rồi. Nên hắn đã có thể cảm ứng được loáng thoáng chân khí ba động trên người của tu sĩ cấp bậc chân sư nhị phẩm. Ba người trước mặt đều là chân sư nhị phẩm. So ra thì Tống thư hàng mới là người yếu đuối, nhất ở chỗ này. Từ khi nào thì tu sĩ lại biến thành rau cải trắng thế này, mình tùy tiện rơi xuống một phát cũng gặp được những ba tu sĩ là sao? Chẳng lẽ lúc hắn đi ra từ hòn đảo thần bí thì bị cố ý đưa tới nơi này sao? mà sao cũng được, trong tình huống không phân rõ đối phương là địch hay bạn, Tống Thư Hàng vẫn cẩn thận cầm lấy một tờ bảo phù ở trong túi, đây chính là tờ kiếm phù cuối cùng. Đồng thời, tay còn lại của hắn cầm lấy bảo đao bá toái, ngoại trừ bảo phù ra, trong số trí nhớ còn sót lại của hắn bây giờ, trên người hắn cũng chỉ còn lại hỏa diễm đao kèm theo trên chiếc nhẫn đồng cổ là có thể tạo thành thương tổn cho tu sĩ nhị phẩm mà thôi. Trong lúc Tống Thư Hàng quan sát đối phương thì bên kia cũng đang quan sát hắn. Sa Cửu liếc mắt một cái đã nhìn ra tu vi của Tống Thư Hàng tu sĩ nhất phẩm. "Đừng để mọi chuyện phức tạp hơn." Kinh Bát Thông thả nói, hắn dừng lại một lát rồi tiếp, "Cho nên cứ giết chết đi." "Mẹ nó, đây là logic kiểu quỷ gì thế? Nếu như không muốn để mọi việc phức tạp thì không phải mọi người nên hòa bình nói vài câu rồi giải tán à?" Câu này Tống Thư Hàng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì tên Sa Cửu ở bên kia đã nghe răng cười một cái, nhào tới chỗ hắn tay phải chộp về phía lồng ngực của Tống Thư Hàng. Trên mặt Sa cửu lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hàm răng bén nhọn khiến người ta thấy mà nổi cả da gà nếu như bị hắn cắn phải một cái thì sẽ đau chết mất. Sát khí đằng đằng, vừa ra tay đã dùng ngay sát chiêu. Là lũ cùng hung cực ác à, Tống Thư Hàng thở dài một tiếng, bàn tay cầm kiếm phủ lập tức nâng lên, nhắm ngay phía Sa cửu, ngón tay đặt trên kiếm phủ bắt đầu kích hoạt trận văn. Đồng tử nhỏ xíu của Sa cửu đột nhiên co rụt lại, âm um. xa cửu vốn đang phóng tới chỗ tống thư hàng đột nhiên nện hai tay thật mạnh xuống nước nhờ lực phản chấn của cú đó để vội vàng lùi lại sau đó hắn nhìn về phía tống thư hàng với vẻ căng thẳng lẫn sợ hãi trong nháy mắt khi tới gần tống thư hàng hắn cảm giác được một cỗ nguy cơ cực kỳ đáng sợ từ trên người của đối phương cuối cùng ánh mắt của hắn rời về phía bàn tay của tống thư hàng bảo phù có thể làm cho hắn cảm giác nguy cơ sống còn như thế lẽ nào đây là bảo phù tấn công tam phẩm đổ lên? Thuận tay một cái cũng có thể lấy ra được bảo phù tấn công tam phẩm đổ lên. Xem ra đã gặp phải cường địch rồi. Sa cửu liếm liếm khóe miệng, nhưng chỉ cần xử lý được kẻ này, thì thu hoạch của hắn nhất định cũng rất phong phú. Đôi mắt nhỏ xíu của hắn nhìn chằm chằm vào tống thư hàng, chờ thời cơ hành động. Chấm chấm, kiếm, ánh mắt của tống thư hàng trầm xuống, kích hoạt kiếm phù không chút do dự, Tuy rằng Sa Cửu đã lùi lại cực nhanh, nhưng vẫn nằm trong phạm vi tấn công của Kiếm Phù. Nếu đã như thế, Thư Hàng đương nhiên sẽ không khách khí rồi. Kiếm Phù được kích hoạt, sau lưng Tống Thư Hàng xuất hiện một đạo thân ảnh hư ảo. Thân ảnh kia đứng ngạo nghễ, nhìn xuống từ trên cao bao trùm cả Sa Cửu và Kình Bát. Sa Cửu và Kình Bát cũng lập tức cảm giác được áp lực nặng nề, thân thể cương cứng như ếch bị rắn theo dõi, không dám nhúc nhích. Sa Cửu mau tránh ra không kinh bát kêu to nhưng đã muộn mất rồi thân ảnh sau lưng tống thư hàng kia dùng chỉ thay cho ký ém dựa theo ý chí của tống thư hàng chém một kiếm về phía xa cửu kiếm quang sáng trói chém ra nhắm thẳng vào xa cửu ở trong mắt của xa cửu dường như cả đất trời này chỉ còn lại có một kiếm đó không còn những thứ nào khác nữa kiếm khi đáng sợ thật xa cửu biết rõ nếu như mình bị kiếm này chém chúng thì không chết cũng phải bỏ nửa cái mạng Sa cửu vội vàng lặn sâu xuống nước không chút do so dự. Đồng thời, hai tay của hắn liều mạng đánh vào trong nước biển, gần 30 con cá mập được tạo ra từ nước biển lao ra khỏi lòng bàn tay của hắn, nghênh đón đạo kiếm quang kia. Nhưng kiếm quang lóe qua một cái, 30 con cá mập bằng nước kia căn bản không thể chạm tới kiếm quang. Bầy cá mập bắn lên không chung, cuối cùng mất đi chân khí duy trì, lại biến thành nước biển thêm lần nữa. Mà đạo kiếm quang kia thì nháy mắt đã xuyên qua mặt biển, chém lên người sa cửu. Á, à, sa cửu kêu thảm một tiếng, miệng phun ra một luồng bọt khí sen lẫn máu tươi, khiến máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Cuối cùng, người hắn co giật vài cái rồi chìm sâu xuống đáy biển, sống chết không rõ. Chấm chấm, bảo phù, sắc mặt của kình bát trầm xuống, nhìn tống thư hàng lăm lăm. Trong mấy cuộc giao chiến sống chết của các tu sĩ với nhau, không riêng xem thực lực của ai cao hơn, mà còn phải xem trang bị của ai xịn hơn tu sĩ nhất phẩm mà trong tay cầm theo bảo phù cường đại thì vẫn có thể giết chết tu sĩ nhị phẩm. Thực tế thì không chỉ giết được tu sĩ nhị phẩm không thôi, lúc Tống Thư Hàng cầm bảo vật của Tống Thư Hàng trong tay thì ngay cả tu sĩ tứ phẩm cũng giết được một tên. Ha ha, Tống Thư Hàng lại nở nụ cười ôn hòa như cũ, sau đó bình tĩnh móc thêm một lá bảo phù khác ra khỏi túi, chỉ ngay về phía kình bát, đúng là bảo phù đấy, người không phục à. Nụ cười trên mặt hắn vô cùng sáng láng, bảo phù trong tay cũng ẩn ẩn phát ra khí tức tam phẩm không phục à, thì làm gì được ta? Mặt kinh bát trầm xuống, nhìn chầm chầm tống thư hàng. Tống thư hàng nheo hai mắt lại, lắc lắc bảo phù với kinh bát, thả cô gái trong ngực của ngươi ra, bằng không thì ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của bảo phù trong tay ta. Nói cho ngươi biết, bảo phù cỡ này ta vẫn còn những mấy tờ đấy. Nhưng mà, mấy tờ bảo phù này đều là phá tà phù cả mục tiêu của Tống Thư Hàng là cô gái váy đen bị kình bát bắt. Cô gái váy đen này cũng có cấp bậc nhị phẩm, nếu như kình bát mà buông cô ta ra thật, thì dựa vào chỉ rũ thuật trên chiếc nhẫn đồng cổ của Tống Thư Hàng, có lẽ sẽ có thể khôi phục khả năng chiến đấu cho cô ta. Tới lúc đó, thực lực của cô gái này dẫu sao cũng là chân sư nhị phẩm, lại thêm Tống Thư Hàng đứng bên cạnh giúp đỡ, chắc là có thể đối kháng chính diện với kình bát. Đây cũng là chủ ý trong lòng Tống Thư Hàng. Đáng tiếc, đời người có lắm chuyện không như ý muốn. Kinh bát ở bên kia cắn chặt răng, nhưng hắn không chọn cách thả sở sở ra. Chỉ thấy hắn gống hai tay lên, dùng sức ôm siết sở sở mạnh hơn, ghi thật mạnh. Tiếng răng rắc của xương cốt gấy vỡ khiến người ta ê hết răng vang lên. Phụt, sở sở phun một búng máu ra, xương sườn của cô đã bị ép gãy mấy cái. Nội thương lại càng nghiêm trọng hơn, chân khí của kình bát điên cuồng đánh loạn trong cơ thể của cô, phá hỏng kinh mạch. Hai mắt của sở sở lập tức tối sầm lại, đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, thực lực hai bên cách nhau quá xa. Người muốn chết à, tống thư Hằng tức giận gầm lên. Khặc khặc, chết thì có gì mà phải sợ. Kinh bát ne răng cười, người nghĩ rằng ta là ai chứ hả, ta chính là kim bài kinh bát của tổ chức, dù có chết thì ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã. Nhiệm vụ còn quan trọng hơn cả mạng sống của ta. Sắc sắc sắc. Thân thể của cô gái mặc váy đen trong ngực Kinh Bát đã bị đôi cánh tay rắn chắc của hắn ép dẹp. Máu của cô phun lên người của Kinh Bát. Ha 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 ha, Kinh Bát cười lên tựa như một kẻ điên, hắn rất thích cảm giác này, hưởng thụ cảm giác khi những cô gái nhỏ nhắn xinh xắn bị hắn ôm chặt, ghi cho chết tươi. Loại cảm giác này quá tuyệt vời, khiến hắn có muốn dừng cũng không được. Ba giây sau, cô gái mặc váy đen ở trong ngực hắn đã tắt thở kinh bát mới ném cô vào trong biển như vứt một mảnh rác. Máu tươi của sở sở loang ra nhiễm đỏ mặt biển, thân thể từ từ chìm xuống đáy biển giống như sa cửu, sống chết không rõ. Kinh bát liếm vết máu bắn trên mặt, sau đó nhe răng cười nhìn tống thư hàng, khặc khặc, sao hả tiểu tử. Người không nhân cơ hội này thi triển bảo phù đó giết chết ta à. Tống thư hàng thầm siết chặt bảo đao bá toái, im lặng không nói gì. Hay là, lá bảo phù trong tay ngươi không phải loại tấn công kinh bát cười như điên dại vậy rốt cuộc nó là bảo phù gì đây để ta xem thử xem vừa dứt lời thì thân hình khổng lồ của kinh bát lập tức nhảy lên khỏi mặt nước sau một khắc hắn lợi dụng một loại công pháp khinh thân trực tiếp đạp trên mặt nước chạy tới chỗ tống thư hàng lao tới ầm 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 giống như một chiếc xe ủi đất tống thư hàng thầm thở dài cất lá phá tả phù vào đối phương không phải quỷ tu phá tà phù không có hiệu quả gì hết. Sau đó, thân hình của hắn cũng nhảy vọt lên mặt nước. Hắn thi triển, quân tử vạn lý hành, hiệu quả thanh phong gia tốc trên người hắn vẫn chưa tản đi, nên cũng khiến hắn có thể làm được động tác chạy trên mặt biển. Hắn không chạy trốn mà phóng tới chỗ kình bát, cổ tay khẽ chuyển, thôi động kỹ năng hỏa diễm đao trên chiếc nhẫn đồng cổ kia. Có một ngọn lửa hừng hực bốc lên từ trên thân đao. Cho dù không có kiếm phù, không có giáp phù thì Tống Thư Hàng cũng không phải một tiểu tu sĩ gà mờ mặc người khác chém giết. Hơn nữa, bảo đao bá toái trong tay hắn, đao dài ba thước ba, do lôi trì trọng kim tạo thành, trí cương trí dương có thể chém nứt cơ thể của tu sĩ tứ phẩm. Chỉ cần bị hắn chém một đao thôi thì dù là tên to con trước mắt cũng đừng hỏng sống sót. Hỏa diễm đao, loại đao pháp tầm thường này không thể đả thương ta được đâu. Kinh bát nhe răng cười, không hề sợ hỏa diễm đao trong tay của Tống Thư Hàng tay phải của hắn giơ lên, trên nắm đấm mang theo một cái bao tay được tạo thành từ tinh cương, bên trên độc khảm bảo thạch cực lớn. Rõ ràng đây cũng không phải bao tay bình thường, mà là một món pháp khí. Cự kình phún xả, nắm đấm của kình bát đánh mạnh ra, chân khí nổ tung, trên nắm đấm có hư ảnh cá voi hiện lên. Sau đó, hắn cúi người dơ quyền đánh tới hỏa diễm đao bởi vì hắn thật sự cao to quá, nên muốn đánh trung tống thư hàng thì phải khom lưng xuống, rất mệt mỏi. Keng, hỏa diễm đao và nắm đấm của kình bát pha vào nhau, Tống Thư Hàng chỉ cảm giác có một cổ lực lượng khổng lồ truyền tới từ thân đao, ngọn lửa trên thân đao bị đánh tan tác. Hổ khẩu của Tống Thư Hàng bị rách ra, máu tươi tuôn trào, thiếu chút nữa không cầm nổi bảo đao bá toái. Nhưng đây chỉ là quyền và đao vừa mới chạm vào nhau mà thôi. Theo sau đó chính là hư ảnh cự kình trên nắm đấm của kình bát, đó là quyền ảnh do chân khí hóa thành, sau khi phá vỡ đao khí của hỏa diễm đao xong thì nó lại đánh về phía lồng ngực của Tống Thư Hàng. Quỳnh! Tống Thư Hàng bị sức mạnh của quyền ảnh đánh bay ra ngoài, bay ra một đoạn rồi ngã xuống nước. Hí, miệng vết thương tiếp xúc với nước biển thì truyền tới cơn đau rát nóng rực. Mà ở lồng ngực của Tống Thư Hàng, một tấm lá chắn nhỏ màu vàng cũng nứt ra. May nhờ có kỹ năng thiên phú là tấm lá chắn màu vàng của linh quỷ chắn đạo quyền ảnh cuối cùng kia. Từ sau khi dùng hết giáp phù xong thì nhờ con linh quỷ này cứu mạng Tống thư hàng mấy lần. Chân sư nhị phẩm ở trạng thái bình thường lại đáng sợ tới vậy. Tống thư hàng lẩm bẩm, lúc ấy mình phải may mắn cỡ nào mới có thể xử lý được đàn chủ ở trạng thái suy yếu chứ. Sự chênh lệch của mình và chân sư nhị phẩm quả thật quá cao, đặc biệt là khí huyết chi lực và chân khí cũng khác nhau như nước và băng vậy. Khí huyết chi lực căn bản không cách nào ngăn cản được chân khí. Hai thứ tiếp xúc với nhau, Khí huyết chi lực giống như một màn nước bình thường khó mà cản nổi cột băng vậy, dễ dàng bị chân khí đâm xuyên. Yếu quá, yếu quá đi mất." Kinh bát nhe răng cười, "Vậy thì để ta dùng lồng ngực này tiến ngươi lên đường đi vậy, đến đây đi, để cho ta ôm ngươi, tiến ngươi đi đầu thai trong tiếng răng rắc tuyệt vời kia." "Đừng mà, ta không muốn bị một tên được dựa ôm tới chết đâu, ít nhất thì cũng phải đổi thành người đẹp nào đi chứ." Tống thư hàng ngẩng đầu lên, nhe răng cười nói, trong ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi nào. Ha ha ha, kẻ yếu không có quyền chọn lựa. Kinh Bát cười gằn, từ từ tới gần Tống thư hàng nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng cẩn thận, tên tiểu tử này trông mặt mày bình tĩnh như thế, nói không chừng sẽ lại móc ra thứ gì đó, cho nên không thể không đề phòng. Lời này ngươi nói cũng có lý lắm, kẻ yếu không có quyền lựa chọn vậy thì trợn mắt lên mà xem cho kỹ đây. Ta sẽ cho ngươi thưởng thức tuyệt kỹ thật sự của ta. Tống Thư Hàng sắn ống tay áo lên, lộ ra một hình dán, cánh tay kỳ lân của ta đang dần nóng lên rồi đây. Tay kỳ lân, kinh bát nhìn thẳng vào cánh tay của Tống Thư Hàng. Trên cánh tay chân thì gầy gâu tong teo, da còn trắng hơn cả con gái, đã vậy còn có một cái hình dán anh em hồ lô biến 3D nữa. Là anh em hồ lô biến đó, cái hình dán này không khỏi khiến kinh bát nhớ tới tuổi thơ dữ dội cua hơn 20 năm trước. À mà cái hình dán này thì liên quan cái quần gì tới tay kỳ lân trong lúc hắn đang suy tư thì chợt nhìn thấy hình dán anh em hồ lô biến trên cánh tay tống thư hàng đang lóe lên ánh sáng mở nhạt màu đỏ. Hãy nếm thử mùi vị tuyệt vọng đi, tống thư hàng trầm giọng nói, mặt đầy vẻ bí hiểm, sau đó, hãy ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này cho kỹ đi. Bởi vì, đây rất có thể là lần cuối cùng ngươi được ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới này đấy. Mẹ nó, muốn câu giờ một chút cũng khó nữa, may mà thời gian cũng đủ lắm rồi. Hắn sắp thi triển tuyệt chiêu cuối tít bạn tốt bạch tôn giả của bạn đã online. Một bên khác, bạch tôn giả một tay sách tiểu hòa thượng, một tay sách đậu đậu. Trên người hắn đang quấn quanh ánh sáng của vạn lý phi độn thuật. Tọa độ chỗ của Tống Thư Hàng ở trên biển Đông. Sau khi phát hiện Tống Thư Hàng đã ra khỏi hòn đảo thần bí, bạch tôn giả không chút chậm trễ, lập tức thi triển vạn lý phi độn thuật, nhanh chóng đi tới chỗ Tống Thư Hàng. Vạn lý phi độn thuật cứ bay hoài, bay mãi, bạch tôn giả cảm thấy hơi chán hay là nhân lúc này bế quan cái nhỉ? Bạch tôn giả nghĩ thầm. Nhưng ngẫm lại, rồi lại nhìn tiểu hòa thượng và đậu đậu mình đang sách ở trong tay. Thôi đi vậy, nếu như bế quan thì không thể chiếu cố hai tên này được. Vậy nên bạch tôn giả ý niệm vừa động, sau lưng hắn lại có sáu cánh tay vươn ra, đây là thần thông, pháp tướng tám tay, mà hắn tu luyện sau khi trở thành tôn giả. Trong số sáu cánh tay mọc ra, có hai cánh móc điện thoại ra từ trong túi, Bạch Tôn giả lướt lướt trên điện thoại để tìm kiếm. Nhưng hình như không có tín hiệu thì phải. Bạch Tôn giả lại không chút kinh ngạc, hắn giơ tay kéo trên nắp điện thoại một cái, lôi một thứ trông như ăn tần ra. Sau một khắc, điện thoại của hắn lập tức có tín hiệu. Đây là chiếc điện thoại mà Bạch Tôn giả phải thí nghiệm sửa chữa tới 70 lần mới tạo ra được. Tuy rằng bề ngoài trông không khác gì một chiếc điện thoại bình thường hết, nhưng bên trong đã được thay đổi rất nhiều. Bạch Tôn giả lên nhóm Cửu Châu số 1, xem nhật ký chat. Hôm nay Dược sư có online, gửi vài tin nhắn A à, còng Tô thì A à Thất, A à Thất Đạo Hiếu, có phải ngươi vẫn đang tìm xử lý vô cực ma tông hay không, xử được mấy phân bộ rồi? Tô Thị A à Thất, mấy ngày trước vừa mới bắt được một tên đệ tử cấp bậc đà chủ của vô cực ma tông ở chỗ tống Thư Hàng Tiểu Hữu vất vả lắm mới moi ra được chút tình báo hữu dụng ở chỗ hắn. Ta đang chuẩn bị đi xử lý thêm một cái phân bộ đây. Dược sư, vậy thì tốt rồi, nếu như có rảnh thì ngươi bắt vài chục tên đệ tử vô cực ma tông lại dùng ta, phải có cấp bậc từ nhị phẩm tới tam phẩm nhé. Ta muốn dùng bọn chúng làm vài cái thí nghiệm, để xem có thể phá giải phần ký ức bị phong ấn ở hòn đảo thần bí của mấy người tam lãng hay không PS, Giang Tử Yên gõ dùng. Cô nàng Giang Tử Yên kia lại phá rồi. Tô thị A thất, ai cần đổ mồ hôi, dược sư huynh ngươi nói đùa đấy à, một cái phân bộ của vô cực ma tông, có được 10 tên đệ tử nhị phẩm tam phẩm đã là ngon lắm rồi. Còn phải bắt sống toàn bộ nữa thì khó lắm. Sược sư cùi bắp quá, được rồi, có bao nhiêu thì cứ đưa cho ta bấy nhiêu. Ngoài ra, những đạo hữu khác trong nhóm, nếu như các người gặp phải tu sĩ đối địch, chỉ cần có cảnh giới nhị phẩm hay tam phẩm thì đừng giết nhé, giữ lại chút hơi tàn bắt về cho ta đi, hiếm lắm đấy. Thông huyền đại sư gửi một cái ai cần niệm kinh, sau đó là một cái ai cần gật đầu. Dược sư, biết rồi, người xuất ra lấy tử bi làm đâu? Không phải đúng lúc ta giúp các người đỡ tạo sát nghiệp à? Thông huyền đại sư gửi một cái ai cần giơ ngón tay cái. Bạch tôn giả, ai cần mỉm cười, được rồi, nếu như gặp được thì sẽ tiện tay bắt lấy. Ngoài ra, A à thất đạo hiếu, chỗ ta có một chút manh mối về tông môn của vô cực ma tông đây, nếu có cơ hội thì ta sẽ hợp tác với thiên hà tô thị các ngươi. Nói xong, bạch tôn giả cất điện thoại audio điện tử võ tấn bền. chương 323, cũng không phải đang khóc, chỉ là đang tiết muối thôi. Kinh bát bị tống thư hàng dọa cho đứng ngây ra. Nhưng hai giây sau, hắn nhìn thấy cái hình dán anh em hồ lô biến trên cánh tay kỳ lân của tống thư hàng kia, ngoại trừ liên tục phát ra ánh sáng đỏ thì hoàn toàn không có biến hóa gì nữa nên hắn lập tức hiểu ra. Thằng nhãi, dám lừa ông mày, kinh bát thẹn quá hóa giận. Kinh bát là kẻ mặt mày thật thà phúc hậu, nhưng trong dạ lại âm hiểm. Lúc trước, khi Tống Thư Hàng đối phó với Sa Cửu, lúc lấy kiếm phù ra dùng cái một vô cùng sảng khoái, hơn nữa, sau đó Tống Thư Hàng cũng lấy ra thêm một lá bảo phù cấp bậc tam phẩm khác, lại thêm không biết hắn dùng thủ đoạn gì để kích phát được hỏa diễm đao cấp bậc nhị phẩm. Cho nên lúc Tống Thư Hàng dơ, cánh tay kỳ lân, lên thì đúng là đã họa được hắn thật. Thật ra không thể trách kình bắt được, chỉ cần là những tu sĩ đầu óc không chứa toàn cơ bắp ra thì đối mặt với kẻ đã lôi ra được đủ loại như bào phù, pháp khí kích phát hỏa diễm đao như tống thư hàng, thì đều sẽ bị cái thứ tên cánh tay kỳ lân của hắn dọa sợ. Kinh bát thẹn quá hóa giận gầm lớn một tiếng, mở hai tay ra, nhào về phía tống thư hàng. Hắn muốn ôm xiết lấy cái tên da non thịt mềm yếu như sen này, xiết hắn thành thịt vụn. Không trở lại miếng xương nào luôn. Ha ha, hai mắt tống thư hàng sáng ngời, không có chút sợ hãi nào hắn giơ tay nhét bảo đao bá toái về lại sau lưng của mình, sau đó chắp tay mà đứng. Nói đúng hơn là hắn chắp tay nổi lềnh phình trong nước, lộ ra được nửa người. Bởi vì hắn không có bản lĩnh như kình bát, trong trạng thái không di chuyển, hắn không thể đứng trên mặt nước được. Còn dám giả vờ à, kình bát cười lạnh, hai tay giơ lớn, định cho tống thư hàng một cái ôm nồng nhiệt. Nhưng đúng lúc này, kình bát đột nhiên cảm giác sau lưng mình bị người ta đạp một cước, đau đớn dữ dội, đau thấu tận tim can. Hơn nữa, theo sát sau đó là một cỗ lực trùng kích khổng lồ tới mức không thể nào hình dung được, truyền tới từ sau lưng của hắn. Quả thật cứ như muốn đụng nát lưng của hắn vậy. Chẳng lẽ thật sự là đòn tấn công của cánh tay kỳ lân gì gì đó của thằng nhãi nhất phẩm yếu như sen này sao? Nhưng đòn tấn công từ cánh tay kỳ lân đó vòng qua người ta để tấn công từ đằng sau kiểu gì? Trong lòng kinh bát vô cùng khó hiểu. Trong lúc suy nghĩ toàn thân của hắn cũng bị đụng bay thẳng ra ngoài, a a a a tương đương. Giữa không chung, tiếng kêu đau đớn của kình bát đi theo thân thể của hắn, bay một đường vòng cung qua đầu của Tống Thư Hàng. Chấm, ai ra, không phanh lại được, lúc này... Một giọng nói bình tĩnh vang lên tại chỗ mà kình bát đứng trước khi bị đụng bay đi. Sau đó, một thân ảnh áo trắng như tuyết, tựa như chiếc tiên nơi trần thế nhẹ nhàng đáp xuống mặt biển. Thân ảnh áo trắng này đứng trên mặt nước, nhưng nước biển không thể làm ướt dày của hắn. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một tiểu hòa thượng và một con kinh ba được hai bàn tay vô hình nâng lên, lơ lửng giữa không chung. Đây đúng là bạch tôn giả, lúc kinh bát đánh tới chỗ tống thư hàng thì hắn đã xuất hiện trong phạm vi 300 mét rồi. Bạch tiền bối, tống thư hàng vui mừng mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, cái từ không phanh lại được này dùng chuẩn lắm. Ta thích, bạch tiền bối, cách nói chuyện của thư hàng hôm nay bị cái gì thế nhỉ, không những lạ, mà còn có cảm giác kiếm chuyện rất mạnh nữa, cứ cảm giác giống như hắn đang giễu cợt vạn lý phi độn thuật của mình không có phanh ấy. Tiền bối, ngài tới đúng lúc lắm, Tống thư hàng cười hắc hắc nói, nếu như ngươi mà tới chậm một bước nữa thì chắc là ta đã bị tên to con ban nãy đánh nát như rồi. Kẻ thù à, bạch tôn giả nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía tên kình bát vừa bị hắn dùng một cước đạp bay, Lúc này Kình Bát cảm giác như eo của mình như bị gãy mất rồi, nhưng bây giờ hắn căn bản không có thời gian xem thử thương thế ở eo ra sao. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn đạo thân ảnh mặc áo trắng kia với vẻ hoảng sợ. Đặc biệt là khi người mặc áo trắng kia dõi mắt nhìn tới chỗ hắn thì Kình Bát lập tức ngửi thấy mùi chết chóc phát ra từ trên người của bản thân mình. Lúc này, Kình Bát đột nhiên phát hiện, hóa ra bản thân mình cũng không phải không biết sợ như mình vẫn nghĩ Kình Bát thân là kim bài trong tổ chức hắn vẫn cho rằng mình đã có thể xem nhẹ sống chết của bản thân. Nhưng lúc này, hắn lại phát hiện, hóa ra mình lại rất sợ chết. Không chút do dự, cây en cố gắng nén cơn đau đớn đến từ sau lưng, đâm đầu nhảy vào trong biển. Hắn muốn dựa vào kỹ năng bơi lặn cực kỳ cao thâm của mình để trốn đi trong lòng biển sâu. Dầm! Khi hắn đâm đầu xuống đáy biển thì lại cảm giác thứ mình tiếp xúc không phải là nước biển, mà giống như thiết bản vậy. Không biết từ khi nào, nước biển đã ngưng tụ lại thành một vách tường nước cứng rắn, không phải khối băng. Chỉ là nước biến thành một khối như bước tường, khiến hắn không thể nhảy vào được. Kinh bát hoảng sợ quay đầu lại, nhìn về phía bóng người mặc áo trắng kia. Đạo thân ảnh kia đứng trên mặt biển, đang giơ ngón trỏ ra, chỉ về phía hắn ngoắc một cái nhẹ nhàng quả nhiên sự biến hóa của nước biển là do hắn làm ra. Ngoắc ngón tay một cái thôi đã khiến nước biển biến thành sắt thép, thực lực phải đáng sợ tới cỡ nào mới làm được như thế. Chấm. Lúc này, Tống Thư Hàng bơi tới bên cạnh Bạch Tôn Giả, quay đầu lại mỉm cười với kình bát, người đã thấy uy lực cánh tay kỳ lân của ta chưa? Sợ không hả? Sợ em gái ngươi, trong lòng kình bát chỉ muốn gầm lên một tiếng, cánh tay kỳ lân con mẹ gì, hóa ra là đánh không lại thì mắc người lớn, có ngon thì đại chiến 300 hiệp với ta này. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía người mặc áo trắng kia, khí thế toàn thân sụi lơ. Lần này xem ra hắn chết chắc rồi. Ồ, cảnh giới nhị phẩm à, lúc này, bạch tôn giả nhìn kinh bát, hắn sờ sờ cầm, sau đó quay sang nhìn tống thư hàng, thư hàng, người định xử lý hắn thế nào? Muốn giết chết à? Tống thư hàng nghe bạch tôn giả hỏi thế thì trong lòng chợt động. Chẳng lẽ tiền bối còn định dùng tu sĩ nhị phẩm vào việc gì khác à? Vậy nên hắn mới đáp tiền bối người cứ xử lý là được. Vậy thì giao hắn cho dược sư đi. Dược sư nói muốn nghiên cứu phong ấn ký ức của những người đã lên hòn đảo thần bí, đúng lúc cần tới vài vật thí nghiệm có thực lực nhị phẩm đổ lên. Bạch tôn giả gật đầu nói. Vậy cũng được, Tống Thư Hàng nói, rồi lại cười khổ còn nữa, Bạch tiền bối, ta hoài nghi ta cũng từng lên hòn đảo thần bí kia, bởi vì ta phát hiện đột nhiên ta mất một đoạn ký ức rồi. Ừ, người đã lên hòn đảo thần bí rồi, Bạch tiền bối trả lời khẳng định điều này. Bạch tiền bối cũng biết à, Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi lại. Ừ, ta vốn còn định lôi người ra khỏi hòn đảo thần bí kia, nhưng hòn đảo thần bí kia khá cổ quái, ta không thể lôi ngươi ra được. Nhưng ngươi lại bị tống ra khỏi đó, nên ta vội dùng vạn lý phi độn thuật chạy tới đây." Bạch Tôn giả nói, giơ tay về phía Kình Bát chộp một cái. Kình Bát không thể làm gì được, bị chộp bay tới chỗ Bạch Tôn giả. Lần này dược sư cần rất nhiều tu sĩ nhị phẩm và tam phẩm để nghiên cứu. Nếu có đối tượng thích hợp thì đừng nên lãng phí. Đáng chết, ta đường đường là kim bài Kình Bát tuyệt đối sẽ không thành vật thí nghiệm của các người đâu. Kinh bát ở giữa không trung tức giận hét lên cái từ, vật thí nghiệm, này, vừa nghe đã biết ngay nó là chuyện kinh khủng hơn cả chết. So với kéo dài chút hơi tàn, kinh bát thả chọn cái chết. Hắn cắn răng một cái thật mạnh, cắn nát một viên thuốc độc dấu trong chiếc răng giả của mình. Đây là chất độc cực mạnh có thể giết chết cả tu sĩ nhị phẩm, làm nghề như bọn họ, luôn mang theo rất nhiều thứ và các loại thủ đoạn khác nhau, để cho bản thân của mình có thể chết thoải mái một chút, đỡ phải chịu tra tấn gì nhiều. Nhưng kinh bát vừa mới cắn răng giả của mình xong thì lại nhìn thấy người áo trắng nọ ngoắc ngón tay với mình lần nữa, thế nên viên thuốc độc trong miệng hắn đã bị lôi tuột ra khỏi miệng. Không thể để ngươi chết được, phải giữ một hơi để bắt về cho dược sư, với hắn mà nói thì ngươi quý lắm. Bạch tôn giả thản nhiên nói, đồng thời vung tay lên, một ngọn lửa lăng không bùng lên, đốt trụi viên chất độc kia. Tống Thư Hàng lập tức cười tâu tuét, ha ha ha, kẻ yếu không có quyền chọn lựa. Đây là do ngươi tự nói đấy, những lời này, bây giờ ta xin trả đủ cho ngươi đấy đồ to con. Kinh bát im lặng nhắm mắt lại, vẻ mặt không vương vấn cuộc sống này nữa. Chấm chấm, sau khi bắt giữ kinh bát xong, Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới cô gái áo đen bị tên kia ôm ghi tới chết, đúng rồi, bạch tiền bối, lúc nãy tên to con này có khiến một cô gái mặc váy đen bị trọng thương, chìm vào trong biển rồi. Tên to con này cũng còn một tên đồng lõa, ăn phải một kiếm phù của ta nên cũng chìm vào trong biển. Không biết bây giờ bọn họ còn sống không nữa. Thực lực của Tống thư hàng không đủ, trước đó chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái kia bị tên to con này xiết trọng thương, ném vào trong biển. Bây giờ Bạch Tiền Bối đã tới rồi, ít nhất cũng phải xem xem đối phương còn cứu được hay không chứ. Chìm vào trong biển à? Bạch Tôn giả gật đầu. Sau đó, hắn búng tay một cái. Chóc một tiếng dường như âm thanh vang đi rất xa, thậm chí trực tiếp truyền tới chỗ nào đó ở tận sâu dưới đáy biển. Chừng 15 giây sau, mặt biển nhô lên, mù 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 tương đương một con cá voi khổng lồ trồi lên từ dưới đáy biển, trên lưng nó còn có hai đạo thân ảnh trắng bệch nữa. Một người là xa cửu trên người mang theo vết kiếm chém. Một người khác thì đúng là cô gái mặc váy đen kia, nhưng bộ dạng của cô bây giờ cực kỳ thê thảm. Tả sơ sơ thế này vậy, vốn người cô đầy những đường cong hấp dẫn, bây giờ phần trước của cô còn phẳng hơn cả phần cứng máy tính. Cái tên to con kia ra tay ghê gớm thật, ôm gái ghi chết quả thật hết sức vô tình. Tống Thư Hàng hỏi, cô gái này còn cứu được nữa không? Bạch Tôn giả nhìn cô gái mặc váy đen này rồi gật đầu nói, vẫn còn hơi thở, có thể cứu được. Nhưng phải tìm một chỗ an trí trước đã, rồi mới tiến hành trị liệu cho cô ta được. À, trước tiên ngươi dùng pháp thuật chữa trị cho cô ta trước đi đã, để duy trì sinh cơ của cô ta được rồi tống thư hàng vội bơi tới cạnh con cá voi nhẹ nhàng nhảy lên lưng của nó sau đó kích hoạt pháp thuật trên mặt nhẫn đồng cổ chữa trị cho cô gái mặc váy đen này sau khi chữa trị xong thì vết thương trên người của cô gái áo đen này cũng khôi phục được một chút nhưng toàn bộ cơ thể của cô ta thiếu chút nữa đã bị siết nát không phải một thuật chữa trị đơn giản thế này là có thể chữa khỏi chỉ có thể miễn cưỡng giữ được chút sinh cơ về phần tên xa cửu kia thì Tống Thư Hàng sẽ không lãng phí cơ hội dùng trì rũ thuật quý giá này cho hắn rồi. Đối với mấy tên khốn một giây trước còn muốn lấy mạng hắn thì xin thứ cho Tống Thư Hàng không thể nào bác ái như thánh mẫu Maria được. Cho nên, cứ mặc kệ để cho hắn tự sinh tự diệt đi. Nếu như có thể sống được thì cứ đưa tới cho dược sư với kình bát, còn nếu không sống nổi thì cho hắn thành đồ ăn cho cá cũng được. Mà sao nhìn con cá này quen quen thế nhỉ, không phải là cái con cá voi ban nãy mới rơi xuống cùng với hắn đấy chứ. Mù 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 tương đương con cá voi lệ rơi đầy mặt ừm, không phải nó đang khóc đâu, nó chỉ đang tiết muối thôi. chương 324, liệu trai tân có con hay không? Đi tìm hòn đảo nào ở gần đây cái đã. Bạch tiền bối đặt đậu đậu và tiểu hòa thượng lên lưng của con cá voi kia, lại ném kình bát qua một bên khác, sau đó vỗ nhẹ con cá voi khiến con cá voi mới vừa chuẩn bị lặn xuống đáy biển chuẩn bị suy ngẫm về cuộc đời của mình đành phải bắt đầu hành trình một lần nữa. Chấm. Con cá voi lớn dễ nước lướt sóng trên mặt biển, tìm kiếm nơi dừng chân. Tống Thư Hàng thấy đậu đậu và tiểu hòa thượng mãi mà không cục cựa gì, ô, bạch tiền bối, đậu đậu và tiểu hòa thượng có chuyện gì thế? Đậu đậu và tiểu hòa thượng đều mở to mắt, nhưng không nhúc nhích gì, hai đứa này có khi nào ngoan ngoãn như thế đâu, sau khi nghe thấy Tống Thư Hàng hỏi thì đậu đậu lập tức dùng ánh mắt mong ngóng nhìn về phía hắn, đôi mắt tròn xoe đáng yêu giống như biết nói. Tiểu Hòa Thượng cũng như thế, đôi mắt đen lấy nhìn về phía Tống Thư Hàng, còn chớp mắt liên tục, trong ánh mắt đầy vẻ nịnh nọt hắn còn đang sợ Tống Thư Hàng sẽ đánh cho hắn xón cả cất ra quần, đặc biệt là lúc này hắn căn bản không có sức phản kháng. Không có gì, hai đứa nó chúng một loại tiểu pháp thuật tương tự như thôi miên thôi, tuy rằng ý thức vẫn đang tỉnh táo, nhưng thân thể lại không thể nào cục cựa được, chừng hai ngày nữa là hết ấy mà. Bạch tiền bối thản nhiên nói dùng bản lĩnh của hắn, muốn để đậu đậu và tiểu hòa thượng khôi phục ngay lập tức cũng không phải việc khó khăn gì. Nhưng hai đứa này phải ăn chút đau khổ mới được. Ô, Tống Thư Hàng gật đầu, hắn nhẹ nhàng vuốt ve lông của đậu đậu, nghỉ ngơi cho tốt đi, hai ngày nữa là khỏi ngay ấy mà. Đậu đậu buồn bực liếc cặp mắt chó của nó, nó đang muốn bảo Tống Thư Hàng đi năn nỉ bạch tiền bối, để cho bọn nó có thể cục cựa được sớm một chút, nhưng đáng tiếc là Tống Thư Hàng không phải Hoàng Sơn chân quân, không thể nào nhìn mắt đoán ra ý của nó được. Tiếp theo, Tống Thư Hàng lại quay sang nhìn Tiểu Hòa Thượng, hỏi Tiểu Hòa Thượng ngươi muốn nói cái gì à Mắt bị đau hả? Sao cứ chớp mãi thế? Bạch tiền bối ngài nói đúng quá đi mất, Tiểu của của lập tức chun mũi, muốn khóc ra tới nơi. Tống Thư Hàng nhíu mày lại, thiếu chút nữa là quên bén mất vụ này rồi tiểu của của ngươi đúng là to gan thật đấy dám một mình bỏ nhà đi bụi à tiểu của của liều mạng chớp mắt bởi vì ngoại trừ chớp mắt ra thì nó không làm được gì nữa tống thư hàng sách tiểu hòa thượng lên lật nó nằm sấp giơ tay phát bôm bốp lên mông nó hai cái sau đó hắn đanh mặt lại muốn mắng mỏ tiểu hòa thượng mấy câu nhưng đầu óc cứ xoay vòng vòng không biết phải nói gì thì hơn dù sao thì hắn cũng chỉ là sinh viên không có kinh nghiệm dạy dỗ trẻ con cuối cùng, hắn chỉ có thể đanh mặt nghiêm giọng nói, nhớ không được có lần sau nữa đấy, bằng không sẽ khiến người nhà lo lắng lắm có biết không hả? Tiểu hòa thượng sụt xịt một cái, chớp mắt thật mạnh, tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ rồi. Tống thư hàng thở dài, lại đặt nó ngồi xuống cạnh đậu đậu. Tên nhóc này đáng yêu quá, hắn không nhẫn tâm đánh nó xón cất. Nhớ là không được có lần sau nữa đâu đấy, Tống Thư Hàng bồi thêm một câu nhắc nhở tiểu hòa thượng thì lại thầm thở phào nhẹ nhõm may quá, không bị đánh bay. Bạch tôn giả thấy tống thư hàng thương tiểu hòa thượng như thế thì mỉm cười nói, thư hàng, nếu sau này ngươi mà có con thì chắc là sẽ chịu hư nó mất. Cha, con, hai từ này lập tức kéo ra một số đoạn ký ức của tống thư hàng. Một, mẹ tuổi nhỏ, với gương mặt mơ hồ. Một đứa con trai tên Tống Nhân. Một đứa con gái tên Tống Nghiêu. Con trai lập gia đình, con gái đáng yêu rốt cuộc cũng gả cho người ta. Tống Thư Hàng dùng sức day day chán đoạn ký ức này thật sự rất rõ ràng và chân thật. Bạch Tôn Giả nhìn thấy bộ dạng xoắn suýt của Tống Thư Hàng thì thuận miệng hỏi, "Ngươi sao vậy?" "Bạch Tiền Bối, ngươi và ta, a à, bảy, ngươi nói liệu có phải ta đã sinh con với người khác rồi hay không?" Tống Thư Hàng dè rặt hỏi lại. "Bạch Tôn Giả." Bạch Tiền Bối cảm giác trạng thái của Tống Thư Hàng bây giờ không đúng lắm. "Bạch Tiền Bối" Không phải ta đang nói đùa đâu, là thế này, hình như ký ức của ta ở trên hòn đảo thần bí kia còn sót lại một chút. Có lẽ là vì thực lực của ta yếu quá, nên giống như hai dược đồng của hai vị bằng hữu của dược sư tiền bối ấy, phòng ấn ký ức không được hoàn thiện. Ta nhớ loáng thoáng hình như ta đã kết hôn với một cô gái thì phải. Ta còn sinh một đứa con trai với một cô con gái với cô ấy nữa. Cuối cùng, ta tận mắt thấy con trai cưới vợ, con gái gả chồng. Ta còn chui rúc trong chăn khóc cực kỳ đau lòng nữa. Tất cả đều rất chân thực, không giống ảo giác, dường như lúc ở trên hòn đảo thần bí kia ta đã thật sự trải qua chuyện đó vậy. Mặt mày Tống Thư Hàng nhăn nhó. Hơn nữa, trên người của hắn còn xảy ra rất nhiều thay đổi nữa ví như hắn nhớ rõ lúc mình lên máy bay còn chưa mở được cả nhĩ khiếu, nhưng bây giờ hắn đã mở được cả khẩu khiếu luôn rồi. Không chỉ như thế, hắn cảm giác trên người mình vẫn còn nhiều biến hóa khác nữa. Nhưng nhất thời chưa phát hiện ra được mà thôi. Yên tâm đi, chắc là ngươi đã trải qua một cái ảo giác cực kỳ chân thực ấy mà. Bạch tôn giả suy tư một lát rồi lại nói tiếp, đừng lo gì cả, muốn biết có phải ngươi thật sự đã trải qua chuyện đó hay không thì tới chừng đó đi gặp dược sư, ngươi cứ để hắn kiểm tra tình trạng thân thể của ngươi là được. Dược sư tiền bối lợi hại tới vậy sao? Ngay cả chuyện đàn ông có sinh con với phụ nữ hay không mà cũng kiểm tra ra được à? Tống thư hàng kinh ngạc hỏi lại dù sao thì người phụ trách mang thai là phụ nữ mà. Bạch Tôn giả đáp, ừ, chúng ta có thể thông qua vài phương diện để kiểm tra chính xác vấn đề này ví như liệu trai tân có con hay không. Tống Thư Hàng, cứ cảm giác mình bị Bạch Tiền Bối chế diễu thẳng mặt là sao nhỉ? Mặc dù hắn biết rõ Bạch Tiền Bối không có ý đó. Ngu tương đương ngu, đúng lúc này, con cá voi kêu vang một tiếng. Bởi vì có một hòn đảo nhỏ xuất hiện ở phía trước mặt của bọn họ. Đi thôi, lên đảo trước đã, để còn chữa trị thương thế của tiểu cô nương này, Bạch Tôn giả nói. Tống thư hàng gật đầu, thương thế của cô gái váy đen này quá nặng, vẫn nên trị liệu trước thì tốt hơn. Nếu như chậm trễ thì e là sẽ tiêu đời mất. Chấm chấm. Thời gian trôi qua từng phút một. Sở sở cảm giác như mình đã rơi vào trong một cơn ác mộng rất đáng sợ, khắp nơi đều là một mảnh tối đen, cô biết rõ đây là mơ, nên muốn tỉnh lại, nhưng không sao tỉnh được. Đáng chết. Để ta tỉnh lại, mau để cho ta tỉnh lại." Sở Sở tức giận kêu to lên. Cô là đệ tử thiên tài của lứa con cháu trẻ tuổi nhà họ Sở. Bây giờ thế gia họ Sở của cô phải lên Đoạn Tiên Đài với hư kiếm phái. Lúc lên Đoạn Tiên Đài, hai bên sẽ dựa vào bối phận để sắp xếp trận chiến. Sở Sở là hy vọng trong số lứa đệ tử trẻ tuổi sẽ xuất chiến của thế gia họ Sở, chỉ cần cô xuất chiến thì có thể nắm chắc phần thắng một trận khi đánh với hư kiếm phái ở Đoạn Tiên Đài thậm chí nếu như phải chiến đấu liên tục thì một mình cô có thể đánh bại hết lứa đệ tử trẻ tuổi của Hư Kiếm phái. Bởi vì trong số các đệ tử trẻ tuổi của Hư Kiếm phái thậm chí còn không có một tu sĩ nhị phẩm nào. Bởi vì như thế nên Hư Kiếm phái mới bỏ ra một cái giá đắt, nhờ người ngăn cản cô quay về tham gia đoạn tiên đài để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Để ta tỉnh dậy đi, ta nhất định phải đến kịp trận đấu đoạn tiên đài, mặc kệ thế nào. Nhất định phải quay về kịp dường như ông trời cũng nghe được tiếng lòng của sở sở cô rốt cuộc cũng mở mắt ra được sau đó cô nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi có nụ cười nhẹ nhàng đang ngồi bên cạnh mình bên cạnh chàng trai trẻ tuổi kia còn có một tiểu hòa thượng với vẻ mặt tò mò và một con chó kinh ban ho nhỏ vô cùng đáng yêu bạch tôn giả rốt cuộc cũng đại phát từ bi để cho tiểu hòa thượng và đậu đậu khôi phục khả năng hành động nhưng thân thể của hai đứa vẫn rất yếu ớt chỉ có thể hành động được như người bình thường mà thôi Thư hàng sư huynh, nữ thí chủ này rốt cuộc cũng tỉnh rồi, tiểu hòa thượng vui vẻ kêu lên, cứu một mạng người hơn xây mấy tháp phù đồ đấy. Tống thư hàng gật đầu, nói với đậu đậu, đậu đậu, đi xem xem bạch tiền bối đã bế quan xong chưa, nếu đã xong thì mời bạch tiền bối tới xem vết thương cho vị đạo hữu này nhé. Sau khi lên đảo, bạch tôn giả đã nối xương, khu trừ chân khí do kình bát để lại trong cơ thể cho cô gái váy đen này, xử lý nội thương xong xuôi, nhưng chỉ có thể cầm chừng thương thế của cô gái mặc váy đen này, khiến cho thương thế của cô ấy không biến thành xấu nữa. Những chuyện còn lại, chỉ có thể chờ sau này gặp được dược sư thì lại chữa trị cho cô ta thêm lần nữa mà thôi. Sau khi làm xong, dường như Bạch Tôn Giả đột nhiên nổi hứng bế quan tu luyện, nên đã bỏ chạy đi chỗ khắp bế quan ngắn chừng 4 giờ. Bế quan cuồng nhân Bạch Tôn Giả. Tống thư hàng đã quen với cái tính nói bế quan là bế quan của Bạch Tiền bối rồi. Go đậu đậu kêu một tiếng, lắc lư loạn trọn chạy tới chỗ bạch tôn giả bế quan. Chấm chấm, ta sao thế này, sở sở yếu ớt hỏi lại. Trong lúc nói chuyện, cô cố gắng nhớ lại, nhanh chóng nhớ ra chuyện xảy ra trước khi mình mất đi ý thức hình như mình bị hai tên sát thủ đuổi giết ở trong biển. Sau đó hình như thiếu niên trước mắt rơi xuống từ trên trời cùng với một con cá voi thì phải. Tiếp theo, mình bị tên to con kia khiến cho hôn mê, sở sở nhìn tống thư hàng với vẻ cảm kích là ngươi đã cứu ta sao là bạch tiền bối của ta đã cứu cô tống thư hàng cười nói vết thương của cô rất nặng cứ nghỉ ngơi cho tốt đi chờ vì tiền bối khác của ta tới thì ta sẽ nhờ hắn xem xét thương thế lại cho cô thương thế đúng rồi thiếu chút nữa mình đã bị tên to con kia giết chết rồi sở sở muốn ngẩng đầu lên xem xét thương thế của mình nhưng cô mới cựa mình một cái thì toàn thân đã đau đớn như bị xé rách đừng có cử động, nếu cử động thì miệng vết thương sẽ rách ra đấy. Tống Thư Hàng vội vàng đè sờ sờ nằm xuống, xin hỏi phải mất bao lâu thương thế của ta mới có thể khôi phục được? Sờ sờ vội hỏi, mấy ngày nữa là tới trận đấu đoạn tiên đài rồi, ta cũng không biết nữa, nhưng ta có một vị tiền bối khác có ý thuật rất cao minh, vết thương cỡ như cô, ta nghĩ chỉ chừng mấy tháng là có thể khôi phục ấy mà. Tống Thư Hàng đoán chừng mấy tháng á, sờ sờ mở to hai mắt mấy tháng nữa thì đoạn tiên đài đã kết thúc mất rồi. Lỡ như kiếm quyết bị hư kiếm phái cướp mất thì cô sẽ trở thành kẻ tội đồ của sở ra mất. Sở sở cảm thấy lo lắng vô cùng, sau đó, trước mắt cô tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Ủa, sao lại hôn mê nữa rồi? Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, là vì biết được chỉ cần vài tháng là khôi phục thương thế nên vui tới mức hôn mê à. Thư Hàng sư huynh, lúc này, tiểu hòa thượng ngồi bên cạnh mới nghiêm túc nói, ta thấy vẻ mặt của vị nữ thí chủ này trước khi hôn mê có vẻ không giống như vui mừng lắm thì phải. chương 325, tử viết, lộ ra ra chính là thịt. Vậy sao, Tống Thư Hàng sờ cầm, đoán thử, sau khi nhặt lại được một cái mạng, nghe thấy vết thương nghiêm trọng cỡ này chỉ cần vài tháng là có thể khôi phục mà còn sốc nặng hôn mê bất tỉnh cơ á. Vậy xem ra chắc cô ấy có chuyện gì gấp lắm cần phải làm rồi nên khi nghe mình cần mấy tháng mới khôi phục được thì mới quính quánh lo lắng mà hôn mê chăng. Thư hàng sư huynh thông minh hơn người, tiểu hòa thượng nịnh nọt với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Từ sau khi Tống Thư Hàng không đánh nó xón cả cất ra thì hình như quan hệ giữa Tiểu Hòa Thượng và Tống Thư Hàng đã thân thiết hơn rất nhiều. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì đậu đậu mới chạy về, Bạch Tiền Bối vẫn còn chưa bế quan xong, Thư Hàng, người có hỏi rõ lai lịch của cô gái váy đen này chưa? còn chưa kịp hỏi han gì thì cô ấy đã kích động ngất tiếp rồi. Tống Thư Hàng nhún vai, hay là ta lại dùng thêm một chỉ rũ thuật cho cô ấy nữa nhé. Để cô ấy tỉnh lại rồi chúng ta hỏi. Thử đi, nếu như cô ta tỉnh lại lần nữa thì hỏi kỹ thân phận với lai lịch của cô ta đã, sau đó tốt nhất là bảo cô ta viết thêm tờ di chúc đi. Cô ta bị thương nặng quá rồi, không biết tới khi nào dược sư mới đến đây. Lỡ như dược sư tới muộn cô ta đột nhiên ngủ thì sao? Đậu đậu nói tuy rằng lời nó nói hơi khó nghe nhưng cũng có lý lắm cũng đúng đậu đậu gật đầu tiếp theo hắn cởi áo của mình ra đắp lên chân của cô gái váy đen kia lại trong quá trình cô gái váy đen kia tránh né đám người lang nhất như nhị và viên tứ tấn công thì đã xé vạt váy của mình nhảy vào trong biển cái áo của tống thư hàng có thể che bớt phần nào mấy chỗ da thịt lộ ra của cô ấy sau đó tống thư hàng kích hoạt chiếc nhẫn đồng cổ dùng thêm một lần chỉ rũ thuật cho cô Ba giây sau, sở sở cô nương hôn mê vì kích động đã mở mắt ra lần nữa. Lúc này, ánh mắt của cô ấy đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô cười khổ nói cảm ơn đạo hữu đã ra tay giúp đỡ. Cô hãy giữ bình tĩnh đi, lần này đừng có mà kích động mất tiếp nữa nhé. Tống Thư Hàng nói, chỉ rũ thuật trên chiếc nhẫn cổ đồng này chỉ còn có một lần thôi, không thể lãng phí nữa. Cô gái váy đen gật đầu động tác nho nhỏ này lại khiến cô đau đớn khắp toàn thân chỉ cựa mình nhẹ một cái thôi đã như thế rồi cũng may mà cô ta may mắn gặp phải tống thư hàng và bạch tôn giả bằng không với thương thế của cô ta thì đã tiêu tùng từ lâu rồi tống thư hàng lên tiếng hỏi đừng có nhúc nhích nhân lúc cô vẫn còn ý thúc nếu như không ngại thì có thể nói cho ta biết lai lịch của cô được không ngoài ra để đề phòng bất chắc cô có muốn để lại di ngôn gì không sở sở một lát sau cô cẩn thận hỏi lại, không phải khi nãy ngươi đã nói có thể chữa được cho ta à? Tống Thư Hàng cười khan, nói cái này cũng là để đề phòng có chuyện bất chắc xảy ra ấy mà. Không biết tới khi nào thì vị tiền bối có ý thuật cao minh kia của ta mới tới nơi này được. Thương thế của cô thật sự quá nặng, lỡ như vị tiền bối kia còn chưa quay về mà cô đã chết vì thương thế quá nặng thì... Khụ, cho nên, cô có muốn để lại di ngôn gì không? Tiểu Hòa Thượng ngồi bên cạnh nhắc nhở, Thư Hàng Sư Huynh à, sao ngươi nói huỵch vẹt ra thế? Phải huyền truyền một chút chứ? Tống Thư Hàng, hắn cũng biết là phải huyền chuyển một chút, nhưng đây cũng là lần đầu hắn rơi vào hoàn cảnh đi khuyên người ta viết di chúc mà, nên căn bản không biết phải khuyên bảo huyền chuyển kiểu gì cho phải chẳng lẽ phải nói, xin chào, ta xin huyền chuyển nhắc nhở cô, tới lúc cô phải viết di chúc rồi đấy, hả? Sở sở ở bên cạnh thở dài nói, không sao cả, nếu như thân là tu sĩ mà không thể xem nhẹ chuyện sống chết thì còn tu chân kiểu gì nữa? Sau đó, cô bắt đầu giới thiệu thân phận của mình. Thân phận của cô cũng chẳng có gì để giấu giếm cả, bởi vì trên người cô có mang theo thẻ bài thân phận đệ tử thế gia họ Sở rồi, nếu như đối phương mà có lòng dạ gì thì chỉ cần xét đồ của cô là đoán ra thân phận được ngay. Ta tên là Sở Sở, là đệ tử của một thế gia họ Sở trong tu chân giới. Sở Sở hít sâu một hơi, Bắt đầu kể thân phận của mình ra. Tống thư Hàng nghe thấy cái thế gia họ Sở kia thì cứ thấy hơi quen tai, những tên đuổi giết cô có lai lịch thế nào? Tại sao chúng lại phải đuổi giết cô? Chắc là một số thành viên của mấy tổ chức tu sĩ nhận tiền của người ta để làm việc. Về phần lý do tại sao họ lại đuổi giết ta thì là vì thế gia họ Sở của chúng ta gần đây có chút ân oán với một môn phái tu chân tên Hư Kiếm phái. Bởi vì vài nguyên nhân nên gần đây thế gia của chúng ta có một số mâu thuẫn với Hư Kiếm phái hai bên đang chuẩn bị giải quyết ân oán ở đoạn tiên đài ta là một thành viên sẽ tham gia đoạn tiên đài của thế gia họ sở vì muốn chiến thắng đoạn tiên đài nên hư kiếm phái mới không từ thủ đoạn âm thầm mời người ra tay với ta sở sở đáp lúc cô giới thiệu bản thân mình cũng cố ý giấu đi lý do bắt nguồn cho ân oán của thế gia họ sở và hư kiếm phái ấy chính là kiếm quyết không thể có lòng hại người nhưng phải có lòng đề phòng người mà kiếm quyết cũng không phải chuyện nhất định phải nói ra Cô đương nhiên sẽ không lắm miệng nói ra làm gì, đỡ xảy ra thêm chuyện. Ân oán của thế gia và kiếm phái à? Tống thư hàng đột nhiên vỗ đầu mình một cái, hắn chợt nhớ tới chuyện Vũ nhu tử đã từng nhắc tới với mình, vậy nên mới hỏi thử, đợi đã, có phải vì thế gia họ Sở của các cô sở hữu một phần kiếm quyết, nên mới bị một môn phái nhỏ ở gần đó kiếm chuyện sinh sự đủ điều, sau đó hai bên mới sinh ra ân oán hay không? Sở Sở mở to hai mắt. Ta chưa nói gì hết mà. Tại sao chàng trai trước mắt này lại biết rõ chuyện của thế gia họ Sở và hư kiếm phái như thế chứ? Hơn nữa, hư kiếm phái mà là môn phái nhỏ á? Chính là cái môn phái nhỏ đó đã hành hạ thế gia họ Sở của cô thê thảm đấy. Nhìn vẻ mặt của cô thì đúng là thật rồi, xem Red A và thế gia họ Sở của cô cũng có chút duyên phận đấy. Tống Thư Hàng mỉm cười nói, xin tự giới thiệu đã nhé, ta tên là Tống Thư Hàng, xem như là tán tu. Ta có một vị đạo hữu tên là Vũ Nhu Tử. Cô ấy là bạn tốt của một vị đệ tử trong ti di của các cô. Sở Sở im lặng nhìn Tống Thư Hàng trên đời này lại có chuyện trùng hợp tới vậy sao? Lúc này, Tiểu Hòa Thượng ngồi bên cạnh vỗ vỗ tay, cũng tự giới thiệu về bản thân, Tiểu Hòa Thượng tên là Tiểu Của Của, là đệ tử của Thiên Nhai Vân Du tự. Thiên Nhai Vân Du tự? Sở Sở mở to hai mắt nhìn, là Thiên Nhai Vân Du tự kia sao? Là Thiên Nhai Vân Du tự trong truyền thuyết, một nửa ở hiện thực, một nửa ở dị không gian tự miếu không có địa điểm cố định, có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên thế giới đó sao? Đây là thế lực Phật môn cao cao tại thượng ở tu chân giới này, là tồn tại khiến những tiểu thế gia tu chân như cô chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Ta nhớ thiên nhai vân du tự trong tu chân giới của bọn ta chắc là chỉ có mỗi một cái mà thôi, không có phân bộ nào đâu, tiểu hòa thượng chắp hai tay, mỉm cười nói. Cảm thấy rất đối kiêu ngạo vì môn phái của mình sau khi tiểu hòa thượng giới thiệu bản thân xong thì kinh ba đậu đậu vội vàng nhào lên. Ta là yêu khuyển đậu đậu, người cứ gọi ta là đậu đậu đại ca là được. Tiểu cô nương, ta thấy ngươi không tệ, chỉ cần ngươi đồng ý trở thành muội muội kết nghĩa của ta thì ta sẽ bảo kê cho ngươi. Chỉ là một hư kiếm phái mà thôi, bản đậu đậu giúp ngươi san bằng bọn chúng nhé. Đậu đậu hết đầu lên, nói với vẻ đắc ý. Đậu đậu, đừng có phá nữa. Tống thư hàng gõ đầu đậu đậu. đậu 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 nó mà nhúng tay vào thì dễ có nguy cơ làm rộn chuyện lên thì có. Đối với chuyện này, Tống Thư Hàng đã thể nghiệm sâu sắc ví như khi hắn nhờ đậu đậu đi tìm tiểu hòa thượng tiểu của của thì rốt cuộc đậu đậu nó lại sách tiểu hòa thượng bỏ nhà đi bụi chung với nó luôn. Sở sở cười khổ một tiếng. Khổ khổ, lạc đề rồi đấy, sở sở cô nương này, cô có di nguyện gì không? Tống Thư Hàng lại chỉnh chủ đề lại. Rốt cuộc SN cũng thở dài, nói, nếu như ta thật sự xảy ra chuyện gì thì kính xin thư hàng đạo hữu hãy đưa di cốt của ta quay về thế gia họ sở được không? Được, ta nhớ rồi. Tống thư hàng gật đầu, SN, cô cứ nằm nghỉ ngơi đi nhé. Sở sở khẽ gật đầu, nhắm mắt lại dưỡng thần. Tống thư hàng sở sở cầm lại nói, đoạn tiên đài là cái gì nhỉ? Lẽ nào là nơi dùng để luận võ như luận võ đài à? Chấm chấm. Chừng 5 phút sau, sở sở lại hôn mê thêm lần nữa, trạng thái thân thể của cô thật sự quá tệ. Đậu đậu nhàm chán nằm trên đảo phơi nắng, bây giờ thân thể của nó vẫn đang ở trong trạng thái suy yếu, cho dù có muốn làm gì cũng chẳng có sức mà làm. Tiểu hòa thượng thì yên lặng ngồi trên một hòn đá, bắt đầu đả tỏa tụng kinh. Dù không ở trong thiên nhai vân du tự, nhưng mỗi ngày nó vẫn tụng kinh đầy đủ. Tống thư hàng bắt đầu tìm một chỗ mát ngồi lại, bắt đầu sửa sang lại đồ đạc trên người mình. Đầu tiên là bảo đao bá toái, sau đó là phi kiếm dùng một lần bản 004 với ba lô của hắn. Bên trong ba lô có hồn châu, đan dược, kim gài áo biến ảo, bảo phù. Và một cái hộp nhỏ. Ủa, cái hộp nhỏ này trông lạ thế nhỉ, bên trong đựng cái gì đây? Tống Thư Hàng tò mò mở cái hộp nhỏ này ra, phát hiện bên trong có 16 gốc thực lực mỏng tang như sợi tóc, mấy gốc thực vật này có bộ dạng sống động như chân long. Nhưng hắn không nhớ gì về loại thực vật này hết, Lẽ nào đây là thu hoạch ở trên hòn đảo thần bí à? Đúng lúc này, hắn thấy được một tờ giấy ở đáy hộp. Đó là chữ viết do hắn dùng bút lông viết lại, bên trên viết bốn chữ Long cốt khô đằng. Long cốt khô đằng, đây không phải loại thiên tài địa bảo có thể giúp đỡ thương thế của A Thập Lục khôi phục nhanh hơn sao? Tống Thư Hàng cẩn thận cất hộp Long cốt khô đằng này lại, trong lòng vô cùng kích động. Có mớ Long cốt khô đằng này thì có thể giúp Tô thị A Thập Lục nhanh chóng khôi phục thương thế đúng không? Sau khi cất cái hộp xong, Tống Thư Hàng lại mò ra được một thứ xa lạ ở trong ba lô đó là một cái túi tiền hình thỏ rất đáng yêu. Nhìn thấy thứ này, trong lòng Tống Thư Hàng lập tức cảm thấy xấu hổ cực kỳ, tại sao thứ này lại xuất hiện trong ba lô của hắn nhỉ? Chẳng lẽ mình nhặt được trên hòn đảo thần bí à? Nhặt được của rơi thì phải trả lại cho người bị mất chứ. Nhưng vấn đề là, bây giờ mình căn bản không nhớ được chút gì về hòn đảo thần bí đó thì biết tìm chủ nhân của túi tiền này kiểu gì? giờ ném nó đi hay là cho một cô nàng nào đó nhỉ dù sao thì túi tiền này không thích hợp để hắn dùng trong lúc đang nghĩ thế tống thư hàng mở túi tiền này ra thuận tiện xem bên trong có gì sau đó hắn thấy bên trong túi tiền có một tờ giấy nhỏ xíu xiu hắn tò mò lấy tờ giấy này ra xem vừa mới lấy ra thì đột nhiên mẩu giấy bé tí teo cỡ ngón út tự nhiên lại biến thành một tờ giấy trắng to như cái bàn biến thành lớn rồi chỉ thấy bên trên tờ giấy trắng kia có một dòng chữ to cứng cáp hữu lực túi tiền nhất thốn chỉ xa sau đó bên cạnh lại có một hàng chữ nhỏ nắm lỗ tai bên trái cổ con thỏ rót khí huyết chi lực chân khí hoặc linh lực vào là có thể thu nhỏ thứ tiếp xúc với túi tiền để bỏ vào túi bên cạnh hàng chữ nhỏ kia còn có một dòng chữ nhỏ hơn nữa mong là ngươi đừng có vứt chiếc túi tiền đáng yêu này đi tống thư hàng nguy hiểm quá đi mất ban nãy hắn thật sự đã nghĩ tới việc ném chiếc túi tiền này đi, mình thu hoạch bộn như vậy sao? thậm chí còn tìm được cả da của nhất thốn chỉ xà nữa chứ. trong lúc suy nghĩ, tống thư hàng cầm lỗ tai trái của con thỏ, đưa khí huyết chi lực vào, áp cái túi con thỏ lên ba lô của mình. sau một khắc, ba lô bị thu nhỏ lại còn chừng một cái móng tay, bị tống thư hàng nhét vào trong ví tiền con thỏ. tuyệt quá, tống thư hàng lẩm bẩm có nó rồi thì sau này mình ra ngoài cũng dễ dàng hơn. Cẩn thận cất kỹ chiếc túi con thỏ này, Tống Thư Hàng mở điện thoại của mình lên, kéo máy lên. Trên đảo này không thể bắt sóng điện thoại được. Vốn còn định lên nhóm cửu châu số một liên lạc với Tô Thị A thất tiền bối, bảo hắn tới đây lấy long cốt khô đằng về cho A thập lục. Bây giờ xem ra chỉ có thể chờ tới lúc đến nơi nào có sóng thì lại liên hệ với Tô Thị A thất tiền bối sau vậy. Ngoài ra, bởi vì điện thoại của hắn không có sóng, nên bây giờ hắn vẫn chưa nhận được cái món quà đầy kinh hỉ mà Vũ Nhu Tử gửi tới. Chấm chấm. Ở trên một hòn đảo nhỏ thuộc Thái Bình Dương cạnh biển Đông. Ngày hôm nay, trên hòn đảo nhỏ yên bình đột nhiên có mấy đoàn hỏa diễm khổng lồ rơi xuống. Đoàn hỏa diễm đầu tiên đáp xuống, bên trong có rất nhiều bóng người xuất hiện. Trong đó có hai người đàn ông mặc đồ cơ trưởng lái máy bay, vài người tiếp viên hàng không và rất nhiều nam nữ khác nữa trong đó có cả con gái đệ tử Joseph trên danh nghĩa của Tống Thư Hàng là Kỳ Song Tuyết. Những người này rơi xuống hòn đảo, ngã la liệt khắp bãi cát bên bờ biển, toàn bộ đều ở vào trạng thái hôn mê. Ngay sau đó là đoàn hỏa diễm thứ hai, đoàn hỏa diễm này nhỏ hơn, bên trong chỉ có hai bóng người ông chú ra nghe nói là nhảy rất điêu luyện và cậu bé ngoan ngoãn muốn gặp ba mẹ kia. Hai người bọn họ là người đã chọn nút yes khi ở cổng của tòa thành cổ. Bên trong đoàn hỏa diễm thứ ba là mấy người đã hoàn thành giao dịch để rời khỏi thiên giới đảo, bao gồm Lâm Thổ Ba, Anhem Gia Cát, chị em Lục Phỉ và những người hành khách khác. Bên trong đoàn hỏa diễm thứ tư thì là tám bóng người dính đầy máu tươi, áo quần trên người họ rách nát, người ngợm cũng dính be bét máu, nhưng quỷ dị thay chính là trên người bọn họ không hề có miệng vết thương nào. Đây là những hành khách trên chiếc máy bay gặp nạn kia. Sau khi bốn đoàn hỏa diễm này rơi xuống thì lại nhanh chóng tắt ngấm đi. Ngoại trừ tống thư hàng ra, tất cả hành khách còn lại đều rơi xuống khắp bãi biển, hôn mê bất tỉnh. Chấm. Chừng 10 phút sau, có một nhóm người nguyên thủy mặc ra thú, tay cầm vũ khí nguyên thủy chạy ra từ tận sâu trong hòn đảo. Bọn họ nhìn thấy đoàn hỏa diễm rơi xuống từ trên không, bị ngọn lửa hấp dẫn nên mới chạy ra đây. Là người, rất nhiều người. Lúc này, một người nguyên thủy nữ tính chỉ vào mấy hành khách trên bờ cát, dùng tiếng chung lọng ngọng kêu lên, tử viết, có bạn tới chơi, lòng mừng khôn xiết. Những người này, bạn, chúng ta nên sung sướng. Một người nguyên thủy trông có vẻ như cầm đầu nói rất nghiêm túc. Người này mới nói xong thì một người nguyên thủy hơi mập khác lập tức sáng rỡ cả hai mắt, tử viết lột ra thì là thịt. Đây, đều là năng lượng, đã lâu lắm ta không được ăn thịt rồi. chương 326, đám thổ dân biết đọc tam tự kinh. Đừng có làm bậy, dùng tử viết, bậy bạ, bị ác ma kia biết được thì lòng bàn tay của chúng ta sẽ bị đánh đỏ đấy hơn nữa chúng ta không phải bộ tộc ăn thịt người đừng có thèm thịt tới mức phát điên thổ dân trông như cầm đầu kia cãi dùng tiếng trung sứt sẹo lắp bắp nói thêm thổ dân hơi mập kia bị đội trưởng đánh cho một cú dường như nhớ tới sự đáng sợ của ác ma kia vội rụt cổ lại không dám hó hé thêm nữa tiếp theo thổ dân trông như cầm đầu kia lại phất tay lên dùng tiếng trung lắp bắp nói trước tiên đưa tất cả, quay về đi. Vậy nên một đám thổ dân bắt đầu cóng, bế, sách, khiêng mấy hành khách vị hôn mê này quay về. Chấm. Không bao lâu sau, các hành khách hôn mê lần lượt tỉnh lại. Sau khi bọn họ mở mắt ra thì lập tức phát hiện mình đang nằm trong một căn nhà tranh khổng lồ. Ở bên cạnh bọn họ là một nhóm người da màu nâu đỏ, mặt mày bôi đủ loại màu mè khác nhau. Những người kia mặc da thú, tay cầm đủ loại vũ khí, có một số người còn đeo mặt nạ trông rất dữ tợn. Bọn họ giống như chui ra từ trong phim ảnh về thổ dân nguyên thủy vậy, tràn ngập khí tức nguyên thủy và hoang dã. Sau khi các hành khách nhìn thấy mớ vũ khí sắc bén trong tay bọn họ xong thì lập tức hoảng sợ hơn nữa, ai cũng nuốt nước bọt ừng ực. Sau đó, các hành khách đưa mặt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Tao nhớ, bọn mình đang ở trên máy bay, bay ở trên trời mà nhỉ? Sao tự nhiên lại tới nơi kỳ lạ này thế?" Lâm Thổ Ba nhỏ giọng nói với Cao Mỗ Mỗ nằm bên cạnh. Cao Mỗ Mỗ cười khổ lắc đầu, đồng thời cũng cẩn thận ôm bạn gái Nha Y vào lòng đám thổ dân này sẽ không phải là bộ tộc ăn thịt người đấy chứ. Ấn tượng của người bình thường về thổ dân phần lớn đều bị ảnh hưởng từ mấy bộ phim điện ảnh, mà trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình thì thổ dân phần lớn đều xuất hiện với thân phận bộ tộc ăn thịt người nên khi bọn họ nhìn thấy thổ dân thì suy nghĩ đầu tiên chính là liên tưởng tới bộ tộc ăn thịt người ngay. Không phải chúng ta bị xuyên việt đấy chứ? Cô nàng Lục Phỉ bị nhét chung chỗ với bọn họ bắt đầu tưởng tượng lung tung, nên nhỏ giọng hỏi. "Chị gái của Lục Phỉ?" Lúc này, đệ tử trên danh nghĩa của Tống thư hàng là Joseph thầm siết chặt nắm tay. Hắn cẩn thận kéo con gái kỳ song Tuyết lại bên cạnh bảo vệ, đồng thời, hắn bắt đầu cân nhắc đủ điều. Không biết mấy người thổ dân này là bạn hay là địch đây. Nếu như là địch thì mấy hành khách bên này chỉ toàn tay không, còn đối phương thì có cầm vũ khí, thoạt nhìn cũng đủ biết phần thắng không được bao nhiêu. Có lẽ bây giờ đã đến lúc để ta dùng tới tuyệt thế võ học mà sư phụ đã dạy rồi. Joseph siết chặt nắm đấm. Hắn có lòng tin tuyệt đối vào sư phụ Tống Thư Hàng, hắn tin tưởng võ công mà vị sư phụ chỉ cần hất nhẹ tay một cái là có thể đánh nổ cả không khí kia truyền thụ cho mình nhất định là tuyệt thế thần công mặc dù bản thân chỉ mới tu luyện hơn một tháng mà thôi nhưng joseph cảm giác mình đã mạnh mẽ hơn nhiều lắm rồi ờ sao cứ cảm thấy cảnh này quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải trong lòng joseph đột nhiên dâng trào cảm giác kỳ lạ dường như đã từng hình như đã từng diễn ra cảnh tượng tương tự thế này ở đâu rồi thì phải kiểu như từng xảy ra ở trong mơ hay là lúc trước gì chăng tại sao mình lại có cảm giác kỳ quái này nhỉ trong lòng joseph cảm thấy nghi hoặc Đợi đã, sư phụ đâu rồi? Sư phụ cũng lên máy bay cùng với mình mà. Joseph vội vàng ngẩng đầu lên tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng của sư phụ Tống Thư Hàng đâu. Sư phụ đi đâu mất rồi? Không chỉ riêng gì Joseph, mà đám người cao mỗ mỗ, Lâm Thổ Ba và An Hem ra các trung dương cũng nhanh chóng phát hiện không thấy Tống Thư Hàng đâu. Thư Hàng đâu? Nó đâu rồi? Lâm Thổ Ba nhỏ giọng hỏi. Nó không ở đây à? Cao mỗ mỗ nheo mắt lại, bởi vì mất toi mắt kính cho nên cậu ta nhìn không rõ lắm cậu ta nhìn quanh một vòng quả thật không thấy tống thư hàng lục phỉ nhỏ giọng đáp mình cũng không thấy bạn tống thư hàng đâu liệu có phải cậu ấy bị lạc với mọi người không nhỉ cao mỗ mỗ nhíu mày nói với vẻ lo lắng toàn bộ hành khách trên máy bay đều ở đây sao chỉ thiếu có mỗi mình nó chứ mọi người lại lập tức nhớ tới bộ tộc ăn thịt người không phải tống thư hàng là người đầu tiên bị bắt đi làm thịt đấy chứ mấy người lâm thổ ba lập tức lo lắng không yên. Đồng thời, những người hành khách ngồi cạnh cơ trưởng cũng nơm nấp hỏi han, cơ trưởng à, máy bay của chúng ta gặp phải sự cố gì thế? Tại sao chúng ta lại ở nơi này thế? Cơ trưởng cũng chẳng hiểu ra làm sao nên chỉ đành lắc đầu chứ không biết phải trả lời kiểu gì có trời mới biết đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng một giây trước ông còn đang lái máy bay phây phây ra đó, nhưng một giây sau thì đột nhiên lại mất đi ý thức. Tới khi tỉnh lại thì đã bị một đám thổ dân bao vây. Ông thậm chí còn không có thời gian để kịp tiêu hóa giảm sốc nữa. Chúng ta chẳng gặp phải sự cố gì hết, tôi cũng đang nghi ngờ không biết có phải chúng ta bị xuyên việt thật không nữa. Một tiếp viên hàng không hạ giọng đáp. Có lẽ không phải xuyên việt đâu, có lẽ là máy bay của chúng ta gặp sự cố gì đó nên rơi xuống ở trên một hòn đảo hoang sơ chưa bị khai phá ở giữa biển thôi. Lúc này, vị giáo sư tóc trắng phao kia mới lên tiếng. Trong lúc các hành khách đang xì xào bàn tán với nhau thì những thổ dân cầm vũ khí, mặc ra thú kia đột nhiên chia ra làm hai bên, xếp hàng thẳng tắp. Sau đó, đám thổ dân kia ngẩng đầu ưỡn ngực lên. Tiếp theo, một nữ thổ dân mở miệng đọc, nhân chi sơ, tính bản thiện. Vừa mở miệng thì đã dùng tiếng trung cực chuẩn để đọc tam tự kinh, phát âm tròn trịa, giọng cũng rất hay. Cô ta mở miệng nói xong thì toàn bộ hành khách trên máy bay đều được mặt ra ngu người. Tiếp theo, những thổ dân khác cũng bắt đầu đồng thanh đọc, nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn, cầu bất giáo, tính nãi thiên, gia ó chi đạo, quý dĩ chuyên, tích mạnh tử, trạch lân sử, tử bất học, đoạn kỳ chữ. Mặc dù đọc còn lọng ngọc, nhưng rất nhiều mọi người ở đây đều có thể nghe hiểu được, đây đúng là nội dung của tam tự kinh. Phi, cô nàng lục phỉ kia khá dạn dĩ, nên khi nhìn thấy cảnh một đám thổ dân mặt mày nghiêm túc, ngẩng đầu ưỡn ngực đọc tam tự kinh thì cảm thấy khá buồn cười, thế là nhịn không được nên phì cười thành tiếng luôn. Giọng cười của cô rất thanh thúy dễ nghe. Một vị thổ dân ở gần cô nghe thấy cô bật cười thì tò mò quay lại nhìn cô một cái. Sau đó, hắn đọc trạch nhịp. Dừng, lúc này, một giọng nói cực kỳ uy nghiêm truyền tới từ bên ngoài. Sau đó, một người đàn ông mặc đồ đen, cao chừng 180cm chắp tay đi vào phòng. Đám thổ dân nhìn thấy người đàn ông mặc áo đen kia thì mặt lập tức cứng ngắc, không dám thở mạnh, dường như rất sợ người này thì phải. Người đàn ông kia chắp tay bước vào trong, đi thẳng tới trước mặt người thổ dân đọc trạch nhịp kia. Sau đó, hắn giơ tay phải của mình lên, lộ ra một cây thước dày cui. Thổ dân đọc trạch nhịp kia biết rõ không thoát được, bèn miếu máu run rẩy giơ hai tay của mình ra. Bốp, người đàn ông mặc áo đen kia giơ thước khẽ thật mạnh vào lòng bàn tay của thổ dân nọ không chút lưu tình chương 327, chuyên môn không khớp thì phải làm sao đây? Ui ra, ui da, bàn tay bị đánh đau, khiến thổ dân kia đau muốn co rụt tay lại, nhưng không dám rụt. Nên hắn dưng dưng nước mắt, ngoan ngoãn đứng đó, hai tay bị đánh 10 cái, lòng bàn tay bị đánh sưng đỏ. Cảnh tượng này, trông giống như mấy lão phu tử nghiêm khắc trong trường tư thuộc thời cổ đại đang dạy dỗ mấy học trò nhỏ phạm sai lầm vậy nhưng lão phu tử tư thuộc đã đổi thành một nam tử trẻ tuổi mặc áo khoác màu đen, học trò nhỏ thì đổi thành một người thổ dân lớn tổng ngồng, cảnh tượng này trông rất kỳ khôi. Lục phỉ nhìn người thổ dân bị đánh xương phù hai tay nọ với vẻ có lỗi, cô thật không ngờ mình xì cười một cái lại khiến người thổ dân này bị khẽ tay mười cái, nên trong lòng cô rất dối rắm Nếu như biết trước thổ dân kia sẽ bị đánh thì cô nhất định sẽ bịt miệng thật kín tuyệt đối không cười thành tiếng. Cút về cho ta, phạt chép tam tự kinh ba lần, không chép xong thì không được ăn cơm người đàn ông mặc áo khoác đen kia trầm giọng nói người thổ dân bị khẽ tay kia giống như được đại xá vậy xoa xoa lòng bàn tay vội vàng bỏ chạy chắc là đi chép phạt tam tự kinh rồi mấy người thổ dân khác đang đứng xếp hàng nhìn bóng lưng chạy xa của hắn với vẻ hâm mộ chỉ cần chép tam tự kinh ba lần thôi mà không cần phải ở lại đây sống chung với người đàn ông mặc áo khoác đen này nữa rồi sướng quá đi mất bởi vì chép tam tự kinh ba lần chẳng tốn thời gian là mấy, nhưng ở chung với người đàn ông mặc áo đen này, lỡ như phạm phải sai lầm lớn hơn thì sẽ bị treo ngược lên trên gốc đại thụ ở lối vào bộ lạc đánh một trận no đòn đấy. Thảm cực kỳ luôn, tiếng kêu la thảm thiết của những người bị treo lên đánh vang xa tới mức ở cách xa hơn cả dặm mà còn nghe được. Người đàn ông mặc áo đen cầm cây thước, sau đó lại chắp tay đi về phía mấy người hành khách mấy hành khách nhìn thấy người đàn ông mặc áo đen này rõ ràng là người hoa hạ da vàng, lại thấy hình như đối phương rất có uy vọng ở bộ lạc thổ dân này, mấy thổ dân đều rất sợ hắn thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi vì như thế thì chắc là ít nhất bọn họ vẫn có thể đảm bảo an toàn chăng. Đồng thời, có vài người biết ăn nói trong số hành khách muốn đi lên trao đổi với người đàn ông mặc áo đen kia một phen, xem như làm quen. Nhưng mặt mày của người đàn ông mặc áo đen này thì cứ đăm đăm vô cùng nghiêm túc, hơn nữa, lúc hắn đi lại, trên người có một loại uy nghiêm nói không nên lời. Dưới sự áp bách của loại uy nghiêm này, dù là người dẻo mồm dẻo miệng tới đâu đi nữa cũng khó mà nói được câu nào. Người đàn ông mặc áo đen nhanh chóng đi tới, bước tới trước mặt vị giáo sư già mặt mày xanh sao kia vị giáo sư già này đang ở ngoài cùng. Xin chào, người đàn ông mặc áo đen gật đầu chào hỏi. Sau khi hắn mở miệng, ông giáo sư già lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng vậy nên ông giáo sư lập tức trả lời ngay chào ngài bất chi bất giác ông giáo sư già này lại dùng kính ngữ ngài với người đàn ông mặc áo đen này luôn rõ ràng người ta trông rất trẻ tuổi còn ông giáo sư thì đã già khó mất rồi đây là áp lực và uy nghiêm vô hình kia gây nên người đàn ông mặc áo đen gật đầu một cái sau đó lại hỏi tiếp ông là tôi là nam thiên tinh giáo sư của trường đại học cát xuyên ở hoa hạ giáo sư chủ động đứng lên nói chuyện Giáo sư đại học à, người đàn ông mặc áo đen nghe tới đây thì hai mắt lập tức sáng rỡ lên. Sau đó, người đàn ông mặc áo đen cười ha hả, bắt tay của giáo sư lắc rất nhiệt tình, hóa ra là thầy Nam đấy à, nghe danh đã lâu. Người đàn ông mặc áo đen vừa cười xong thì cảm giác uy nghiêm trên người lập tức biến mất tâm. Giống như một khối băng lạnh đột nhiên tan ra thành suối nước nóng, lập tức khiến cho các hành khách cảm giác người mình đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hẳn đi. Ngay cả hít thở cũng dễ dàng hơn. Giáo sư Nam Thiên Tinh gật đầu mỉm cười, xem ra mình vẫn có vài phần tiếng tăm trong ngành nghiên cứu thực vật đây mà, vừa mới báo tên ra xong thì ngay cả người đàn ông mặc áo đen này cũng phát hiện ra thân phận của ông ngay, hơn nữa thái độ cũng thay đổi hẳn. Trong lòng giáo sư Nam Thiên Tinh bất giác có phần đắc ý tới tuổi của ông bây giờ, thứ ông để ý không phải là những vật ngoài thân như tiền bạc nữa mà là tiếng tăm. Nếu như có thể có đột phá trên phương diện nghiên cứu, vang danh sử sách thì đúng là chuyện tuyệt vời. Người đàn ông mặc áo đen nói với vẻ mặt cực kỳ nhiệt tình, người nhất định là giáo viên phụ trách dạy trung văn đúng không? Đúng vậy, hả, nụ cười trên mặt giáo sư Nam Thiên Tinh đưa ra. Giáo sư cũng đần mặt luôn. Dạy trung văn? Không phải đâu, ta không phải giáo viên dạy ngữ văn, ta là bên nghiên cứu thực vật đấy. Giáo sư cảm giác con tim mình như dỉ máu, hơn nữa còn là dỉ máu viết hoa nữa. Người tới đúng lúc lắm, ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi. Người đàn ông mặc áo đen nhiệt tình nói, ta dạy đám thổ dân này học tiếng Trung tới mức buồn giàu héo úa lắm rồi. Trước đây không lâu, vất vả lắm mới có một người bạn chỉ ta biết là dạy mấy người thổ dân này học bình âm, nhờ vậy mấy người thổ dân này mới miễn cưỡng học thuộc được tam tự kinh. Nhưng từ khi ta bắt đầu dạy bọn họ học luận ngữ thì đầu óc của cái đám thổ dân này lại mít đặc hết cả. Ta cũng không biết sốt cuộc cách dạy của mình sai ở đâu nữa. Hóa ra là người đàn ông mặc áo đen này dạy mấy người thổ dân kia đọc Tam tự kinh à. Hơn nữa, người đàn ông mặc áo đen này còn định dạy mấy thổ dân kia học cả Luân ngữ sao? Rất nhiều người trẻ tuổi ở đây đều cảm thấy có chút xấu hổ. Đám thổ dân này lại còn học cả Luận ngữ nữa. Đừng nói là người nguyên thủy, ngay cả những người hoa hạ như bọn họ cũng chẳng được mấy người học xong Luận ngữ nữa. Phần lớn sách vở của học sinh bây giờ cũng chỉ dạy sơ sơ có vài câu luận ngữ mà thôi căn bản không ai được học toàn bộ luận như cả. Thậm chí rất nhiều có mặt ở đây còn chưa được học tam tự kinh bao giờ. Giáo sư Nam Thiên Tinh cũng thấy xấu hổ lắm bây giờ hắn có thể khẳng định, vị người đàn ông mặc áo đen này đã nhận nhầm người mất rồi. Đây đúng là một hiểu lầm lớn, phải giải thích rõ ràng mới được. Nhưng, giáo sư Nam Thiên Tinh còn chưa kịp giải thích câu nào. Thì người đàn ông mặc áo đen kia đã đưa cây thước giày cui trong tay mình cho giáo sư, vậy thì thầy Nam này, từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ dạy giám thổ dân này học luận ngữ sẽ giao cho ngươi nhé. Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Để ngươi nghỉ hè mà cũng phải bỏ thời gian tới đây dạy đám thổ dân học chữ đúng là một chuyện rất vất vả, nhưng ta bảo đảm với ngươi, trong mùa hè này, chỉ cần ngươi dạy cho đám thổ dân kia học luận ngữ xong thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi một phần thù lao hậu hĩnh khiến ngươi tuyệt đối vừa lòng có được không? Vất vả lắm mới đợi người đàn ông mặc áo đen kia nói xong một đoạn dài lê thê, giáo sư Nam Thiên Tinh ho khan một tiếng, mở miệng chuẩn bị giải thích chuyên ngành của mình. Nhưng đúng lúc này, câu nói tiếp theo của người đàn ông mặc áo đen lại khiến cho giáo sư lập tức gạt bỏ suy nghĩ giải thích đi ngay. Yên tâm đi, chỉ cần có cây thước này trong tay thì hơn một vạn người thổ dân trên hòn đảo này đều sẽ nghe lời ngươi dạy bảo. Đừng sợ bọn chúng, ai học rốt thì ngươi cứ cầm cây thước này đánh kẻ đó thật mạnh vào, đánh chết cho chưa. Người đàn ông mặc áo đen nói, cuối cùng hắn sợ giáo sư Nam Thiên Tinh vẫn không yên lòng, nên mới an ủi thêm một câu, yên tâm đi, chúng sẽ không ăn thịt các ngươi đâu. Tim của giáo sư Nam Thiên Tinh lập tức run lên một cái câu sau cùng người đàn ông mặc áo đen này nói ra là có ý gì đây, chẳng lẽ nếu mình không biết dạy tiếng chung, không có thước trong tay thì sẽ bị đám thổ dân này làm thịt à? Đáng sợ tới vậy sao? Đáng chết, không phải chỉ là dạy người ta biết chữ thôi à? Không phải là dạy luận ngữ thôi sao? Mình dẫu gì cũng là giáo sư đại học chính hiệu, mặc dù không nghiên cứu sâu về luận ngữ, nhưng ít nhất thì mình cũng biết chữ mà. Xin ngài cứ việc yên tâm, chúng tôi có biết bao nhiêu là người, nhất định sẽ dồn hết sức dậy cho đám thổ dân kia biết chữ nhiều hơn, tranh thủ học hết cả quyển luận ngữ này trong kỳ nghỉ, giáo sư Nam Thiên Tinh cắn răng cam đoan. Đồng thời, hắn cũng không quên kéo theo tất cả hành khách sau lưng chết chùm dù sao thì mọi người cũng cùng nhau trải qua hoạn nạn, lúc này có thể ra tay giúp được việc nào thì hay việc đó, Ít nhất thì không thể để cho các hành khách bị đám thổ dân này lôi ra làm đồ ăn vì vô dụng được. Vậy là được rồi, ta đây cũng an lòng, người đàn ông mặc áo đen mỉm cười gật đầu. Sau đó, hắn chắp tay hớn hở rời khỏi căn phòng này. Trong lúc rời đi, hắn còn cảm thấy nghi hoặc, lạ thật, chẳng phải Túy Vân cư sĩ đạo hữu bảo chỉ phái một thầy giáo tới dạy học giúp mình thôi à, tại sao còn phải đưa thêm nhiều người như thế tới nhỉ? Bọn họ làm trợ giảng à? hay là còn có nguyên nhân đặc biệt nào đó nữa. Cứ lên nhóm cửu châu số 1 xem tình huống trước cái đã. Để xem liệu có phải do túy nhật cư sĩ, đạo hữu có sắp xếp đặc biệt nào không. Nghĩ như thế, nên hắn chắp tay, đi về phía chỗ mình ở ngay lập tức. Đúng vậy, người đàn ông mặc áo đen này chính là phủ chủ thất sinh phù, người đã từng lập lời thề với trí nguyện cao cả lúc còn trẻ rằng phải dạy một vạn người mù chữ học cho được chữ hán. Hòn đảo nhỏ trên Thái Bình Dương này chính là hòn đảo của đám thổ dân mà hắn từng nói ở trên nhóm Cửu Châu số 1. Chấm. Đợi sau khi người đàn ông mặc áo đen kia đi rồi, hai hàng người thổ dân rào ơi là dài kia mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ánh mắt của bọn họ nhìn vào cây thước nằm trên tay của giáo sư thì lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực lên tiếp, rõ ràng bọn họ rất sợ cây thước này. Nhìn thấy phản ứng của đám thổ dân nọ, giáo sư và các hành khách khác đều thở hắt ra một hơi. Khụ. Tình huống ban nãy, mọi người cũng thấy cả rồi đấy, giáo sư giờ khóc dở cười, quay đầu lại nói với tất cả hành khách. Cao mỗ mỗ gật đầu nói, giáo sư, mọi người đều trông thấy hết. Gia sư ngài cũng vất vả rồi, sau này, nếu như cần mọi người giúp đỡ gì trong lúc dạy đám thổ dân kia học chữ thì cứ nói, mọi người sẽ cố gắng hết sức phối hợp với ngài. Giáo sư thở dài, vậy là được rồi. Lúc này lâm thổ ba mới nói, ghi ao sư, chuyện dạy học chúng tôi không hiểu gì cả, nên ngài chính là người có quyền uy tuyệt đối trong việc dạy trung văn. Khi nãy vị tiên sinh mặc áo đen kia có nói, muốn chúng ta dạy đám thổ dân này học xong luận ngữ nội trong kỳ nghỉ, chúng ta phải tranh thủ từng giây từng phút mới được, không biết giáo sư ngài muốn chúng ta phải bắt đầu dạy từ cái gì đây. Lâm thổ ba lo lắng lỡ như không thể dạy cho đám người thổ dân kia học xong luận ngữ nội trong mùa hè thì không biết liệu vị tiên sinh mặc áo đen ban nãy có tức giận hay không nữa. Hắn cứ cảm thấy áp lực mà đối phương mang tới khi nãy cực kỳ lớn. Ban nãy, bởi vì áp lực do đối phương mang tới quá lớn, nên bọn họ cũng quên hỏi tin tức về Tống thư hàng luôn. Đợi lát nữa mấy người bọn họ nhất định phải đi gặp vị tiên sinh áo đen kia để hỏi thăm tin tức về Tống thư hàng mới được. Giáo sư Nam Thiên Tinh. Sau khi im lặng một lúc lâu, ông giáo sư mới thở dài nói, chuyện này có chuyện tôi phải nói rõ với mọi người mới được, tôi là giáo sư chuyên nghiên cứu mảng hệ thực vật. Trong nháy mắt, toàn bộ hành khách đều hóa đá. "Chương 328, ta còn chưa kịp gửi thầy dạy ngữ văn tới cho ngươi nữa mà." Lúc này, chị gái Lục Phỉ mới tỉnh táo nói tiếp, tuy rằng chuyên môn của thầy Nam không khớp, nhưng dù sao thì thầy Nam cũng là giáo sư đại học, có kinh nghiệm giảng dạy phong phú. Kiểu gì cũng có bài có bản, hơn nữa chúng ta cũng chẳng cần giảng giải kỹ càng về luận ngữ cho đám thổ dân này, chúng ta chỉ cần khiến cho bọn họ có thể học thuộc lòng luận ngữ trong kỳ nghỉ này là đủ rồi nếu thế thì chỉ cần tất cả chúng ta đồng tâm hiệp lực thì vẫn còn hy vọng hoàn thành mục tiêu. Cũng không biết chị gái của Lục Phỉ học ngành gì, nhưng cô ấy có thể giữ vững tỉnh táo, suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề trong những lúc nguy cấp. Cô bé này nói đúng lắm, tôi cũng nghĩ thế đấy, giáo sư Nam Thiên Tinh yên lặng gật đầu đồng ý. Dù gì thì ông cũng là giáo sư, nếu như chỉ dạy mấy người thổ dân này học chữ thôi thì hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Hơn nữa ông còn có kinh nghiệm giảng dạy phong phú, ông có lòng tin có thể giảng giải tìm hiểu sâu vào nội dung học trên lớp với lời lẽ dễ hiểu. Nhưng bây giờ vẫn còn một vấn đề khác. Giáo sư Nam Thiên Tinh ho nhẹ một tiếng, cuối cùng chúng ta còn một vấn đề này, trong số chúng ta có ai biết đọc luận ngữ không? Bởi vì người đàn ông mặc áo đen ban nãy chẳng để giáo trình dạy luân ngữ lại cho chúng ta. Không phải là người đàn ông mặc áo đen ban nãy muốn bọn họ trực tiếp viết nguyên quyển luận ngữ ra dạy cho đám thổ dân này đấy chứ. Giáo sư Nam Thiên Tinh nói xong thì toàn bộ hành khách bất giác đều đưa mắt nhìn về phía mấy người trẻ tuổi cao mỗ mỗ và bạn gái nha y của hắn, Lâm Thổ Ba, chị em Lục Phỉ và anh em Gia Cát Nguyệt với Gia Cát Trung Dương và Kỳ Song Tuyết. Mấy cô cậu, cậu thanh niên này nhìn là biết đang là học sinh sinh viên rồi. Cao mỗ mỗ nhún vai, tôi học ngành thiết kế và chế tạo máy móc. Thứ cho tôi bất lực. Nhà y lý nhí trả lời, tôi cũng học thiết kế và chế tạo máy móc. Lâm Thổ Ba cười khổ nói, thiết kế và chế tạo máy móc cộng 2. Lục Phỉ giữ nguyên đội hình, thiết kế và chế tạo máy móc cộng 3. Đừng có nhìn tôi, chuyên ngành của tôi cũng không khớp. Tôi học bên quan hệ truyền thông. Gia Cát Nguyệt mở to hai mắt. Gia Cát Trung Dương vuốt vuốt tóc, tôi chỉ mới tốt nghiệp trung học. Không có ai học chuyên ngành trung văn à. Toàn bộ hành khách không khỏi cười khổ. Cả một đoàn người trên máy bay, lại chẳng có một người đọc được luận ngữ, đúng là đen đủi đúng rồi chỗ này có sóng không hay là lên mạng xem tài liệu cũng được có hành khách móc điện thoại di động của mình ra lướt lướt nhưng điện thoại của người này không phải loại đã được cải tạo như của bạch tôn giả cũng không phải loại được chế tạo đặc biệt của phủ chủ thất sinh phù ở trên hòn đảo đơn độc giữa thái bình dương này căn bản không bắt được sóng trên mặt mọi người không khỏi lộ ra nụ cười khổ chua chát cho nên vấn đề đầu tiên chúng ta cần giải quyết bây giờ chính là sách học luận ngữ ông giáo sư nhéo chán nói. Lúc này, lâm thổ ba lại lên tiếng, có lẽ chúng ta có thể thương lượng với người đàn ông mặc áo đen kia thử xem, đối phương trông cũng không giống loại người khó tính đâu. Cho dù có muốn chúng ta dạy thổ dân trên đảo học luận ngữ thì ít nhất cũng phải đưa sách giáo khoa cho chúng ta chứ. Không bột đố ai gột nên hồ mà. Có lý lắm, giáo sư Nam Thiên Tinh gật đầu, cao đó hỏi tiếp, nhưng bây giờ ai đi hỏi xin sách giáo khoa đây? bởi vì người đàn ông mặc áo đen kia thoạt nhìn cũng không phải người dễ tính đâu lúc đanh mặt thì còn kèm theo cảm giác uy nghiêm cực cao khiến cho người ta cảm giác áp lực đặc biệt lớn lâm thổ ba hít sâu một hơi đang chuẩn bị lấy can đảm đứng lên nhận nhiệm vụ đi hỏi xin giáo trình dù sao thì cậu ta còn định hỏi thăm tin tức của tống thư hàng ở chỗ của người đàn ông mặc áo đen kia nữa tất cả hành khách trên máy bay đều ở đây chỉ thiếu có mỗi mình tống thư hàng khiến lâm thổ ba cảm thấy lo lắng không yên để tôi đi." Lúc này, một bàn tay đặt lên vai của Lâm Thổ Ba, ấy chính là Gia Cát Trung Dương. Gia Cát Trung Dương vuốt vuốt tóc, mỉm cười rồi nói, "Cứ giao nhiệm vụ đi hỏi xin luận ngữ của người đàn ông mặc áo đen kia cho tôi đi, tôi hay đối mặt với mấy ông già khó tính, nên cũng có chút kinh nghiệm trong việc nói chuyện với kiểu người uy nghiêm thế này. Ngoài ra, Lâm Thổ Ba cao mỗ mỗ các cậu là vì tôi mới đi đến hòn đảo nghỉ phép trên biển Đông chơi. Bây giờ máy bay gặp chuyện, bạn tống thư hàng lại mất tâm mất tích người chủ sĩ như tôi phải cho các cậu một cái công đạo mới đúng mặc dù ra cát trung dương hay hại bạn nhưng trong lúc quan trọng thì cậu ta vẫn là một người đàn ông rất đối khí phách rất đáng tin cậy cùng đi đi lúc này cao mỗ mỗ đứng lên nói bằng không với cái mồm của mày thì có thể sẽ phá hỏng chuyện mất hơn nữa tống thư hàng là bạn tốt của bọn tao tao cũng muốn mau chóng nghe ngóng hỏi rõ tin tức của nó nên tao đi chung với mày Chúng ta cùng nhau đi, chị em nhà Lục Phỉ cùng với Joseph và con gái của hắn là Kỳ Song Tuyết đều đứng dậy. Vậy thì chúng ta đi chung đi." Lâm Thổ Ba cười ha hả nói. Trong lúc nói chuyện, ông giáo sư kia cũng đứng lên, "Để tôi đi trước mở đường cho mọi người. Có cây thước này, thổ dân trên đảo sẽ không dám làm khó dễ gì chúng ta." Vậy nên, một đoàn người nối đuôi nhau đi theo hướng mà người đàn ông mặc áo đen khi nãy đã rời đi. Có cây thước trên tay của ông giáo sư mở đường, quả nhiên thổ dân trên đảo không có ai dám đi ra ngăn cản bọn họ. Chấm chấm. Chỗ ở của phủ chủ Thất Sinh Phù. Hắn lợi dụng chiếc máy tính đặc biệt của mình, vào mạng, lên nhóm Cửu Châu số 1. Tin nhắn cuối cùng trên nhóm là nửa ngày trước. Đúng là tin nhắn khi dược sư muốn thu mua tu sĩ nhị phẩm tam phẩm đổ lên, muốn làm vật thí nghiệm để chữa chứng mất trí nhớ trên hòn đảo thần bí sau đó là tin của mấy người tô thị a thất và bạch tôn giả trả lời bảo rằng sẽ giúp một tay cuối cùng là tin nhắn của bạch tôn giả bạch tôn giả nói gần đây mình tìm được manh mối liên quan tới vô cực ma tông muốn hợp tác với thiên hà tô thị sau đó là cái ai cần cười tâu toét của tô thị a thất đồng thời a thất đạo hiếu tỏ vẻ thiên hà tô thị đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ một câu của bạch tôn giả thôi là có thể xuất phát bất kỳ lúc nào lập nhóm đi mạo hiểm với bạch tôn giả kết quả nhất định sẽ là thắng lợi quay về, nhưng quá trình luôn xảy ra vài chuyện bất ngờ. Nhưng so với thu hoạch sau cùng thì chút sự cố xảy ra trong lúc làm việc hoàn toàn có thể bỏ qua. Sau đó là thông huyền đại sư gửi một cái ai cần dơ ngón tay, cũng gửi thêm một cái ai cần hình ngôi chùa nhỏ đại sư có ý muốn hợp tác chung, thiên nhai vân du tự cũng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ hiệu lệnh của bạch tôn giả thì sẽ tấn công vô cực ma tông ngay. Cho dù là người xuất gia, tu luyện cũng tốn tài nguyên lắm tuy rằng người xuất gia thì phải từ bi, nhưng từ bi cũng không thể lôi ra làm tài nguyên tu luyện được. Không riêng gì đại sư, về sau còn tới bảy tám vị đạo hữu như Bắc Hà Tán Nhân, Cuồng Đao Tam Lãng, Tuyết Lang Động Chủ đều tỏ vẻ rất có hứng thú ra tay với tổng bộ của vô cực Ma Tông. Chuyện đi theo sau lưng bạch tôn giả nhặt bảo vật này, chẳng ai lại dại dột từ chối cả. Phủ chủ thất sinh phù lock in. Chào mọi người, phủ chủ thất sinh phù nói, bạch tiền bối, nếu như ngài muốn tấn công vô cự ma tông thì xin dẫn ta theo với. sau khi nói xong, hắn lại bổ sung một câu: a à, còng túy tinh cư sĩ, cảm ơn giáo viên dạy ngữ văn mà cư sĩ đã đưa tới nhé. hơn nữa còn đưa cả giáo sư đại học tới dạy nữa chứ. đại ân đại đức này, tại hạ sẽ nhớ mãi suốt đời. p cư sĩ người đưa thêm một nhóm người tới chung là để phụ dạy đấy à? lúc phủ chủ thất sinh phù gửi tin nhắn này lên thì đối tượng bị hắn tác thêm lại không thành công. Cuồng đao tam lãng cười ha hả nói, phủ chủ thất sinh phủ ngu ngốc, người A còng nhầm người rồi. Để ta làm giúp ngươi, A còng túy quy cư sĩ. Nhưng rõ ràng, cái tên này cũng sai nốt luôn. Một lát sau, cuồng đao tam lãng, ủa, không phải túy quy cư sĩ à? Vậy thì A còng túy vương cư sĩ, A còng túy bát cư sĩ, A còng túy nhật cư sĩ, A còng túy tinh cư sĩ, A còng túy quỷ cư sĩ cuồng đao tam lãng một hơi a còng một đống tên nhưng chẳng có tên nào đúng cả. Bắc Hà Tán Nhân trồi lên, các người yên lặng đi, để ta gõ cho a à còng MINS Nguyệt Kỳ thời hữu. Rất nhanh, cái tên này lập tức có phản ứng. Bắc Hà Tán Nhân Dương Dương Đắc Y nói, đây là tên mới của túy nhật cư sĩ ở trong nhóm cửu châu số 1. Ta đã lưu nickname mới và đạo hiệu của hắn lại, dán ở kế bên máy tính, để đề phòng nớ nhầm. Có cái ghi chép này, cho dù túy nhật cư sĩ chưa tới cảnh giới huyền thánh bát phẩm thì ta vẫn có thể nhớ được hắn. Phủ chủ thất sinh phù, quỳ lạy bắc hà đạo hiếu. Bác hà tán nhân gửi một cái ai cần cười rất chi là đắc ý. Chấm. Rất nhanh, Minh Nguyệt Kỳ thời hữu lập tức xuất hiện. Cảm ơn bác hà đạo hiếu đã ghi lại đạo hiệu với nickname của ta lai. Like. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu cảm thán nói, ngoài ra ta phải đính chính với người một cái, ta không phải túy nhật cư sĩ, ta là túy nguyệt nguyệt của nguyệt lượng đấy. Bắc Hà Tán Nhân, còn có tam lãng đạo hữu nữa, mấy cái tên túy quy, túy vương, túy bát, túy quỷ này là người cố ý nghĩ ra đúng không? Cố ý đúng không? Cố ý chứ gì? Minh Nguyệt Kỳ thời hữu gửi một cái ai cần cười lạnh, mấy ngày nữa ta sẽ tới Hoa Trung một chuyến, ta nhớ động phủ của tam lãng đạo hữu người bây giờ đang ở Hoa Trung đúng không? Ha ha ha, cuồng đao tam lãng lập tức được mặt ra mình lại làm sai chuyện gì rồi sao? nhưng mình chỉ thành tâm muốn giúp thất sinh phù đạo hữu thôi mà lúc này phủ chủ thất sinh phù mới nói tiếp minh nguyệt kỳ thời hữu đạo hữu cảm ơn giáo sư dạy trung văn mà ngươi đã đưa tới cho ta nhé lại còn một nhóm trợ lý đông ơi là đông nữa không ngờ hiệu suất làm việc của đạo hữu ngươi lại cao như thế mới đó mà đã đưa giáo viên dạy ngữ văn tới cho ta rồi minh nguyệt kỳ thời hữu túy nguyệt cư sĩ hắn gửi giáo sư dạy ngữ văn qua cho thất sinh phù đạo hữu từ khi nào nhỉ Tuy rằng hắn đã gửi lời mời cho rất nhiều giáo viên bên khoa ngữ văn và trung văn rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa có giáo viên hay giáo sư nào trả lời hắn mà. Đầu tiên thì xin chúc mừng thất sinh phù đạo hữu đã tìm được giáo viên dạy ngữ văn như ý muốn. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu trả lời, ngoài ra, ta vẫn còn chưa kịp gửi giáo viên dạy ngữ văn tới cho ngươi mà. Nói cách khác, giáo sư đại học trên hòn đảo của ngươi không phải do ta gửi qua đâu. Phủ chủ thất sinh phù mở to hai mắt ra nhìn, đây không phải giáo viên ngữ văn do, túy nhật, đạo hữu phái tới Á. Chẳng lẽ là vị đạo hữu nào đó trong nhóm yên lặng phái người tới giúp hắn? Quả nhiên, nhóm cửu châu số một đúng là một nhóm giao lưu ấm áp lòng người của các tu sĩ mà. Nhưng rốt cuộc vị đạo hữu đã lặng lẽ ra tay giúp đỡ này là ai đây? Trong lúc phủ chủ thất sinh phù đang suy nghĩ thì bên ngoài chỗ ở của hắn lại vang lên tiếng bước chân. chương 329, có bắt được con ả kia chưa? lúc phủ chủ thất sinh phù gặp mặt mấy người cao mỗ mỗ thì lập tức mỉm cười hỏi dò, thầy nam này, các người tìm ta là vì cần thứ gì ở trên đảo à? Chuyện là thế này đây, tiên sinh ngài muốn chúng tôi dạy luận ngữ cho thổ dân trên đảo, như vậy chúng tôi cần một quyển luận ngữ đầy đủ để làm sách giáo khao. Gia Cát Trung Dương bước lên trước, mỉm cười nói. Lúc này Gia Cát Trung Dương lại đáng tin đến lạ, không còn bộ dạng xấu xa hại bản kia nữa. Cũng đúng, tuy rằng tên này nhìn qua có vẻ điên điên kỳ cực, lại thêm cái miệng rất vô sỉ. Nhưng mấy năm nay hắn quản lý mấy cái công ty và tập đoàn lớn. Lúc hắn mà nghiêm túc thì rất đáng tin. Ha ha, ta quên mất chuyện này. Thầy Nam đừng vội nhé, ta sẽ đi chuẩn bị một bản luận ngữ đầy đủ rồi sai người đưa tới cho ngươi. Phủ chủ thất sinh phù nói. Giáo sư Nam Thiên Tinh nghe thấy thế thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, không ngờ vấn đề này lại giải quyết dễ dàng như thế. Các vị còn chuyện gì nữa không? phù chủ thất sinh phù thấy mấy người cao mỗ mỗ vẫn chưa lập tức rời đi nên hỏi luôn. Cao mỗ mỗ bước lên, nói, đúng vậy, chúng tôi còn một việc muốn hỏi thăm tiên sinh thử xem. Là thế này, lúc ngài phát hiện ra chúng tôi, có phát hiện cậu bạn tống thư hàng của chúng tôi hay không? Cậu ta cao chừng 175cm, có lẽ bây giờ cậu ta cao hơn một chút rồi. Trông mặt mày sáng sổ hiền lành lắm, cậu ta cũng ở trên chiếc máy bay gặp tai nạn chung với chúng tôi. Cậu ta tả lại vẻ ngoài của Tống Thư Hàng cho Phủ Chủ Thất Sinh Phu nghe. Tống Thư Hàng. Nghe cái tên này, lại thêm mấy lời miêu tả của Cao Mỗ Mỗ, hai mắt của Phủ Chủ Thất Sinh Phu lập tức sáng lên chẳng lẽ người bọn họ nói chính là Tống Thư Hàng Tiểu hữu Thư Sơn áp lực đại. Phủ Chủ Thất Sinh Phu hỏi thử. Lâm Thổ Ba Vội Vàng trả lời, đó là nick nickname trên mạng của Thư Hàng. Hóa ra là vậy mấy người này là giáo viên dạy ngữ văn do Tống Thư Hàng Tiểu Hữu tốt bụng gửi tới cho mình à. Đúng là phải cảm ơn Thư Hàng Tiểu Hữu lắm lắm, Thư Hàng Tiểu Hữu đã giúp hắn rất nhiều ở nguyện vọng to lớn là dạy thổ dân trên hòn đảo nguyên thủy học tiếng Trung này. Chữ cái rồi cả bính âm cũng là do Thư Hàng Tiểu Hữu đề nghị cả. Chờ mình hoàn thành trí nguyện dạy một vạn người học tiếng Trung xong thì phải gửi cho Tống Thư Hàng Tiểu Hữu một bao lì xì thật dày mới được, ngoài ra còn phải giao dịch mảnh huyết thần toàn kia với hắn nữa tiểu hữu đúng là phúc tinh của mình mà. Trong lòng phủ chủ thất sinh phù thầm nghĩ. Chấm. Đồng thời, sau khi nghĩ tới chuyện mấy người này là bạn tốt của thư hàng tiểu hữu xong, phủ chủ thất sinh phù lại càng thêm nhiệt tình hơn nữa. Hóa ra là bạn của thư hàng tiểu hữu đấy à, phủ chủ thất sinh phù bước lên, cho cao mỗ mỗ và lâm thổ ba một cái ôm nồng nhiệt. Đầu óc cao mỗ mỗ thoáng cái đã đưa ra thằng tống thư hàng có máu mặt như thế thì khi nào thấy nhỉ? Ngay cả người đàn ông mặc áo đen cực kỳ có uy trên hòn đảo này mà cũng nể mặt tống thư hàng như thế cơ á. Cứ yên tâm đi, tuy rằng thư hàng tiểu hữu không ở cùng các ngươi, nhưng nhất định là hắn rất an toàn. Để ta đi hỏi xem bây giờ hắn đang ở đâu, nếu có tin tức thì sẽ báo cho các ngươi biết. Ngao ý ra, các ngươi không cần phải lo lắng về chi phí ăn uống trên đảo, ta sẽ cung cấp toàn bộ nhu yếu phẩm hàng ngày cho các ngươi. Phủ chủ thất sinh phù cười nói. Cuối cùng, nhóm người cao mỗ mỗ và lâm thổ ba ù ù cạc cạc rời khỏi chỗ ở của người đàn ông mặc áo đen. Rất nhanh đã có thổ dân chạy tới, đưa bọn họ và những hành khách đi tới vài căn nhà đá không tệ, lại đưa rất nhiều loại đồ ăn tới cho bọn họ. Sau đó chừng 10 phút, một quyền luận ngữ chép tay giày cộp đã được đưa tới trước mặt bọn họ. Tất cả mọi người đều cảm giác giống như mình đang nằm mơ vậy. Hình như thư hàng nó quen với người đàn ông mặc áo đen này thì phải. Cao mỗ mỗ hỏi thử. Tao lại thấy giống như thư hàng nó ăn được quả máu mặt đấy." Lâm thổ ba cầm một quả chuối lên cắn. "Liệu bạn thư hàng có gặp chuyện gì không nhỉ?" Cô nàng Lục Phỉ kia hơi lo lắng. Cao Mỗ Mỗ lắc đầu, từ giọng điệu của vị tiên sinh mặc áo đen này thì có vẻ như Tống thư hàng không gặp phải hiểm nguy gì đâu. "Mặc kệ thế nào, tạm thời chúng ta không gặp phải nguy cơ gì, vậy thì tiếp theo chúng ta phải nghĩ xem nên dạy luận ngữ kiểu gì đây?" Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. chấm phủ chủ thất sinh phù lại lên nhóm cửu châu số một lần nữa a à, còng thư sơn áp lực đại cảm ơn về giáo sư ngữ văn mà thư hàng tiểu hữu đã đưa đến nhé. phủ chủ thất sinh phù vui vẻ gửi một tin nhắn nhưng chờ cả buổi trời mà vẫn không thấy tống thư hàng trả lời lúc này minh nguyệt kỷ thời hữu mới trả lời hóa ra đó là giáo viên dạy ngữ văn mà thư hàng tiểu hữu đã đưa tới à bác hà tán nhân cũng mỉm cười trả lời đúng rồi thất sinh phù có thể thư hàng tiểu hữu không online, hai ngày nay không thấy hắn lên rồi. Trong lúc nói chuyện, Đồng Quái tiên sư mới trồi lên, hắn đắc ý cười nói, cái tên Cùi Bắc Bắc Hà nhà ngươi có biết vị trí của Tống thư hàng tiểu hữu không? Bắc Hà tán nhân cười nhạo, ngươi nói cứ như thể ngươi biết ấy. Thật không khéo là ta thật sự biết đấy. Đồng Quái tiên sư gửi một cái ai cần cười đắc ý, nói, bây giờ ta đang đi tới chỗ của Tống thư hàng tiểu hữu đây. Bây giờ hắn đang ở trên một hòn đảo nhỏ ở biển Đông. Ta được dược sư Đạo Hữu nhờ vả, đang tiện đường mang một phần cao dược tới cho Tống thư hàng tiểu hữu. Cao dược là dùng để chữa trị thương thế cho cô nàng sở sở của thế gia họ Sở kia. Bây giờ dược sư rất bận, căn bản không thể đi được, cho nên không thể nào tự mình tới hòn đảo của Tống thư hàng được. Cho nên hắn chỉ có thể nhờ Đạo Hữu khác đưa thuốc chữa thương tới cho Tống thư hàng mà thôi tiện đường bắt luôn hai tên tù binh là tu sĩ nhị phẩm ở trong tay Tống thư hàng về luôn. Còn đồng quái tiên sư thì đang tiện đường. Chấm chấm. Lúc này, trên hòn đảo trơ trọi nằm trên biển Đông kia. Trong lúc nhắm mắt minh tưởng, Tống thư hàng cảm ứng được có một cánh cửa khổng lồ xuất hiện trước mắt mình. Ở trong cánh cửa đó, có một thác nước lớn. Đây là tiểu cảnh giới cuối cùng của nhất phẩm Dược Long môn. Dùng khí huyết chi lực toàn thân làm cơ sở, Dọc theo dòng thác này, bơi ngược dòng lên vượt qua Long Môn này, thì khí huyết toàn thân có thể hóa hư thành chân, biến thành chân khí. Nếu như thất bại thì khí huyết sẽ tiêu hao toàn bộ, tu sĩ sẽ rớt xuống một tiểu cảnh giới. Bất quá, cảnh giới của Tống thư Hàng còn chưa đủ, nên Long Môn trước mặt nhìn có vẻ rất mờ ảo. Hắn hít sâu một hơi, kết thúc bế quan minh tưởng của mình. Thư Hàng sẽ không mạo hiểm đi thử trùng kích cảnh giới dược Long Môn bây giờ phải chờ khi khí huyết của mình tích trữ đủ thâm hậu thì hắn mới chọn thử sông lên long môn cao cao tại thượng kia. Chấm. Mà lúc này, hai tên tu sĩ nhị phẩm bị bạch tiền bối dùng pháp thuật trói buộc là kình bát và sa cửu thì đang nằm bẹp ở một góc trên đảo. Sa chín cũng coi như may mắn, sau khi ăn phải một lá kiếm phù rồi, tuy rằng thiếu chút nữa đã bỏ mạng, nhưng sau cùng vẫn giữ được chút hơi tài, chưa bỏ mạng nhưng nói không chừng đợi bọn họ biết được vận mệnh sắp tới của mình thì sẽ còn tuyệt vọng hơn cả bỏ mạng nữa. Mà lúc này, cái máy bộ đàm nho nhỏ nhét trong lỗ tai của cây bi chợt phát ra tiếng. Là giọng của lang nhất, kinh bát, các người đã bắt được con ả kia chưa? chương 330, Đồng Quái Tiên Sư Giọng nói của lang nhất lạnh hẳn đi, kinh bát quá lâu không đáp lời khiến cho hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Kinh bát không thể trả lời lang nhất được, hắn đang bị đạo thuật của bạch tôn giả trói buộc không những không nhúc nhích được mà còn không thể phát ra được âm thanh kinh bát trả lời đi đừng đùa nữa chúng ta không có nhiều thời gian nếu không bắt được con nhỏ kia thì trực tiếp xiết đi diệt khẩu tóm lại tuyệt đối không thể để cho cô ta trốn thoát lang nhất trầm giọng nói hắn biết kinh bát có thú vui ôm ấp gái sinh sợ kinh bát vì ham hưởng thụ mà làm hỏng việc thế nhưng kinh bát vẫn không trả lời chết tiệt kinh bát nếu ngươi làm hỏng việc thật thì tí nữa ta tới tìm ngươi, đừng có trách ta không khách khí với ngươi." Lang nhất nói rồi hung hăng cúp bộ đàm. Sau đó hắn lại gọi cho Sa Cửu. "Sa Cửu, trả lời đi, bây giờ ngươi có đang ở cùng với Kình Bát không? Hiện tại Kình Bát đang làm gì?" Sa Cửu còn khổ hơn Kình Bát, bây giờ hắn chỉ thở thôi cũng đã phải cố hết sức rồi. Muốn hừ một tiếng cũng khó, làm sao hắn trả lời cho nổi. Thấy Sa Cửu cũng không đáp lại, lang nhất tức điên người. Chết tiệt, hai người các ngươi đang làm cái quái gì thế? Chờ đó cho ta, ta sẽ lập tức đến tìm các ngươi. Thông qua bộ đàm trên tay, lang nhất có thể nắm được vị trí đại khái của kình bát và sa cửu. Đừng tới đây, tới đây chỉ có một con đường chết thôi. Kinh bát gào lên trong lòng, nhưng có miệng mà chẳng thể thốt nên lời. Lang nhất đã giận dữ ngắt liên lạc. Sau khi ngắt bộ đàm, vẻ mặt của lang nhất tức thì trở nên vô cùng bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là tức giận như ban nãy. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên bộ đàm, liên hệ với những nhóm thành viên khác. Như nhị, viên tứ, triệu hồi ưng lục và các huynh đệ khác về đây, sợ là kình bát và sa cửu đã gặp chuyện, nhiệm vụ xảy ra vấn đề rồi. Chúng ta tới gần vị trí bộ đàm của kình bát xem có cơ hội cứu họ ra không. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện là họ vẫn còn sống mà thôi. Còn hồ thập nữa, người còn muốn lặn dưới đáy biển bao lâu? Mau cút ra đây cho ta, lang nhất giận dữ quát. Tút tút tút, ta sẽ trở về, ngay, tút tút tút. Giọng nói của hồ thập khó khăn vang lên, nghe tiếng thì có vẻ như hắn vẫn đang lặn sâu dưới đáy biển, chẳng biết là ở dưới ấy thì hắn làm thế nào để nói chuyện được nữa. Sắc mặt của kình bát tái nhợt, hắn biết với tính cách của lang nhất, tên kia nhất định sẽ triệu các anh em về để hợp tác tìm kiếm hắn và xa cửu, nếu trong tình huống bình thường mà lang nhất đến cứu viện thì chắc chắn hắn sẽ ôm chờ mong. Thế nhưng lần này thì khác, thực lực của tu sĩ áo trắng kia quá khủng bố, hắn là tu sĩ nhị phẩm lão luyện mà chẳng khác gì con kiến trong tay đối phương cả. Tuy rằng lang nhất mạnh hơn nhiều so với kình bát nhưng cũng chỉ có tu vi nhị phẩm mà thôi. Kinh bát dám khẳng định. Cho dù một trăm lang nhất đến đây cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của tu sĩ áo trắng này. Có đến cũng chỉ nộp mạng cho người ta thôi lúc này thì một giọng nói bình thản vang lên bên tai kình bát. Ha ha, thì ra ngươi tên là kình bát à, cái tên thú vị thật đấy, đọc lên nghe giống kinh ba ghê. Kinh bát gắng gượng đưa mắt nhìn sang, sau đó thấy người mình không muốn gặp nhất tu Si áo trắng nọ đang thản nhiên ngồi xổm xuống cạnh hắn, trên khuôn mặt mang nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Trong đáy mắt kinh bát toát lên vẻ chua sót, những gì lang nhất nói với mình nãy giờ bị tu Si áo trắng này nghe thấy hết rồi à. Đúng lúc ấy, Kinh bát nhìn thấy tu sĩ si áo trắng đặt một ngón tay lên vai mình, thế rồi một đạo linh lực đổ vào cơ thể hắn, dạo hết một vòng. Bạch tôn giả thu tay về, cười tùm tỉm mà hỏi. Quả thế, kinh bát, xa cửu, nếu ta nhớ không lầm thì trong tổ chức của các ngươi chắc là còn có lang, nghiêu, khuyển, viên, lộc, ưng, xà, tổng cộng là 33 biệt danh tên động vật đúng không? Kinh bát bị đạo thuật trói buộc không thể phát ra âm thanh, thế nhưng nỗi hoảng sợ trong mắt hắn đã cho bạch tôn giả biết đáp án. Xem ra ta nói đúng rồi, các ngươi là 33 chủng loại thú vật đại diện cho tam thập tam thú tiên tiên nhất khí công. Bạch tôn giả điều chỉnh tư thế ngồi rồi búng một ngón tay về phía kình bát. Đạo thuật trói buộc trên người kình bát được cởi bỏ một nửa, hắn đã có thể lên tiếng nói chuyện. Từ lúc gặp người ta đã thấy công pháp mà người tu luyện rất thú vị. Bạch tôn giả nói, vậy là ngươi nắm giữ, cự kình công, trong tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, đúng không? Kinh bát cười đáng ngát, đối phương nắm rõ tuyệt học trấn phái của tổ chức mình như lòng bàn tay, trước mặt người ta, mình chẳng có bí mật gì đáng nói. Không ngờ tam thập tam thần thú tông tiếng tam lẫy lừng năm đó lại lưu lạc đến nước trở thành một tổ chức tu sĩ hạng ba. Mà thế cũng tốt, rất lâu trước kia ta đã có hứng thú với tam thập tam thần thú tông, chỉ có điều lúc trước chưa có cơ hội để tiếp xúc với các ngươi chẳng ngờ lần này suốt quan lại gặp ngay các người tự tìm tới cửa vận khí đúng là không tồi bạch tôn giả cười khẽ nói vận khí người ta tốt vậy đấy biết làm sao đây tương đương tống thư hàng cũng đang đi về phía bên này nguyên tưởng xong hắn muốn đi xem hai tù binh thế nào vừa hay nhìn thấy bạch tôn giả đang ngồi sủa cạnh hai kẻ nọ tống thư hàng đi tới bên cạnh bạch tôn giả cũng ngồi xuống theo rồi hiếu kỳ hỏi bạch tiền bối Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công là cái gì? Lợi hại lắm sao? Lúc hắn tới đây thì vừa vặn nghe được BTG nhắc tới công pháp ấy. Ừm, lợi hại thì cũng không lợi hại lắm, có điều đó là một công pháp rất hay ho. Đặc biệt là hai quyển pháp môn tu luyện nhất phẩm và nhị phẩm lại càng hay hơn. Nó có thể khiến cho một tu sĩ tu luyện ra một luồng tiên thiên chân khí ngay ở thời kỳ nhất, nhị phẩm. Tuy rằng không biết làm sao có được nhưng, luồng Tiên Thiên Chân Khí này có thể giúp đệ tử của họ chiếm hết tiên cơ khi ở cảnh giới nhị phẩm." Bạch Tôn giả giới thiệu. Tống thư Hàng nghi hoặc hỏi: "Ngụy Tiên Thiên Tiên Chân Khí có liên quan gì đến Tiên Thiên Tam phẩm không?" "Liên quan mật thiết." Bạch Tôn giả gật đầu nói, sau đó quay sang nhìn Tống thư Hàng mà mắt sáng ngời lên, "Thư Hàng, ta nhớ là năm nay ngươi mới bắt đầu tu luyện đúng không?" Tống thư Hàng yên lặng gật đầu. "Thế thì lấy ngươi làm ví dụ luôn đi." Người đã bỏ lỡ thời kỳ trúc cơ tốt nhất là từ 4 đến 8 tuổi, luồng tiên thiên chân khí mang theo ra từ cơ thể mẹ đã tan hết, tu luyện khó khăn hơn nhiều so với đệ tử trong các phái. Bạch Tôn giả nói, hả, tiên thiên chân khí mang theo ra từ cơ thể mẹ, không có nó thì tu luyện khó khăn hơn nhiều, có cả cách nói này sao? Tống Thư Hàng gãi đầu, chẳng hiểu ra làm sao cả. Các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 không hề nói với hắn việc này mấy người trong nhóm không nói với người việc này sao? Bạch tôn giả nghĩ ngợi một chút rồi cười nói, có lẽ là họ thấy nếu nói việc này với ngươi thì sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của ngươi đấy. Song ta cảm thấy với ý chí của ngươi thì có nói cũng chẳng sao đâu. Tống thư hàng ra sức gật đầu, từ khi quyết định trở thành tu sĩ thì đến chết hắn còn không sợ, chẳng lẽ lại e ngại tu luyện gặp khó khăn à? Bạch tôn giả nói tiếp, độ tuổi trúc cơ tốt nhất của tu sĩ là từ 4 đến 5 tuổi lúc này luồng tiên thiên chân khí mà đứa trẻ mang theo từ trong bụng mẹ vẫn còn, một khi chúc cơ thành công, luồng tiên thiên chân khí này sẽ dung nhập vào tâm khiếu, trở thành trụ cột vững chắc cho việc tu luyện trong tương lai. Có được luồng tiên thiên chân khí này, chỉ cần đủ công pháp và tài nguyên thì trước tam phẩm gần như là không gặp bình cảnh. Sau 5 tuổi, cứ lớn thêm một tuổi thì luồng tiên thiên chân khí mang theo từ cơ thể mẹ xe tan đi rất nhiều, sau khi đứa trẻ đủ 8 tuổi thì nó sẽ tan hết một khi bỏ qua cơ hội này thì không thể có lại được nữa. Thiếu luồng tiên thiên chân khí kia, con đường tu luyện từ trúc cơ nhất phẩm đến tam phẩm sẽ gặp phải vô vàn khó khăn, mỗi khi tấn chức lên một cấp sẽ tiêu hao tài nguyên và thời gian lớn hơn nhiều những người trúc cơ thành công trước 8 tuổi. Nói tóm lại, không có tiên thiên chân khí mang theo từ cơ thể mẹ thì giống như chơi trò chơi mà bị cắt mất điểm thuộc tính tiên thiên vậy, đã chậm hơn người khác ngay từ vạch xuất phát rồi. Tống Thư Hàng gãi đầu. Còn thế nữa cơ à, nói cách khác ta đã bỏ lỡ mất luồng tiên thiên chân khí đó từ hơn 10 năm trước rồi sao? Cho nên khi hắn trúc cơ mới không cảm nhận được luồng tiên thiên chân khí ấy. Thế nhưng ta cảm thấy tốc độ tăng cấp của ta hình như cũng rất nhanh mà. Tống Thư Hàng ướm hỏi, từ lúc hắn bắt đầu tu luyện đến giờ mới được có gần 2 tháng chứ bao nhiêu? Thế mà đã từ cảnh giới khai tâm khiếu trúc cơ nhất phẩm nhảy thẳng lên bình cảnh dược long môn rồi, chẳng khác nào ngồi tên lửa. Vì vận khí của ngươi không tồi." Bạch Tôn giả cười nói. "Nhờ phúc của tiền bối." Tống thư hàng đáp theo bản năng, hắn ở cùng Bạch Tôn giả lâu ngày, đúng là ăn theo không ít may mắn mà. Bạch Tôn giả lại cười. Nói tóm lại, hai quyển đầu tiên của môn công pháp Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, này là công pháp rất thích hợp để ngươi tu luyện. Nếu ngươi có thể ngưng tụ thành công luồng Ngụy Tiên Thiên chân khí đó, thì cho dù không có tiên thiên chân khí chân chính mang ra từ cơ thể mẹ cũng có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện lên ít nhất 3 phần ở cảnh giới trước tam phẩm đấy. Ánh mắt Tống thư hàng tức thì sáng như đèn pha ô tô, cái công pháp Tam thập Tam thú tiên thiên nhất khí công này ngon đó. Không hề có việc đó. Lúc này, Kình Bát lên tiếng, bọn ta tu luyện Tam thập Tam thú tiên thiên nhất khí công, căn bản không hề sinh ra tiên thiên chân khí, mấy thứ đó chỉ là tin đồn thất thiệt của người ngoài thôi. Bạch Tôn giả hỏi lại, người không luyện ra luồng tiên thiên chân khí kia sao? Kinh bát lắc đầu, không chỉ hắn mà cả các thành viên trong tổ chức cũng chưa ai luyện ra, ngụy tiên thiên chân khí gì cả. Bạch tôn giả nhìn chằm chằm kinh bát chốc lát. Không ngờ truyền thừa của tam thập tam thần thú tông lại thiếu sót nghiêm trọng đến thế. Đoạn, hắn vươn một ngón tay làm kinh bát hôn mê rồi mới nói tiếp. Nếu đã gọi là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, thì tất nhiên phải là 33 loại công pháp hỗn hợp với nhau, hoặc phải có ngoại vật phối hợp mới có thể sinh ra tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công được đáng tiếc kinh bát đã hôn mê không thể nghe thấy được những lời này chẳng biết năm đó tam thập tam thần thú tông đã xảy ra chuyện gì mà tông môn truyền thừa thiếu hụt nặng nề đến thế đến cả truyền thừa tuyệt học trấn phái quan trọng nhất cũng nứt núi lung tung bạch tôn giả lẩm bẩm vậy là chúng ta không thể có được tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công sao tống thư hàng hỏi không vội để ta bắt được đồng bạn của họ rồi xem tình hình thế nào. Cho dù truyền thừa công pháp của họ có vấn đề, nhưng chỉ cần giữ đủ hai quyển công pháp nhất phẩm và nhị phẩm là đủ rồi. Thư hàng, người phải mượn công pháp này để luyện ra một luồng tiên thiên chân khí, mà ta thì muốn xem qua nó một chút, để xem có chỗ nào tham khảo được, mang về hoàn thiện công pháp của chính ta hay không. Bạch Tôn giả nói, công pháp của ngài ấy, công pháp của Bạch Tôn giả không phải được người đi trước truyền lại, mà là ngài ấy tự nghĩ ra ư. Khoảng một tiếng sau, trên đảo nghênh đón một vị khách mới tới. Thế nhưng người mới đến không phải là thành viên tổ chức của lang nhất. Dưới ánh mặt trời nóng rát, trên mặt biển mênh mông, có một người mặc quần bò lửng, áo ba lỗ trắng, đầu đội mũ cao bồi, đang kéo một chiếc xe đẩy tay nặng nề và lướt như điên. Cơ bắp của hắn như đá cẩm thạch, da rẻ bị hun thành màu đồng cổ, mồ hôi vã ra như tắm mặt biển nổi lên sóng lớn cao đến hơn 10 mét, thế mà người đàn ông đội mũ cao bồi vẫn bám chắc tấm ván, cưỡi sóng vượt gió, phá tan sóng giữ lao về phía đảo. Khi hắn tiến gần hơn một chút, Tống Thư Hàng nhìn thấy trên chiếc xe đẩy tay nặng nề của người đàn ông còn cắm cái gì như hai lá cờ. Lá cờ bên trái viết, đồng sĩ thiết nha, chỉ một lời định thiên hạ trăm ngàn quẻ. Lá bên phải viết, quẻ quẻ tính tấn, ta là vạn quẻ đều chúng đại tiên sư. Bạch tiền bối, có người tới kia tống thư hàng nói người một nhà đấy không cần lo lắng bạch tôn giả cười nói người nhà hà lúc này người đàn ông đội mũ cao bồi đã lên đến đảo hắn lột mũ vung tay chào tống thư hàng há lô tương đương thư hàng tiểu hữu tống thư hàng nhìn người đàn ông đội mũ cao bồi khó hiểu mình có quen ổng đâu ta không nhận ra ta sao người đàn ông đội mũ cao bồi nhe răng cười rồi chỉ vào cờ cắm trên xe đẩy tay nhìn đây này, có nhớ ra gì không? Đồng sỉ thiết nha, quẻ quẻ tính tấn, đại tiên sư, chờ đã, đồng quái tiên sư tiền bối. Tống thư hàng đột nhiên ngộ ra, nhớ ngay đến nhân vật tự tìm đường chết no. Hai xếp sau cuồng đao tam lãng trong nhóm cửu châu số một đồng quái tiên sư. Ha ha ha, chính là bản tiên sư đây. Đồng quái tiên sư cười phớ lỡ. Sao tự nhiên đồng quái tiền bối lại chạy tới hòn đảo này thế? Tống thư hàng tò mò hỏi. Hơn nữa, Bộ dạng của Đồng Quái Tiên sư làm cho hắn thật bất ngờ. Hắn cứ nghĩ cho dù Đồng Quái Tiên sư tiền bối chuyên tính quẻ ngược, thế nhưng ít ra cũng phải có bộ dạng của quẻ sư chứ. Thế mà hắn nhìn thế nào cũng thấy vị đội mũ cao bồi trước mắt này giống tầng lớp nhân dân lao động quang vinh, chẳng có tí liên quan nào đến quẻ sư cả. Đồng Quái Tiên sư cười tí tởn lấy một gói dược cao từ xe đẩy rồi đưa cho Tống thư hàng. Ta được dược sư đạo hữu nhờ cậy, tiện đường đến đưa đồ cho ngươi. Ừm. Dược sư nhờ ta mang gói dược cao này cho người đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 330.